Chính vì vậy, Diệp Thần mới có thể đánh bại hắn. Nếu không, đối mặt Thiên Khải Chí Tôn cùng đời trước tử thần đồng thời ý chí chèn ép, Diệp Thần cơ hồ không thể nào có nghịch chuyển cơ hội. Ngạo Tuyết, Vũ Hoàng Giã đã trọng thương sa sút, ánh mắt như cũ nhớ không quên, khắc cốt quyến luyến, ngắm nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tâm tư, nhưng hoàn toàn ở Diệp Thần trên mình. Nàng yên lặng nhìn Diệp Thần, hồi tưởng lại mới vừa lại một lần nữa tinh thần song tu, nhất thời hơi nóng máu hỗn loạn, tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Diệp Thần cảm thụ nàng nóng rực ánh mắt, cũng là ho khan một tiếng, tuyệt đối không nghĩ tới, mình cùng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, lại có thể sẽ phát triển đến tình cảnh này. Hai lần tinh thần song tu, đều là bởi vì đối mặt cường địch, bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, có như thế đặc thù quan hệ, Diệp Thần vậy rất khó làm được thờ ơ. Ngạo Tuyết, tới ta luân hồi trận doanh đi. Diệp Thần lại một lần nữa phát ra mời, hắn muốn đem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lôi kéo đến bên cạnh mình, coi như là cho nàng một cái nơi quy tụ, chấm dứt đoạn nhân quả này. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết gò má say đỏ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vùng vẫy ý, trầm mặc không lên tiếng, cũng không biết như thế nào quyết đoán. Vũ Hoàng Giã, người cái phế vật này. Trong hư không, Thiên Khải Chí Tôn tóe ra vô cùng chấn nộ thanh âm. Vốn là, hắn ý chí, hơn nữa đời trước tử thần chúc phúc, muốn đánh bại Diệp Thần, là có khả năng lớn sự việc. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Vũ Hoàng Giã chân thực quá không chịu thua kém, bởi vì là một người phụ nữ, hoàn toàn rối loạn phương tắc. Vũ Hoàng Giã bị đánh bại, Thiên Khải Chí Tôn vậy bị nghiêm trọng cắn trả, nghe thanh âm hắn liền cảm thấy hắn đang hộc máu. Hạ một sát, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp trong hư không, nổi lên một đạo vô cùng huy hoàng bá đạo bóng người, hiện đầy hắc ám khí tức, lại chính là Thiên Khải Chí Tôn. Thiên Khải Chí Tôn bóng người, mơ hồ, hiển nhiên không phải bản thể. Bản thể hắn lực lượng quá mức mạnh mẽ, khó mà hạ xuống đến thế giới hiện thật. Hiện tại hạ xuống, chỉ là một đạo hư ảnh. Nhưng rơi xuống một đạo hư ảnh, đã là long trời lở đất. Vũ Hoàng Giã quá không chịu thua kém, hắn lại là muốn đích thân ra tay. Tự mình xuất thủ, liên lụy nhân quả quá lớn, một khi kích động đại lộ quy luật, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng dù vậy, Thiên Khải Chí Tôn vẫn là hạ xuống. Thiên Khải giáo chủ, ta bị thương, cứu ta. Vũ Hoàng Giã thấy Thiên Khải Chí Tôn hạ xuống, trong lòng cả kinh, vì mình bị bại cảm thấy áy náy. Nhưng hắn giờ phút này, bị thương khá là nghiêm trọng. Hơn nữa mới vừa chịu đựng hắc ám ý chí, vậy mang đến to lớn cắn trả, hắn cả người ra cũng băng liệt, mục nát sinh thư, hắn cần Thiên Khải Chí Tôn cứu chữa. Người cái phế vật này, cho ta chết. Thiên Khải Chí Tôn giận dữ, cũng không có xuất thủ cứu trị ý, trở tay một trường, liền đem Vũ Hoàng Giã đánh được bạo diệt, hóa thành cướp xám. Diệp Thần thấy Vũ Hoàng Giã chết, tâm thần thoáng kích động một tí, nhưng chợt lại khôi phục yên lặng. Cái này nghịch đồ. Coi như Thiên Khải Chí Tôn không giết, hắn cũng phải cần dọn dẹp. Luân hồi chi chủ, thôi, ta coi như liều mạng tự mình ra tay, ngày hôm nay vậy muốn giết ngươi. Thiên Khải Chí Tôn ánh mắt sắc bén như ưng, cũng là không để ý bất cứ giá nào, thể giết Diệp Thần. Tay hắn một chiêu, đồ thần đao trở về đến trong tay hắn, hắc ám đao mang bạo tăng ngàn vạn trượng, khoáng đạt vô địch, như muốn tan biến tinh không, một đao liền hướng Diệp Thần chém tới. Đây là thiên đế chủ thần một đao, cho dù không phải bản thể đích thân tới, nhưng thiên đế chủ thần một đạo hư ảnh, bộc phát ra uy năng, vậy đủ để dung chuyển tinh không vũ trụ. Diệp Thần thấy Thiên Khải Chí Tôn chém tới một đao, nhất thời cảm thấy không thể ngăn trở. Luân hồi chi chủ, chú ý. Nhưng vào lúc này, núi hoang gia, một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới, nhưng là Si Phong Thượng Nhân, đang cảm thụ đến Diệp Thần trước đó kêu gọi sau đó, cái đầu tiên chạy tới. Chỉ gặp Si Phong Thượng Nhân, sử dụng Diệp Thần cho hắn mượn Thiên Quân Phong Thần Bia. Thiên Quân Phong Thần Bia, bảo vệ. Diệp Thần tâm tư động một cái, lập tức đem Thiên Quân Phong Thần Bia, lần nữa triệu hoán tới đây, ngăn trở trước mặt mình. Chanh! Thiên Khải Chí Tôn hắc ám đao mang, như phá giết vũ trụ vậy chém tới, hung hăng chém vào Thiên Quân Phong Thần Bia phía trên. Thiên Quân Phong Thần Bia phía trên, bị chém ra một đạo rãnh sâu hóm dấu vết. Nhưng cũng không có bị chảm phá, thành công chặn lại Thiên Khải Chí Tôn một đao. Diệp Thần thấy rõ, ngăn cản Thiên Khải Chí Tôn đao mang địa phương, vừa vặn chính là Nhâm Phi Phàm tên chữ khắc chỗ. Giống như là trong sâu thẳm,
Nhâm Phi Phàm lại một lần nữa bảo vệ hắn vậy. Từ lần trước cùng Hồng Quân lão tổ đấu pháp sau đó, Nhâm Phi Phàm tên chữ, ánh sáng liền mờ đi rất nhiều. Lần này, tên hắn chịu đựng Thiên Khải Chí Tôn một đao, cái này Nhâm Phi Phàm ba chữ, lại bị từ bên trong chém nứt ra. Diệp Thần thấy vậy, có vẻ đau lòng, trong đầu nghĩ, Nhâm tiền bối ở không không lúc nào không, không biết thế nào, hắn cùng Hồng Quân đấu pháp, nhất định tiêu hao to lớn, có thể bị thương, không biết gặp mặt sắp nguy cơ gì. Ừ, Thiên Quân Phong Thần Bia. Thiên Khải Chí Tôn nhất định phải được một đao, lại bị ngăn trở, da mặt nhất thời co quắp một tí, thần sắc đặc biệt khó khăn xem. Hắn loại cấp bậc này nhân vật, trực tiếp rơi xuống hư ảnh, tự mình động thủ, mỗi một cái động tác, cũng sẽ kích động thiên cơ, là bản thể mang đến nghiêm trọng thiên phạt. Một đao giết không chết Diệp Thần, ra lại một đao, hắn giá phải trả sẽ càng to lớn. Ai yêu, đây không phải là Thiên Khải Chí Tôn sao? Ngươi làm sao hạ xuống? Núi hoang bên ngoài, lại truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Chỉ gặp một người vóc dáng sôi động cô gái, lăng không bay sang tới, nhưng là Dạ Lan. Nàng vậy cảm nhận được Diệp Thần ý chí kêu gọi, chạy tới. Ngay sau đó, nàng sư huynh Trang Hải vậy vội vã chạy tới. Thiên Khải Chí Tôn, làm sao có thể? Trang Hải thấy Thiên Khải Chí Tôn bóng người, sợ hết hồn, lui về phía sau hai bước, chỉ lấy vì mình xuất hiện ảo giác. Sư huynh, ngày này Khải Chí Tôn muốn giết Luân Hồi Chi Chủ, chúng ta mau hỗ trợ, triệu hoán thế giới thụ đi ra đi. Dạ Lan đã bắt được thiên cơ, cảm giác được Thiên Khải Chí Tôn sát khí, cuống quýt nói. Giữa lúc như vậy, Trang Hải không nói hai lời, lập tức nặn động thủ quyết, ngâm sướng lên tới. Dạ Lan cũng là nặn quyết ngâm sướng, từng luồng bích lục chói lọi, mang mãi mãi phù văn, từ trên hai người dòng nước chảy ra. Trong hư không thần minh bung ra, một bụi to lớn cây cối hư ảnh, chậm rãi hiện lên. Bụi cây này cây cối, to lớn lạ thường, không biết có nhiều ít vạn trượng cao, từ trong hư không nổi lên, lập tức liền đỉnh thiên lập địa, xuyên thấu đám mây, vô số nồng nặc sinh mạng hơi thở, không ngừng tách thả ra, làm người ta rung động. Ảo cảnh bên trong, đang kịch chiến cổ Phật Thánh Địa đệ tử, còn có hỗn độn thiên ma, thấy bụi cây này nhô lên tối đa cây lớn, đều là kinh hãi. Đây là, trong truyền thuyết thế giới thụ, là đệ nhất cỏ thần trồng trồng thần thụ, thế giới thụ. Truyền thuyết, thế giới này cây dễ cây, có thể nối liền không không thời không tất cả ngõ ngách, mỗi một miếng lá cây, đều có thể biến ảo 3.000 thế giới, vô cùng lợi hại. Ở bốn lớn cao nhất thần khí, còn không ra đời trước, thế giới này cây, chính là trừ sáng thế thanh liên gia, nhất pháp bảo lợi hại à. Thế giới thụ sớm bị thiêu hủy. Là ai nghịch chuyển thời gian sông dài, từ cổ xưa quá khứ tới bên trong, cho gọi ra thế giới thụ hư ảnh. Đám người đâu vơ mà cường giả, kinh hãi không thôi, ngước nhìn bụi cây này đỉnh thiên lập địa cây lớn. Đó là trong truyền thuyết thế giới thụ, là đệ nhất cỏ thần trồng. Ở bốn lớn cao nhất thần khí, còn không sinh ra thời điểm, thế giới thụ cũng đã tồn tại, đó là trừ sáng thế thanh liên ra, thế gian cường đại nhất tạo vật. Còn như sáng thế thanh liên. Chính là tạo ra hồn đột, sáng tạo ra giữa trời đất cái thế giới thứ nhất thực vật. Đệ nhất cỏ thần, chính là ra đời từ cái đó nguyên sơ thế giới. Trong truyền thuyết thanh liên đúc thánh pháp, linh cảm ngọn nguồn cũng là vậy sáng thế thanh liên, ký thác đệ nhất cỏ thần, muốn đổi được xem sáng thế thanh liên vậy cường đại nguyện vọng. Sau đó, đệ nhất cỏ thần bị nguyên thiên đế mang ra khỏi, đi về phía chư thiên. Cái đó lúc ban đầu thế giới, vì vậy thất lạc. Ai cũng không tìm được đi trước lối đi. Liền liền đệ nhất cỏ thần, vậy không tìm được cố hương đường về. Vậy sáng thế thanh liên, cũng được truyền thuyết lâu đời nhất một trong, cho tới bây giờ không có ai chính mắt gặp qua. Nhưng thế giới thụ, nhưng là rất nhiều nhân vật, cũng chính mắt thấy qua vĩ đại tồn tại. Đó là đệ nhất cỏ thần trồng thần vật. Thế giới thụ nhất là tươi tốt thời điểm, cũng là đệ nhất cỏ thần xưng bá thời điểm. Nàng dựa vào thế giới thụ. Dễ cây kéo dài đến tất cả thời không thế giới, khống chế chư thiên mỗi một xó xỉnh. Nàng là quyền uy đại biểu, cũng là trí cao vô thượng nắm giữ, đại biểu trí cao sinh mạng cùng trí khôn. Sau đó vô số cũ thần liên hiệp, đem nàng từ thế giới thụ thần tọa trên kéo xuống giết chết, lại đem thế giới thụ hoàn toàn thiêu hủy. Đó là rất cổ xưa chuyện, cổ xưa đến chín thần và đà đế cổ thần, cũng còn không có ra đời. Giờ khắc này, Trang Hải và Dạ Lan.
lại là nghịch chuyển thời gian sông dài, thi triển loại nào đó cổ xưa bí thuật, đem thế giới thụ hư ảnh, từ đi qua năm tháng sông dài bên trong, lần nữa cho gọi ra tới. Các ngươi là ngàn cỏ sơn trang người. Thiên Khải Chí Tôn nhất thời tức giận, da mặt không ngừng lay động. Thế giới thụ thần uy, cực kỳ khủng bố, tuy nói là hư ảnh, nhưng hắn cũng là hư ảnh à. Tại thế giới cây hơi thở dưới áp chế, Thiên Khải Chí Tôn chỉ cảm thấy có trùng trùng núi cao chân áp xuống tới, ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông. Dạ Lan và Trang Hải cũng không nói gì, bởi vì đang kêu gọi ra thế giới cây hư ảnh ngay tức thì, bọn họ linh khí liền bị rút sạch, gương mặt trắng bệch, nói chuyện đều không khí lực. Thiên Khải Chí Tôn, ngươi nếu là thức thời, lập tức cho bổn cô nương chạy trở về ngươi thế giới, nếu không mọi người chỉ có lưỡng bại câu thương kết quả. Dạ Lan khó khăn mở miệng, gạt bỏ một câu nói, cũng không sợ Thiên Khải Chí Tôn uy nghiêm. Thiên Khải Chí Tôn ánh mắt chuyển động, nhưng không có gì ý lùi bước, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, ngươi một cái cô bé, còn muốn uy bách ta. Coi như ngày hôm nay lưỡng bại câu thương, ta cũng không có thể để cho các ngươi tốt hơn. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Khải Chí Tôn cái này đạo hư ảnh, đột nhiên hơi thở lay động, rồi sau đó ầm đích một tiếng, lại là liên quan trong tay đổ thần đao, tại chỗ tự bảo. Hắn lại tình nguyện nổ cái này đạo hư ảnh, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng không để cho Diệp Thần bên này tốt hơn. Kịch liệt nổ, nhất thời đưa tới động trời đợt khí, ùng ùng vang dội, bốn phía núi cao, trên trời lưu vân, đều bị xé nát. Dạ Lan và Trang Hải, cho gọi ra thế giới thụ hư ảnh, lập tức liền bị bạo diệt. Hai người máu tươi ói như điên, cũng là gặp nghiêm trọng nổ đánh vào, tại chỗ bị thương. Phú Hoàng Ngạo Tuyết, Si Phong Thượng Nhân, đều là bị thương. Diệp Thần vậy bị to lớn đánh vào, ngực gian khí huyết hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ quặn đau, một hơi máu bầm phun ra ngoài. Hắn chịu nổ đánh vào, muốn so với Dạ Lan các người nghiêm trọng rất nhiều. Bởi vì, Thiên Khải Chí Tôn tự bảo, còn có một cái đồ thần đao. Vậy đồ thần đao, là nhằm vào Diệp Thần luân hồi huyết mạch, đúc đi ra. Lần này nổ, tự nhiên cũng cho Diệp Thần mang đến to lớn đánh vào. Nổ đợt khí cùng khói mù, di thiên không tiêu tan. Diệp Thần bên này, hắn và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Si Phong Thượng Nhân, còn có Dạ Lan, Trang Hải, cũng toàn bộ bị thương ngã xuống đất, trong đó lấy thương thế hắn nghiêm trọng nhất. Thật may, bọn họ cũng chỉ là bị thương, cũng không có người vì vậy chết đi. Mới vừa thế giới thụ hư ảnh, vậy mang cho bọn họ không nhỏ che chở, nếu không, nhất định là có người muốn hy sinh. Chúng ta mau rời đi nơi này. Diệp Thần vùng vẫy đứng dậy, vừa dùng bát quái thiên đan thuật, chữa trị mình cùng đám người, vừa chạy ra ngoài đi. Lớn như vậy nổ khí tượng, khẳng định sẽ đưa tới vô số ánh mắt chú ý. Hiện tại tất cả người bị thương, nếu là đụng phải địch nhân gì, vậy thì nguy hiểm. Nếu là vô thiên trận doanh bên kia, có người giết tới đây nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dạ Lan, Phú Hoàng Ngạo Tuyết các người gật đầu nói phải, cũng miễn cưỡng bỏ người lên, đi ra ngoài. Hi hi, các ngươi không cần đi. Đều được là ta tinh không thần tộc tế phẩm đi. Chặc chặc, các ngươi rốt cuộc là thân phận gì lai lịch, khí tức trên người nhìn như, cũng khác với người thường. Nhưng vừa lúc đó, một hồi tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ gặp mười mấy đạo hắc ám giữ tợn bóng người, từ bầu trời đáp xuống, chính là Hỗn Độn Thiên Ma. Vô thiên trận doanh còn không người tới, Hỗn Độn Thiên Ma nhưng hạ xuống. Cái này mười mấy đầu Hỗn Độn Thiên Ma. Có hai đầu vẫn là cao tầng cường giả, hơi thở đặc biệt là mạnh mẽ. Diệp Thần thấy vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nếu như là vậy dưới tình huống, hắn đối mặt những thứ này Hỗn Độn Thiên Ma, tự nhiên có thể chiến thắng. Nhưng hiện tại, hắn người bị thương nặng, trạng thái rất không ổn, đối kháng một hai đập thiên ma còn có thể, muốn chiến thắng mười mấy ngày đầu ma, cơ hồ không có có thể. Dạ Lan, Trang Hải, Si Phong Thượng Nhân, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người. Cũng là một hồi sợ hãi chấn động. Lấy bọn họ trạng thái, đối mặt Hỗn Độn Thiên Ma, chỉ có một con đường chết. Giết bọn họ đi, dùng bọn họ máu tươi, cung phụng cực đạo ma tôn đại nhân. Một cái xem hình dáng là cao tầng đầu mục thiên ma, chắp hai tay sau lưng, dùng lạnh lùng rét lạnh giọng nói. Năm ngày đầu ma chiến sĩ, sách ma đao, phân biệt hướng Diệp Thần các người đi tới, muốn một đao một cái giết chết. Cái khác thiên ma, chính là khoanh tay vây xem, hì hì bật cười, có vẻ thoải mái. Diệp Thần các người,
nhất thời lâm vào tuyệt cảnh. Này, chậm, không nên giết bọn họ. Vừa lúc đó, một đạo kiều thúy giọng nữ, từ trên trời truyền tới. Chỉ gặp một cái tinh không thần tộc thiếu nữ, huy động trắng tinh huy hoàng cánh, từ trên trời cấp tốc đáp xuống. Cô gái này, dáng vẻ khá là nhỏ yếu, nhưng nên có đường cong, cái gì cần có đều có, tướng mạo đặc biệt đẹp, trong mắt lại 10 phần tinh khiết, cùng chung quanh hắc ám giữ tợn hỗn độn thiên ma, hình thành so sánh rõ ràng. Tím Xuyên tiểu thư. Tại chỗ hỗn độn thiên ma, thấy cô gái kia tới, lật đật hỏi thăm sức khỏe. Xem hình dáng, cô gái kia địa vị hiển nhiên không thấp. Diệp Thần thấy cô gái này, nhất thời trong lòng cuồng loạn. Bởi vì cô gái này, hắn là đã gặp, chính là Tím Xuyên Phỉ. Tím Xuyên Phỉ nửa một đoạn cánh, còn ở hắn luân hồi mộ địa bên trong. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Tím Xuyên Phỉ, thân phận địa vị lại có thể như thế cao. Không nên giết bọn họ. Tím Xuyên Phỉ thu hồi cánh, mở miệng nói, ánh mắt nhìn về Diệp Thần đoàn người, đang nhìn Diệp Thần thời điểm, nàng trong mắt toát ra một chút không dễ phát giác khác thường tâm trạng. Diệp Thần tim đập được lợi hại hơn, trong đầu nghĩ, nàng nhận được ta. Tím Xuyên Phỉ đoạn cánh lên hắc ám hạt giống, chính là Diệp Thần lọc sạch, hai người tới giữa có thiện duyên. Bất quá nơi này là ảo cảnh, là thượng cổ Phật ma đại chiến tái hiện, vào lúc này, Tím Xuyên Phỉ còn sống. Tím Xuyên tiểu thư, người muốn thả bọn họ. Còn nữa, người vì sao còn không tiến vào tư thế chiến đấu? Cái này đội hỗn độn thiên ma cao tầng đầu mục, hồ nghi nhìn Tím Xuyên Phỉ. Tất cả tinh không thần tộc chiến sĩ, đều đã thay đổi là hỗn độn thiên ma tư thế chiến đấu, chỉ có Tím Xuyên Phỉ, còn duy trì thánh khiết vinh diệu, như thần minh vậy hình dáng. Ngươi ở dạy ta làm chuyện. Cha ta đều không quản ta đây. Tím Xuyên Phỉ hừ một tiếng, nói. Ngày trước ma đầu mục nhất thời mồ hôi lạnh nhễ nhại, lật đật chắp tay nói, không dám, là thuộc hạ mạo phạm, chỉ là những người này linh khí dư thừa, huyết mạch tựa hồ cũng có chỗ đặc thù, thuộc hạ cũng là một phiến trung tâm, muốn đem bọn họ giết, hiến tế cho cực đạo ma tôn đại nhân. Tím Xuyên Phỉ nói, giết lãng phí, trước hay là đem bọn họ trông chừng, cùng chàng này Phật ma đại chiến kết thúc, lại đem bọn họ áp tải hồi cung, dùng để huyết tế tinh không đạo thư. Nghe vậy, ngày trước ma đầu mục gật đầu nói phải, nói, giữa lúc như vậy, vẫn là Tím Xuyên tiểu thư cân nhắc được chu đáo. Tím Xuyên Phỉ chăn thủ nhẹ một chút, nói tốt lắm, các ngươi kêu hơn ít người tới đây, nghiêm ngặt trông coi, cũng không thể để cho hắn chạy. Ngày trước ma đầu mục nói, Tím Xuyên Phỉ bỗng nhiên chỉ Diệp Thần, nói, người này huyết mạch đặc biệt nhất, cũng không cần mang về cung, ta muốn ăn hắn. Ngày trước ma đầu mục lộ ra một chút vẻ khó xử, nói tiểu thư, chúng ta tinh không thần tộc quy củ, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm, có thức ăn gì mà nói, nên làm chung nhau sẻ thịt chia sẻ, không thích hợp tư nuốt. Tím Xuyên Phỉ nói, làm sao, nơi này có 5 cái người, ta liền ăn một người, người vậy không đáp ứng sao? Ngày trước ma đầu mục hoảng hốt vội nói, không dám, tiểu thư kia khiêm tốn một ít, không muốn để cho người khác thấy được. Nếu không sự việc sẽ rất phiền toái. Tím Xuyên Phỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua vậy ma đầu, không nhịn được nói, biết. Liền sải bước đi đến Diệp Thần bên người, ôm Diệp Thần eo, phải đem hắn mang đi ra bên ngoài. Phú Hoàng Ngạo Tuyết, Si Phong Thượng Nhân, Dạ Lan, Trang Hải các người, nghe được Tím Xuyên Phỉ cùng ngày trước ma đầu mục, đàm luận ăn thịt người chuyện, thần sắc bình thường không quan trọng, liền như đàm luận ăn cơm uống nước vậy, đều là sắc mặt kinh hãi. Trong lòng bọn họ đều nghĩ, cái này hỗn độn thiên ma, quả nhiên là ăn thịt người, uống máu người, không chuyện ác nào không làm, hung tàn thành tánh. Tuy nói cái này Tím Xuyên Phỉ, bề ngoài xinh được đẹp dị thường, khí chất lại thanh nhã dịu dàng, nhưng trong lòng bọn họ cũng cho rằng, cái này là ngụy trang biểu tượng. Chỉ có vậy hỗn độn thiên ma tư thái kinh tởm, mới là những quái vật này chân chính hình dáng. Phú Hoàng Ngạo Tuyết thấy Diệp Thần phải bị mang đi, thật lấy là hắn phải bị ăn. Trong bụng nóng nảy như đốt, hét lớn, dừng tay. Nàng liều mạng còn sót lại không nhiều khí lực, khua kiếm hướng Tím Xuyên Phỉ ám sát đi, phải cứu Diệp Thần. Chung quanh hỗn độn thiên ma, đặc biệt nhạy bén, vừa nhìn thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết động thủ, lập tức hò hét xông lên, đem nàng trường kiếm đánh rơi xuống đất, đồng phục ở nàng, lại muốn động thủ tiến hành trách phạt. Đừng đánh nàng, trước giữ lại, chờ ngày mai đem nàng áp tải hồi cung, từ từ hành hạ cũng không muộn. Tím Xuyên Phỉ quay đầu nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết một mắt,
dửng dưng phân phó nói. Tiểu thư. Hỗn độn thiên ma cửa cung kính lên tiếng đáp lại, liền lấy ra xiềng xích, tạm thời đem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đoàn người khóa lại tống giam. Tím Xuyên Phỉ liền ôm Diệp Thần Hông, đem hắn mang đi ra bên ngoài, lại vỗ cánh bay lên, bay đến một nơi miếu thờ trong phế tích. Cái này phiến miếu thờ, đã gặp phải hỗn độn thiên ma cướp, tất cả tăng nhân đều bị một cái lửa lớn, đốt thành cướp xám, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên. Người kêu, Tím Xuyên Phỉ. Diệp Thần thấy chung quanh không người, ngắm nhìn Tím Xuyên Phỉ, hỏi. Luân hồi chi chủ, ngươi còn nhớ ta tên chữ? Tím Xuyên Phỉ còn ôm Diệp Thần eo, nhìn hắn ánh mắt, kích động được cả người phát run, trong mắt lại chớp động nước mắt. Kêu tên ta liền có thể, ta kêu Diệp Thần. Ngươi biết ăn ta sao? Diệp Thần cười một tiếng, hỏi. Làm sao sẽ, chớ có nói đùa. Tím Xuyên Phỉ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Nàng lại yên lặng lau sạch, triển lộ ra một cái nét mặt tươi cười, nói. Ta biết, ta thật ra thì đã chết, chỗ này bất quá là ảo cảnh. Một ngày sau, cái này phiến ảo cảnh, liền sẽ biến mất chứ. Ta mới vừa rồi kêu những thiên ma đó chiến sĩ, trông coi các bạn ngươi, bọn họ không có việc gì. Đến khi ngày mai, ảo cảnh tiêu tán, bọn họ là có thể khôi phục tự do. Thật ra thì... Tím Xuyên Phỉ mới vừa kêu người tạm giam Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Dạ Lan các người, là bảo vệ ý. Có hỗn độn thiên ma chiến sĩ bảo vệ, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người coi như bị thương, cũng không cần lo lắng vô thiên trận doanh thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngươi đều biết. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, vậy cảm nhận được liền Tím Xuyên Phỉ tâm ý, liền hỏi. Ta sau khi chết, ta tương lai đoạn cánh, sẽ bị ngươi lọc sạch, ta ý chí không cần lại bị cơn ác mộng hành hạ. Ta rất là cảm kích, đa tạ ngươi, luân hồi chi chủ. Tím Xuyên Phỉ lại rơi lệ, khá là thần tổn thương, bởi vì nàng rất nhanh lại phải chết. Hoặc là nói, ở thế giới hiện thật, nàng đã sớm chết rồi, thi hài linh hồn cũng hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại nửa một đoạn cánh. Nàng một chút ý chí, lưu lại ở đó nửa một đoạn cánh bên trong, chịu đủ vô tận hắc ám cùng sát khí hành hạ, cho đến Diệp Thần lọc sạch, mới đạt được giải thoát. Các ngươi hỗn độn thiên ma không, hoặc là nói, tinh không thần tộc. Các ngươi rốt cuộc là thật là xấu xa. Các ngươi, thật sự là đến từ tinh không bờ bên kia chủng tộc. Diệp Thần ngắm nhìn Tím Xuyên Phỉ ánh mắt, trong lòng lại rất nhiều nghi vấn. Vô luận như thế nào xem, Tím Xuyên Phỉ cũng không giống là người xấu, thế nhưng chút hỗn độn thiên ma hành động đã thực hiện, lại vô cùng là tàn bạo, để cho Diệp Thần cảm thấy rất mâu thuẫn. Ta phải nói như thế nào đây? Tím Xuyên Phỉ nghe Diệp Thần cái vấn đề này, lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, tựa hồ cũng không biết làm sao hướng Diệp Thần giải thích. Diệp Thần ngưng mắt nhìn nàng ánh mắt, chờ đợi nàng sửa sang lại suy nghĩ. Trước từ đầu nói tới, thật ra thì tinh không bờ bên kia, là thật thực tồn tại thế giới, liền núp ở không không lúc nào không nơi nào đó, là trung cực ở giữa trung cực. Cái thế giới này lúc ban đầu thời điểm, Tím Xuyên Phỉ tựa hồ biết rõ suy nghĩ. Phải hướng Diệp Thần giải thích tinh không bờ bên kia bí ẩn. Diệp Thần vậy toàn bộ tinh thần chăm chú lắng nghe, hắn biết đây là liên quan đến cuối cùng bí mật. Nhưng bỗng nhiên, Tím Xuyên Phỉ lộ ra một chút thần sắc khủng hoảng, thật giống như xúc động cái gì ác mộng vậy, ngũ quan hơi vặn vẹo, khom người cúi đầu nôn ọe. Thế nào? Diệp Thần thấy vậy, vội vàng giúp nàng vỗ sau lưng. Ho, ta thật khó chịu, ca ca. Tinh không bờ bên kia. Liên quan đến đại lộ cuối cùng bí ẩn, ta tinh không thần tộc, so với người bình thường nắm giữ càng nhiều hơn chân tướng. Nhưng cái này chút chân tướng, là cao nhất thiên cơ, là không thể nói cấm kỵ. Thiên cơ bất khả lộ, bất kỳ dám can đảm tiết lộ đại lộ trung cực người bí mật, cũng sẽ gặp bị đáng sợ thiên phạt. Ta tu vi còn chưa đủ, không nói được quá nhiều bí mật, thật xin lỗi. Tím Xuyên Phỉ mặt đầy khủng hoảng không biết làm sao. Thân thể mềm mại phát run, tựa như đã gặp phải thiên phạt hành hạ. Nàng mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, co giúp ở Diệp Thần trong ngực, lại nắm Diệp Thần tay. Diệp Thần chỉ cảm thấy nàng đầu ngón tay rét lạnh lạnh, không có một chút hơi nóng, cũng là có chút lo âu, thở dài nói, tốt lắm, không thể nói thì không cần nói, dù sao những chuyện này, khoảng cách ta cũng khá là xa xôi, ta cũng không vội. Tím Xuyên Phỉ chăn thủ nhẹ một chút, thoáng khôi phục một ít nguyên khí. Nói ca ca, vậy ngươi cất kỹ ta đoạn cánh, ta tuy đã chết,
nhưng dựa vào ngươi luân hồi huyết mạch thần uy, tương lai có thể nghịch chuyển thời gian sông dài, đem ta sống lại. Diệp thần gật gật đầu nói, ta biết, ngươi yên tâm. Luân hồi huyết mạch thần uy vô lượng, đủ để nghịch chuyển sống chết. Diệp thần phỏng đoán, cùng mình thức tỉnh viên thứ ba luân hồi mệnh tinh, liền bước đầu có nghịch chuyển sinh tử năng lực, có thể đổi ngược thời không sông dài, đem đã chết tím xuyên phỉ, từ đi qua thời gian sông dài bên trong mò ra, từ đó đem nàng sống lại. Diệp thần biết, cái này tím xuyên phỉ, là một cái to lớn cửa đột phá, tương lai mình muốn biết tinh không bờ bên kia bí mật, nhất định phải dựa vào nàng. Cảm ơn ngươi, ca ca, người thương thế tựa hồ khá là nghiêm trọng, mau chữa thương đi, ta vì ngươi hộ pháp. Tím xuyên phỉ quan sát Diệp thần một mắt, nhưng gặp Diệp thần cả người thương thế khá là nghiêm trọng, mới vừa cùng Thiên Khải Chí Tôn kịch chiến, Diệp thần bị đánh vào, là 10 phần to lớn. Nghe được tím xuyên phỉ như thế nói, Diệp thần nhất thời liền cảm thấy, cả người vết thương đều ở đây phát đau, lập tức liền gật đầu một cái, muốn tính hạ tâm lai nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc này, miếu thở phế tích ra, truyền tới một đạo nhọn tiếng xé gió, ba đạo hắc ám thần mang, như sao rơi bay tập kích tới, nhanh chóng hạ xuống Diệp thần và tím xuyên phỉ bên người. Hào hùng ma đạo thần uy, ở nơi phế tích lan tràn, thiên địa biến sắc, trên bầu trời ùng ùng vang dội, xuất hiện nồng đậm mây đen khí tượng, phảng phất có hàng tỷ ma vật đang gầm thét. Đáp xuống ba đạo thân ảnh, chính là Quy Trần, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, Vũ Văn Cơ. Bọn họ bắt được Diệp thần hơi thở, lại là đuổi giết được tới. Quy Trần nhìn xem Diệp thần, lại nhìn xem tím xuyên phỉ, thấy hai người như thế gần gũi hình dáng, hì hì cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia nhưng là ma tổ vô thiên thanh âm. Diệp thần, không nghĩ tới người luân hồi huyết mạch, đối hỗn độn thiên ma cũng có tác dụng, lại có thể liền hỗn độn thiên ma, đều bị ngươi mê hoặc. Quy Trần cười lạnh nói, giọng nói cũng là ma tổ vô thiên thanh âm. Ma tổ vô thiên, không ra vẻ sao. Diệp thần ánh mắt lạnh lùng, trước mắt hắn người, bề ngoài thoạt nhìn là Quy Trần. Nhưng hắn biết, sau lưng là ma tổ vô thiên đang khống chế. Ha ha, cuối cùng là bị ta tìm được ngươi, lấy ngươi hôm nay trạng thái, coi như hơn nữa cái này hồn độn thiên ma, đối mặt ta, cũng chỉ có một con đường chết. Quy Trần thần sắc hờ hững, vung tay lên, một cổ hào hùng hắc ám khí tức, phong tỏa toàn trường không gian. Hắn phong tỏa nơi đây, chủ yếu là lo lắng, tím xuyên phỉ sẽ triệu hoán cái khác thiên ma hạ xuống. Lão tổ! Cùng chu diệt luân hồi, mời đem người hắn hậu cung bên trong Diệp Lạc mà ban cho ta, Lạc Nhi cũng bị thằng nhóc này mê hoặc. Vũ Văn Cơ nói, luân hồi huyết mạch, có mị lực đặc thù, có thể hấp dẫn khác phái. Hôm nay tím xuyên phỉ, cùng Diệp thần thân cận, ở vô thiên trận doanh trong mắt, vậy dĩ nhiên là bị Diệp thần mê hoặc. Thậm chí, Vũ Văn Cơ cho rằng, liền Diệp Lạc mà, cũng là bị Diệp thần làm cho mê hoặc. Quy Trần nghe được Vũ Văn Cơ như thế nói. Trong mắt thoáng qua một chút xâm nghiêm, nói, đừng cao hứng được quá sớm, luân hồi chi chủ còn chưa có chết đây. Vũ Văn Cơ trong lòng rét một cái, nói, ưng. Hắn cũng biết, Diệp thần có đại khí vận, cũng không dễ dàng giết chết. Quy Trần nói, người xuất thủ trước, xem thằng nhóc này còn có nhiều ít chiến lực. Vũ Văn Cơ nói, ừ. Lúc này linh khí bùng nổ, thần thuật quy luật cổn đáng, thi triển ra 33 thiên thần thuật, Thái Hư Cổ Long nói. Lắc mình một cái, liền hóa thân thành Thái Hư Cổ Long, ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, bàng bạc oai rồng chấn động. Suy rồi. Hạ một sát, Vũ Văn Cơ Long chảo giết ra, tan vỡ hư không, thần quang nổ, quay đầu hướng Diệp thần và tím xuyên phỉ lướt đi. Diệp thần trọng thương trong người, đối mặt Vũ Văn Cơ nhất kích, nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Ca ca chú ý. Tím xuyên phỉ cắn chặt hàm răng, mắt xem Vũ Văn Cơ giết tới. Cũng không khỏi không tiến vào tư thế chiến đấu. Oanh! Chỉ gặp tím xuyên phỉ trên mình, bỗng nhiên nổ ra vô cùng vô tận hắc ám ma khí, nàng da thịt trắng noãn phía trên, hiện ra rất nhiều hắc ám phủ văn, liền con ngươi vậy hóa thành đen thui màu sắc. Rào một tiếng! Sau lưng nàng, triển khai một hai cánh bàng, bất quá vậy hai cánh bàng, không còn là thuần trắng thánh khiết màu sắc, mà là biến thành thuần túy hắc ám, như hàm chứa động lại ngàn năm mực. Tràn đầy tràn ra màu đen ma khí, hóa thành từng tia sương mù, 10 phần nguy nga. Vô cùng ma đạo, vạn ma thiên dẫn. Tím xuyên phỉ một trưởng đánh ra, vô cùng ma khí như từng cái thác nước, từ 9 tầng trời hư không bạo rơi xuống, hùng mãnh ma lực hội tụ ở bàn tay nàng bên trong.
phịch đích một tiếng. Nàng một trưởng cùng Vũ Văn Cơ va chạm, nổ lên làn sóng kinh thiên, nàng thân thể mềm mại không nhúc nhích tí nào, Vũ Văn Cơ lại bị đẩy lui một khoảng cách. Lão tổ, cô nàng này có chút lợi hại, có thể phải ngươi tự mình ra tay. Vũ Văn Cơ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tím Xuyên Phỉ tiến vào tư thế chiến đấu sau đó, có thể bộc phát ra hung hãn như vậy ma uy, sức chiến đấu thậm chí ở trên hắn. Diệp Thần nhìn Tím Xuyên Phỉ, cũng là một hồi kinh ngạc. Thời khắc này Tím Xuyên Phỉ, cả người ma đạo hơi thở ngất trời, hòa thoát thoát chính là một cái ma nữ. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, Diệp Thần cũng không dám tin tưởng, mới vừa vẫn là như thế thanh thuần thánh khiết thần tộc thiếu nữ, lập tức liền hóa thân thành hỗn độn thiên ma. Bất quá Tím Xuyên Phỉ thiên ma tư thái, không hề xấu xí dữ tợn, cũng không có cái gì dơ bẩn khí tượng hiện ra, so với giống vậy thiên ma, muốn tinh khiết rất nhiều rất nhiều. Diệp Thần mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội, suy đoán đây là bởi vì Tím Xuyên Phỉ thần tộc huyết mạch, muốn so với phổ thông tinh không thần tộc cao quý rất nhiều, cho nên coi như hóa thân hắc ám, vậy như cũng duy trì một chút thần tộc thánh khiết khí tượng, là tinh khiết hắc ám, như vĩnh hằng nửa đêm, không hề dơ bẩn. Đây không phải là ngươi lực lượng, đây là ngươi huyết mạch lực lượng. Các ngươi những thứ này hỗn độn thiên ma, huyết mạch ngược lại là có chút ý tứ. Đáng tiếc nơi này là ảo cảnh, nếu không, ta thật muốn đem ngươi làm thịt, từ từ phân giải gân cốt của ngươi huyết mạch, nghiên cứu huyền bí trong đó. Quy Trần con ngươi lạnh lùng, ngắm nhìn Tím Xuyên Phỉ, cũng cảm nhận được nàng huyết mạch đặc thù. Chỉ tiếc nơi này là ảo cảnh, hắn coi như cắt chi Tím Xuyên Phỉ, cũng không cách nào theo dõi nàng huyết mạch chân thực. Thôi, vậy ta liền đem ngươi và luân hồi chi chủ, hoàn toàn tiêu diệt. Ta đây muốn xem, ngươi cái này hỗn độn ma nữ, có thể hay không đối kháng ta cái này tương lai tử thần. Quy Trần gương mặt vặn vẹo, thân thể biến hóa, ma khí nhô lên, rốt cuộc lại hiển hóa ra ma tổ vô thiên bản tướng. Oanh! Ma tổ vô thiên một trường đánh giết ra, ngút trời ma khí hội tụ đến bàn tay hắn trên. Phía trên tuôn ra hàng tỷ rắn độc phệ cắn, vô số thiên ma kêu rên, núi đao biển lửa sôi trào khủng bố khí tượng. Cuồng bạo nghiêm ngặt một trường, liền hung hăng hướng Tím Xuyên Phỉ và Diệp Thần bao phủ đi. Diệp Thần nhất thời cảm thấy nghẹt thở, cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, đối mặt ma tổ vô thiên, áp lực đều là 10 phần to lớn, chớ nói chi là hiện tại mang theo bị thương nặng. Mau lui lại, Tím Xuyên Phỉ cũng là cảm nhận được liền ma tổ vô thiên trưởng thế khủng bố. Kéo Diệp Thần tay, cấp tốc lui về phía sau, hơi có chút chật vật né tránh ma tổ vô thiên một trưởng đánh giết. Diệp Thần bị một chút trưởng phong kích động, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phải bị chấn đứt. Cái này ma tổ vô thiên, thực lực lại so với trước kia lợi hại. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, ma tổ vô thiên ma đạo thần uy, lại so trước kia cường hãn. Tuy nói vô thiên tu vi, vẫn là tiên đế đỉnh cấp, cũng không có siêu thoát thực tế cực hạn. Nhưng hắn trong giơ tay nhấc chân, đều có hắc ám không không quy luật năng lượng ba động, tản mát ra, cực kỳ cường hãn. Cái này rất rõ ràng, là hắn so sánh trước kia, tiến một bước cướp đoạt thiên ma tinh hải linh khí, cho nên tự thân uy năng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nếu là hắn thật thành tử thần, hoàn toàn nắm trong tay thiên ma tinh hải, vậy càng là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Ca ca, người đi vào trước trong này tránh một chút. Tím Xuyên Phỉ cảm giác sâu sắc vô thiên mạnh mẽ, lập tức gọi ra một trang đạo thư, muốn để Diệp Thần đi vào. Đây là... Diệp Thần thấy tờ kia đạo thư, ánh mắt nhất thời có chút mê ly. Vậy phiến đạo thư bên trên, hiện đầy cổ xưa huyền ảo ký tự, tản mát ra từng cơn ánh sao thần huy. Những cái kia ánh sao là như vậy cổ xưa, như vậy tinh khiết, như vậy thần bí, tựa như không tồn tại tại cái thế giới này, vậy không tồn tại tại bất kỳ thời không bên trong. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết xa xôi bờ bên kia. Đây là tinh không đạo thư. Diệp Thần hoàn toàn kinh hãi, một mắt liền nhận ra, cái này lại là một trang tinh không đạo thư. Thần tích tụng đời điển cuối cùng một chương đạo thư, chính là để cho tinh không bờ bên kia. Truyền thuyết tinh không này đạo thư, hàm chứa tinh không bờ bên kia trung cực bí mật, uy năng vô cùng mạnh mẽ. Ban đầu Diệp Thần đánh vào thiên huyền cảnh thời điểm, liền đã từng gặp qua tinh không đạo thư, thậm chí bị qua tinh không thần lôi đánh. Cái này chí cao vô thượng tinh không đạo thư, uy năng so với trước 8 cuốn đạo thư, cộng lại còn lợi hại hơn rất nhiều, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Diệp Thần thấy Tím Xuyên Phỉ sử dụng tinh không đạo thư, dĩ nhiên là vô cùng khiếp sợ.
Tím Xuyên Phỉ cho gọi ra Tinh Không Đạo Thư, chỉ là một trang. Nhưng liền một trang này đạo thư, uy năng so với trước mặt 8 cuốn đạo thư, cũng lợi hại hơn. Như thế lợi hại đạo thư, chỉ có truyền thuyết thiên đế chủ thần, mới có thể chân chính phát huy ra uy lực. Ca ca, ta Tinh Không thần tộc, chấp trưởng nửa bộ Tinh Không Đạo Thư, ta có một trang. Người bị thương quá nặng, đi vào nhanh một chút tránh một chút đi, còn có thể chữa thương đây. Tím Xuyên Phỉ Tiêm vung tay lên, vội vàng đem Diệp Thần đưa đến đạo thư bên trong không gian. Trang này Tinh Không Đạo Thư, nàng cũng không cách nào phát huy ra uy lực, nhưng làm một cái chỗ tị nạn, là Diệp Thần cung cấp che chở cùng chúc phúc, nhưng có thể miễn cưỡng làm được. Tinh Không Đạo Thư, nhất cuối cùng đạo thư. Các ngươi những thứ này hồn độn thiên ma, rốt cuộc lai lịch ra sao, tại sao có thể có loại vật này? Ma Tổ Vô Thiên cũng là lớn cảm thấy kinh ngạc, lập tức gọi ra thiên ma tinh hải năng lượng, hóa ra một cái đen nhánh tinh ma kiếm, ngự kiếm phá không hướng Tím Xuyên Phỉ ám sát đi. Hắn chỉ muốn giết Tím Xuyên Phỉ, sau đó đem Tinh Không Đạo Thư cướp đoạt lại. Tím Xuyên Phỉ khẽ cắn răng, huy động cánh, như một đạo hắc ám nhanh như tia chớp giết ra, cùng Ma Tổ Vô Thiên chống đỡ. Vũ Văn Cơ và Vũ Hoàng Nhã Phỉ cũng là gia nhập chiến trận. Tím Xuyên Phỉ lấy một địch ba, tuy rơi xuống gió, nhưng lại không có bị bại dấu hiệu, có thể chống đỡ ở. Nàng tuy không thể bùng nổ Tinh Không Đạo Thư giết hại thần uy, nhưng có trang này đạo thư chúc phúc, tự thân nội tình cũng là lớn lớn tăng lên. Ở Tinh Không chúc phúc hạ, nàng cho dù đối mặt Ma Tổ Vô Thiên, cũng có thể duy trì bất bại. Mà lúc này Diệp Thần đã tiến vào Tinh Không Đạo Thư nội bộ thế giới. Nơi này là một mảnh hỗn độn hư không, không có trời, không có đất, không có quy luật cùng quy luật tồn tại, chính là một phiến mơ hồ hỗn độn, hết thảy đều là không biết. Đặt mình vào ở nơi này mảnh hỗn độn không biết trong hư không, Diệp Thần đầu có chút mơ màng trầm trầm, bỗng nhiên tới giữa, nhưng dòm ngó gặp rất xa phía trước, truyền đến một điểm tinh quang. Diệp Thần ngẩn ngơ, rồi sau đó chính là dậm chân hướng phía trước đi tới. Hắn không biết mình đi bao lâu, có thể chỉ là chốc lát, cũng có thể là một cái kỷ nguyên như vậy rất lâu. Rốt cuộc, hắn vượt qua hỗn độn, thấy được một phiến mênh mông bầu trời. Không, chính xác mà nói, vậy hẳn là kêu tinh không, trên trời hiện đầy sáng chói tinh thần, thần bí ánh sao chiếu rọi xuống tới, rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần đắm chìm trong ánh sao bên trong, tựa như lấy được vô cùng linh khí tư bổ. Hắn vốn là bị thương rất nặng, nhưng giờ phút này, hắn thương thế nhưng là ngay tức thì khỏi rồi, cả người trạng thái, trước đó chưa từng có tốt hơn, tinh thần cũng là sáng tỏ thông suốt, không nhịn được giang hai cánh tay, dường như muốn đem nguyên mảnh tinh không, cũng ôm vào trong ngực. Nơi này là tinh không thế giới. Vậy thì là cái gì? Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn ra xa tinh không, liền thấy tinh không cuối, phảng phất có một tòa hùng vĩ thiên đường đứng sừng sững, vậy phiến thiên đường bên trong, truyền tới cuồn cuộn khoáng đạt ngâm sướng, thậm chí còn có chút thấm người hoa nhang, làm người ta tâm thần sảng khoái. Chẳng lẽ, đó chính là tinh không bờ bên kia thế giới sao? Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy cỡn lên, hắn biết nơi này là Tinh Không Đạo Thư nội bộ thế giới, rất có thể và trong truyền thuyết tinh không bờ bên kia có liên quan. Tinh không bờ bên kia, đó là trung cực ở giữa trung cực, là liền nguyên thiên đế, thích giả Phật tổ, đều không từng đặt chân qua thế giới. Hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, vậy cho tới bây giờ không có ai, có thể đến bờ bên kia, tất cả mọi người đều ở giết hại cùng trong hỗn loạn vùng vẫy đấu võ, cho đến tự thân trở thành kỷ nguyên bá chủ, hoặc là vẫn diệt biến mất. Diệp Thần biết, lấy tự thân tu vi, nếu như đi theo dõi tinh không bờ bên kia bí ẩn, rất có thể gặp cắn trả. Nhưng hôm nay, vậy tinh không bờ bên kia thế giới, rất có thể ngay tại hắn trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ qua. Hít sâu một hơi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó gọi ra tự do dực, hướng tinh không cuối thiên đường thế giới bay đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần rốt cuộc bay đến tinh không cuối, cũng nhìn thấy vậy phiến thiên đường đường danh. Sau đó hắn sợ ngây người. Bởi vì, hắn phát hiện, tinh không cuối thiên đường thế giới, lại chính là Luân Hồi Thiên Quốc. Ngày trước nước thế giới bên trong, khắp nơi đứng sừng sững Luân Hồi Chi Chủ pho tượng, cũng chính là Diệp Thần pho tượng. Không có hỗn loạn, không nhúc nhích đáng, không có giết hại, không có phân tranh, ngày trước quốc chi bên trong, chỉ có trật tự cùng cười vui, hết thảy đều tràn đầy trật tự, tất cả người ở chung hòa thuận. Đây mới thật là thế giới cực lạc, hàng tỷ luân hồi tín đồ,
ở trong đó cười vui sinh hoạt, không có chút nào phiền ưu. Ở trên trời quốc chi bên trong, khắp nơi toát ra màu trắng đóa hoa, đó là trong truyền thuyết hoa bỉ ngạn, đại biểu vĩnh hằng vô cùng vui. Diệp Thần nhìn cái này phiến mênh mông an ninh thiên đường cảnh tượng, nội tâm có vẻ chấn động, trong đầu nghĩ. Chẳng lẽ tinh không bờ bên kia thế giới, chính là ta luân hồi thiên quốc? Vào giờ khắc này, Diệp Thần nhớ lại vô tâm tổ sư. Vô tâm tổ sư muốn nhảy qua không không lúc nào không, trực tiếp đến tinh không bờ bên kia thế giới. Hắn thất bại, cuối cùng vẫn diệt mà chết. Nhưng, hắn ở trước khi chết, cũng là theo dõi đến một chút bờ bên kia thế giới bí ẩn. Hắn trước khi chết lưu lại 8 chữ, luân hồi thiên quốc, hoa bỉ ngạn mở. Có lẽ, hắn trước khi chết thấy cảnh tượng, cũng cùng Diệp Thần thấy cảnh tượng, là giống nhau như đúc. Trong truyền thuyết tinh không bờ bên kia, thật ra thì chính là Diệp Thần luôn muốn cấu tạo luân hồi thiên quốc thế giới. Diệp Thần ngơ ngác nhìn cái này phiến luân hồi thiên quốc, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn phát hiện thiên đường bên trong, tiếng cười nói biến mất, tất cả người đổi được tử khí trầm trầm. Cái này phiến thiên đường, bởi vì không có phân tranh, không có đấu giết, người người bình đẳng, không có giai cấp cùng cao thấp tồn tại, đến cuối cùng, lại có thể đổi được tử khí trầm trầm, giống như là một cái đầm nước đọng. Tất cả người, cũng mất đi còn sống động lực. Tất cả người, cũng mất đi dục vọng. Bọn họ phần lớn dục vọng, cũng có thể được thỏa mãn, duy nhất không thể thỏa mãn dục vọng, chính là quyền lực. Lấn áp người khác quyền lực, đứng ở đỉnh cấp quyền lực. Bởi vì ở nơi này phiến thiên đường trong thế giới, là người người bình đẳng, không tồn tại cấp bậc cao thấp. Nếu người người bình đẳng, cũng không có vấn đề cao thấp giàu nghèo, không có vấn đề leo lên, trở thành thượng vị giả bá chủ, cũng sẽ không hướng xuống rơi xuống, tất cả người đều là giống nhau thân phận. Nhân tâm là khát vọng tranh đấu, vậy khát vọng bao trùm ở người khác bên trên. Làm tất cả người đổi được bình đẳng, chân chính nhân gian thiên đường tạo dựng lên, nhân tâm vậy đi theo chết khô. Thế giới thành một cái đầm nước đọng, thiên đường ở băng diệt, thiên địa chúng sanh dần dần hóa thành cướp xám. Ngày xưa huy hoàng mênh mông luân hồi thiên quốc, ngay tại Diệp Thần trước mắt, trở thành cướp xám, trở thành phế tích, đầy đất thi hài chất đống. So hắc ám càng bóng tối đồ, so dơ bẩn càng dơ bẩn tồn tại, từ thiên đường hài cốt bên trong tư sinh ra, cuối cùng lan tràn đến nguyên mảnh tinh không thế giới. Tinh không bị ô nhiễm, vô số vặn vẹo tà ác đồ toát ra, vô số quỷ bí, không thể danh trạng quái vật, hướng Diệp Thần đạp chết tới. Lan! Diệp Thần cắn răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, như rơi vào ác mộng bên trong, kêu lớn một tiếng. Cái này kêu to một tiếng, Diệp Thần thế giới trước mắt, một hồi biến dạng vặn vẹo. Hắn từ hắc ám giờ bẩn tinh không trong thế giới, thoát ra, lại lần nữa trở lại ngoại giới. Chỉ gặp tím xuyên phỉ, còn ở cùng ma tổ vô thiên đấu giết. Diệp Thần ngẩn ngơ, cả người đã bị mồ hôi ướt đẫm, giống như từ ác mộng bên trong tỉnh lại. Gió thổi tới, Diệp Thần cũng là thanh tỉnh rất nhiều, đan điền bên trong vô cùng linh khí lực lượng dâng lên, truyền đến toàn thân. Hắn thương thế, đã khôi phục, trạng thái vậy khôi phục lại đỉnh cấp. Ca ca, người rốt cuộc đi ra. Tím xuyên phỉ thấy Diệp Thần đi ra, nhất thời vui mừng. Đáng chết, thằng nhóc này. Ma tổ vô thiên thấy Diệp Thần thương thế khôi phục, sắc mặt nhất thời đổi được khó khăn xem, lui về phía sau. Diệp Thần nhìn xem, liền phát hiện Vũ Văn Cơ và Vũ Hoàng Nhã Phỉ, đều đã trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Tím xuyên phỉ trên mình cũng có tổn thương, nhưng còn đang kiên trì chiến đấu. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, nhưng phát giác mình ở tinh không đạo thư trong thế giới, lưu lại cũng kém không nhiều có một ngày. Mà ngày này thời gian, tím xuyên phỉ đều ở đây cùng ma tổ vô thiên chiến đấu. Nàng huyết mạch cường hãn, lại vận dụng rất nhiều tinh không thần tộc lá bài tẩy, lại kiên trì đến bây giờ còn không thất bại, thậm chí bị thương nặng Vũ Văn Cơ và Vũ Hoàng Nhã Phỉ. Ma tổ vô thiên nhiều lần đánh giết, mỗi lần cũng có thể thiếu chút nữa giết chết tím xuyên phỉ, nhưng cuối cùng đều bị tinh không đạo thư chặn lại. Tím xuyên phỉ có tinh không đạo thư bảo vệ, đứng ở chỗ bất bại. Ma tổ vô thiên mơ ước tinh không đạo thư, vậy không rời đi, lại thật cùng tím xuyên phỉ đánh một ngày. Hắn suy nghĩ, cùng ảo cảnh tan biến, tím xuyên phỉ thì phải tiêu tán, vậy tinh không đạo thư chính là hắn. Tuy nói ảo cảnh tan biến sau đó, vậy tinh không đạo thư, rất có thể cũng phải tiêu tán, nhưng tuyệt đối sẽ có thiên cơ dấu vết lưu lại. Chỉ cần có thể bắt thiên cơ,
liền có thể truy tố đến tinh không đạo thư, chân chính chỗ. Ma tổ vô thiên phỏng đoán, năm đó tím xuyên phỉ bị giết chết sau đó, tinh không đạo thư rất có thể đánh mất ở chiến trường khu vực nòng cốt. Nếu như hắn có thể thấy rõ thiên cơ, liền có thể ở chiến trường khu nòng cốt, tìm được trang này đạo thư. Chỉ bất quá, lúc này Diệp Thần xuất hiện, thậm chí thương thế khôi phục, lại lớn ra ma tổ vô thiên dự liệu. Phải biết, Diệp Thần là bị Thiên Khải Chí Tôn gây thương tích. Theo lý mà nói, hẳn không như vậy khôi phục dễ dàng. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần mượn tinh không đạo thư chúc phúc, nhưng là viên mãn phục hồi như cũ. Ca ca, người ở tinh không trong thế giới, nhìn thấy gì? Người thấy bờ bên kia liền sao? Tím xuyên phỉ thấy Diệp Thần phối hợp thân là mồ hôi, cũng biết hắn ở tinh không trong thế giới, khẳng định gặp được thứ gì, có chút khẩn trương hỏi. Diệp Thần hồi tưởng lại mới vừa thấy hết thảy, hắn đúng là có thể gặp được tinh không bờ bên kia thế giới, đó chính là Luân Hồi Thiên Quốc. Chỉ bất quá, Luân Hồi Thiên Quốc bởi vì trật tự nghiêm cẩn, chúng sanh bình đẳng, không có giai cấp cùng cao thấp tồn tại, cũng không có phân tranh, đến cuối cùng lại biến thành một cái đầm nước đọng, cuối cùng thiên đường hóa thành phế tích, chúng sanh lâm vào là cướp xám, tinh không vậy gặp phải ô nhiễm, thật sự là làm người ta thổn thức. Những cái kia nghe thấy, như vậy chân thực, nếu như là ảo giác, Diệp Thần hồi tưởng lại, đều có chút ảo mộng, không biết cái gì là đúng hay sai. Hắn lắc đầu một cái, nói, không việc gì, trước hay là đối phó cái này ma tổ vô thiên. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đổi được ác liệt mà kiên định. Tinh không bờ bên kia thế giới, khoảng cách hắn bây giờ, vẫn là quá mức xa xôi, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Việc cần kíp, là sẽ đối kháng ma tổ vô thiên. Thương. Luân hồi thiên kiếm rút ra, Diệp Thần bùng nổ long đằng mệnh tinh, trên thân kiếm huyết long quanh quẩn, luân hồi thần uy nổ. Hắn trạng thái đã hoàn toàn khôi phục, coi như đối mặt ma tổ vô thiên, cũng có thể tranh tài đánh một trận. Rất tốt, rất tốt. Thằng nhóc, người tu vi thực lực, so với trước kia lại có tiến bộ. Liền để cho ta xem, người hôm nay thực lực, đến cái gì bước. Ma tổ vô thiên cảm nhận được Diệp Thần không ngừng tăng vọt khí thế. Ánh mắt lạnh lùng, đen nhánh tinh lưỡi kiếm vung lên, hào hùng hắc ám khí tức, gào thét ra. Hắn biết Diệp Thần sức chiến đấu cường hãn, cho nên một kiếm này, lại là bạo phát ra toàn lực. Vậy hắc ám kiếm khí bên trong, tràn đầy kinh khủng dơ bẩn nghiệp chướng, vậy là tới từ thiên ma tinh hải hơi thở. Thiên ma tinh hải, là thế gian nhất là bẩn thỉu chỗ, bên trong tràn đầy hắc ám dơ bẩn năng lượng. Những cái kia hắc ám dơ bẩn, thậm chí cả ngày đế chủ thần, đều có thể ô nhiễm, cực kỳ khủng bố. Diệp Thần mắt gặp ma tổ vô thiên kiếm khí chém đến, vội vàng khua kiếm đối kháng. Chanh! Hai kiếm giao kích, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ hùng hồn tiên đế uy lực, truyền tới, còn có các loại tội nghiệt dơ bẩn sát khí, gào thét tới. Hắn luân hồi thiên kiếm, lại là ngay tức thì gặp phải ô nhiễm, nảy sinh ra hắc ám. Ở đó cổ tiên đế thần uy chấn nhiếp, Diệp Thần và tím xuyên phỉ, vậy tại chỗ bị đẩy lui. Ai yêu, cái này ma tổ vô thiên, làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Tím xuyên phỉ thất kinh, liền cảm thấy ma tổ vô thiên uy năng, so với mới vừa cùng nàng thời điểm chiến đấu, tăng lên rất nhiều. Không phải hắn trở nên mạnh mẽ, mà là hắn cùng ngươi đánh thời điểm, căn bản là không có dùng toàn lực. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng là biết rõ ma tổ vô thiên mạnh mẽ. Nếu như ma tổ vô thiên toàn lực bùng nổ nói, tím xuyên phỉ đã sớm đánh bại, không thể nào kiên trì đến hiện tại. Chỉ bất quá, động dùng toàn lực mà nói, ma tổ vô thiên vậy phải trả giá thật lớn. Hắn không hề muốn vì một cái tím xuyên phỉ, làm được tự thân chật vật. Chỉ có đối mặt Diệp Thần, hắn mới không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải trình độ cao nhất ra tay. Thằng nhóc, cái này thế gian, có thể ép ta động dùng toàn lực người, không hề nhiều. Người có thể ép ta đến tình cảnh này, ngay cả là chết, vậy đủ để kiêu ngạo. Ma tổ vô thiên ánh mắt lạnh lùng, tay phải cầm kiếm, tay trái nặn quyết, hư không ca sát sát nứt ra, hào hùng hắc ám đợt khí, từ hư không trong khe dốc vào ra, như thác vải vậy hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Những cái kia hắc ám đợt khí bên trong, cũng hàm chứa thiên ma tinh hải năng lượng ba động, tràn đầy dơ bẩn cùng hơi thở tử vong, chỉ là hít thở một cái, liền để cho người cảm thấy nghẹt thở. Nếu là dính liền những thứ này dơ bẩn năng lượng, chỉ có một con đường chết. Tím xuyên phỉ sợ hãi, vội vàng thúc giục tinh không đạo thư hộ thân.
nhưng ma tổ vô thiên toàn lực bùng nổ dưới, những thiên ma đó tinh hải dơ bẩn năng lượng, cũng là chỗ nào cũng nhúng tay vào, lại là như rắn độc vậy, vòng qua tinh không đạo thư bảo vệ, trực tiếp hướng nàng tập sát tới. Chú ý! Diệp Thần một nặn thủ quyết, trong cơ thể luân hồi huyết mạch cháy, một vòng mặt trời, từ sau lưng hắn bay lên. Cái này luân mặt trời, không hề huy hoàng nhức mắt, như mới lên mặt trời mới mọc, tràn ngập ánh ban mai nắng ban mai, như mộng như ảo. Ở mặt trời mới mọc nắng ban mai chiếu rọi xuống, các loại thiên ma tinh hải năng lượng, suy suy bốc hơi hết, hoàn toàn không tổn thương được Diệp Thần và Tím Xuyên Phỉ. Liền liền ma tổ vô thiên, ở chung quanh không gian bày ra hắc ám phong tỏa, cũng là nhanh chóng tán loạn đi, hoàn toàn không ngăn được cái này luân mặt trời nắng ban mai. Giống như mặt trời mọc, hắc ám thì phải tan đi, không cách nào đang bao phủ ở nơi này thế gian. Đây là liệt nhật mệnh tinh. Thằng nhóc, ngươi dám cầm liệt nhật mệnh tinh thả ra. Ma tổ vô thiên thấy vậy mặt trời nắng ban mai, gương mặt nhất thời vặn vẹo một tí. Đó chính là liệt nhật mệnh tinh khí tượng. Hắn biết, Diệp Thần đã sớm thức tỉnh liệt nhật mệnh tinh, nhưng mới vừa thức tỉnh, liệt nhật mệnh tinh giòn yếu ớt quá, chỉ có nắng ban mai, cũng không nóng bỏng chói lọi, cũng không thích hợp triệu hoán chiến đấu. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp gọi ra liền liệt nhật mệnh tinh. Làm như vậy, giá phải trả tất nhiên to lớn. Ở liệt nhật mệnh tinh chiếu rọi xuống, cả ngày ma tinh hải dơ bẩn, đều phải ngay tức thì bị bốc hơi hết. Có thể tưởng tượng được, cái này liệt nhật mệnh tinh, năng lượng có bao nhiêu dư thừa, biết bao quang minh, cường đại dường nào. Đây chính là luân hồi mệnh tinh sao? Tím Xuyên Phỉ nhìn Diệp Thần sau lưng liệt nhật mệnh tinh, cũng là ngơ ngác xuất thần, như mộng như ảo. Cái này là luân hồi thất tinh bên trong viên thứ hai, tóe ra nắng ban mai huy quang, thì có ích dịch vạn ma, đáng địch chư thiên yêu tà khí thế, cả ngày ma tinh hải dơ bẩn, đều có thể tùy tiện bốc hơi. Nếu là Diệp Thần lại thức tỉnh hơn một viên mệnh tinh, vậy sẽ lợi hại đến cái gì bước? Tím Xuyên Phỉ thân thể mềm mại có chút phát run, nàng nghĩ thầm, cùng Diệp Thần lại thức tỉnh hơn một viên mệnh tinh, hẳn liền có thể nghịch chuyển thời không sông dài, đem mình sống lại chứ. Chỉ cần có thể đánh bại ngươi, ta có cái gì không dám. Diệp Thần khóe miệng vuốt một chút lãnh khốc nụ cười, ở liệt nhật mệnh tinh bao phủ hạ, tự thân hơi thở cũng là nhanh chóng bạo tăng, luân hồi thiên kiếm tóe ra trước đó chưa từng có sáng chói kiếm mang. Suy rồi. Diệp Thần khua kiếm chém một cái, mặt trời mới mọc nắng ban mai chiếu sáng, luân hồi kiếm khí bùng nổ, như vậy muốn chém phá thiên địa vậy, hung hăng chém về phía ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên thần sắc đại chấn, thân thể vội vàng bay ngược né tránh, hình dáng đã có điểm chật vật. Chương 8971, biến mất. Diệp Thần vận dụng liệt nhật mệnh tinh dưới, thần uy vô địch, liền hắn cũng không áp chế được, thậm chí có thể phải bị giết ngược. Lão tổ, mau dùng thần ma mục nát thiên lưu. Vũ Văn Cơ mắt xem tình thế bất lợi, kêu to lên. Ma tổ vô thiên nghe Vũ Văn Cơ mà nói, nhưng là sắc mặt trầm xuống. Vũ Văn Cơ nói thần ma mục nát thiên lưu, chính là 33 thiên thần thuật một trong, bàn về uy lực, có thể xếp hạng tên thứ 6, đặc biệt hung mãnh lợi hại. Cái này thần ma mục nát thiên lưu, là núp ở thiên ma tinh biển khơi thần thuật, có thể hội tụ thiên ma tinh hải dơ bẩn nghiệp chướng, vô cùng tội nghiệt, hóa thành đủ để mục nát diệt thiên địa tinh không, mục nát diệt tiên Phật thần thánh kinh thiên nhất kích. Theo ma tổ vô thiên, không ngừng trộm đoạt thiên ma tinh hải năng lượng, hắn cũng là bước đầu lĩnh ngộ môn thần thuật này. Một khi bộc phát ra thần ma mục nát thiên lưu, đúng là có mục nát diệt luân hồi, trực tiếp giết chết Diệp Thần có thể. Nhưng cái này thần ma mục nát thiên lưu, muốn hội tụ vô cùng dơ bẩn tội nghiệt, một khi thi triển, tự thân cũng có thể gặp cắn trả, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không có thể sử dụng, là lá bài tẩy ở giữa lá bài tẩy. Cho ta im miệng. Ma tổ vô thiên trợn mắt nhìn Vũ Văn Cơ một mắt, hắn trong lòng tự có quyết đoán, sẽ không dễ dàng vận dụng cửa này cấm kỵ vậy thần thuật. Tuy nói hôm nay Diệp Thần kiêu căng hừng hực, thế nhưng liệt nhật mệnh tinh, cuối cùng là thắp sáng không lâu, hơi thở còn không vững chắc. Ma tổ vô thiên kết luận, Diệp Thần không chống đỡ được bao lâu, chỉ cần lại trì hoãn chốc lát, cùng liệt nhật mệnh tinh tắt đi xuống, chính là hắn giết ngược thời điểm. Tinh không thần tộc các vị chiến sĩ, nghe ta hiệu lệnh, hạ xuống đi. Tím Xuyên Phỉ giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời hô kêu. Nàng không biết Diệp Thần còn có thể kiên trì bao lâu, nàng chỉ muốn trợ giúp Diệp Thần.
Hôm nay mà tổ vô thiên bày ra hắc ám phong tỏa, đã phá vỡ, tím xuyên phỉ ý chí có thể truyền ra. Trong thoáng chốc, toàn bộ ảo cảnh thế giới, tất cả hỗn độn thiên ma, đều nghe được nàng kêu lên. Ngay sau đó, chừng mấy ngàn ngày đầu ma cường giả, cười gần quái khiếu, như ác mộng vậy từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở ma tổ vô thiên trước mặt. Đi! Ma tổ vô thiên thấy nhiều ngày như vậy ma cường giả hạ xuống, sắc mặt nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem, lập tức xoay người bay khỏi đi. Hắn nếu như độc chiến Diệp Thần mà nói, tự nhiên có chiến thắng chắc chắn. Nhưng hơn nữa nhiều ngày như vậy ma cường giả, tình thế rõ ràng bất lợi, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Vũ Văn Cơ vậy lật đật biến hóa ra thân rồng, chịu đựng thương thế đau đớn, cấp tốc chạy trốn. Vũ Hoàng Nhã Phỉ cũng muốn chạy, nhưng bị mười mấy ngày đầu ma bắt được. Những thiên ma đó cường giả, bắt nàng sau đó, liền đem nàng ném tới Diệp Thần và Tím Xuyên Phỉ trước mặt. Tím Xuyên Phỉ nói, cầm nàng giết. Một cái thiên ma chiến sĩ, giơ lên chiến đao, thì phải chặt xuống Vũ Hoàng Nhã Phỉ đầu lâu. Vũ Hoàng Nhã Phỉ ngược lại cũng quật cường, sáng mắt chờ chết, cũng không cầu tha thứ. Diệp Thần kêu lên, trước đừng giết nàng. Chung quanh thiên ma chiến sĩ, nghe được hắn mở miệng, đều dùng kỳ quái ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, lại là cảnh giác. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, nhân tộc, chính là kẻ địch. Tím Xuyên Phỉ thấy vậy, tăng hắng một cái, hắng giọng một cái, nói cái này hèn mọn nhân tộc, đã quy thuận tại ta, là ta người làm. Diệp Thần vậy biết thời biết thế, hướng Tím Xuyên Phỉ chắp tay, lại chỉ Vũ Hoàng Nhã Phỉ, nói tiểu thư, nữ nhân này thân cái hoàng kim huyết mạch. Giữ lại có lẽ hữu dụng. Hắn nghĩ thầm, Vũ Hoàng Nhã Phỉ bị phú cùng hoàng kim huyết mạch, nếu như có thể thu cho mình dùng, sau này đối kháng ma tổ vô thiên, có lẽ có thể tạo được chỗ dùng. Tím Xuyên Phỉ dĩ nhiên là đối Diệp Thần nói gì nghe nấy, liền hướng chung quanh thiên ma chiến sĩ nói, vậy đừng giết nàng, trước giữ lại nàng tánh mạng đi. Đám người thiên ma chiến sĩ gật đầu nói phải, liền thả Vũ Hoàng Nhã Phỉ. Vũ Hoàng Nhã Phỉ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Con ngươi nhìn Diệp Thần, vẻ mặt khá là phức tạp. Mà lúc này, bầu trời phương xa, nhưng truyền tới kinh người thay đổi. Chỉ gặp Vô Tâm Tổ Sư, cùng rất nhiều thiên ma cường giả kịch chiến đấu dần dần ác liệt, Vô Tâm Tổ Sư lại ngửa mặt lên trời chợt quát, triệu hoán Thích Già Phật Tổ hạ xuống. Hào hùng Phật quang, chấn động hư không, tóe ra như sấm vang động. Thích Già Phật Tổ vạn trượng cao khoáng đạt pháp tướng hư ảnh. Hạ xuống đến mảnh thế giới này. Sáng chói Phật quang, mang ích dịch vạn ma sát khí, còn có huyền diệu nhân quả luật giết hại, càn quét thiên địa. Vậy nhân quả luật, chính là giết ma diệt tà, Phật pháp tất thắng, chém hết tất cả tà ma. Phật quang như nước thủy triều, như đao kiếm vậy bạo giết xuống, Diệp Thần bên người mấy ngàn ngày đầu ma chiến sĩ, lập tức gặp phải Phật quang chém chết, phát ra kêu thảm thiết. Vậy mấy ngàn đầu hỗn độn thiên ma, dính liền Phật quang sau đó, ra tí tách vang dội, thật giống như sôi trào, bị bốc hơi ra khói trắng, rồi sau đó thân hồn toàn diệt, hóa thành cướp xám. Một đạo Phật quang kiếm khí, chặt đứt Tím Xuyên Phỉ hông. Nàng thân thể văng tung tóe, rồi sau đó cháy, nhanh chóng hướng cướp xám đổi thành. Tím Xuyên cô nương. Cái này một tí nổi lên biến cố, Diệp Thần quát to một tiếng, nhất thời sợ ngây người. Ca ca. Tím Xuyên Phỉ đôi môi run rẩy, muốn nói gì, nhưng hạ một sát, nàng gãy lìa thân thể, liền hoàn toàn ở Phật quang dưới sự xung kích, hóa thành cướp xám, chỉ còn lại nửa một đoạn cánh, rơi xuống ở bụi đất bên trong. Nàng triệt để biến mất. Còn có vậy tinh không đạo thư, vậy hoàn toàn thất lạc. Diệp Thần và Vũ Hoàng Nhã Phỉ, dính liền Phật quang, lại không có bị tổn thương chút nào, ngược lại tinh thần trăm lần, thần thái sáng láng. Thật giống như lấy được cái gì chúc phúc tẩy rửa. Cái này Phật quang, rõ ràng chỉ nhằm vào hỗn độn thiên ma. Tím Xuyên Phỉ chết. Diệp Thần tim mãnh liệt rút ra đau đớn một tí, hắn thật ra thì đã sớm biết, Tím Xuyên Phỉ là phải chết, đây là đã phát sinh qua chuyện. Nàng cuối cùng là phải bị Phật Tổ Thần Uy nghiền diệt. Diệp Thần chỗ đã thấy, chẳng qua là năm xưa sự tình phát sinh, ghi chép trên đất mạch bên trong. Hôm nay ở nơi này phiến trong ảo cảnh thả ra ngoài. Nhưng, tim hắn vẫn là mãnh liệt quất một tí, thật giống như bị người dùng một cái bàn tay nắm chặt chặt, không thở nổi. Chờ ta thắp sáng viên thứ ba mệnh tinh, ta sẽ đem ngươi sống lại. Diệp Thần hít sâu một hơi, tâm tình thoáng khôi phục, lại nhìn hướng phương xa chân trời.
chỉ gặp vô tâm tổ sư, gọi ra Thích Già Phật Tổ pháp tướng sau đó, tự thân hơi thở cũng là tăng vọt, ngửa mặt lên trời cười to, như kim cương trời nổi giận, ở quần ma bên trong giết vào giết ra, tắm máu ngàn vạn dặm, thô bạo hết sức. Không tốt, Thích Già Phật Tổ thần uy hạ xuống, mau mời cực đạo ma tôn đại nhân ra tay. Những cái kia hỗn độn thiên ma, cảm giác sâu sắc nguy hiểm, đồng loạt ngâm sướng lên tới, triệu hoán bọn họ chí cao vô thượng nắm giữ, cực đạo ma tôn hạ xuống. Một tôn kinh thế đại ma, hư ảnh vậy từ 9 tầng trời hư không hạ xuống, cùng Phật Tổ đấu pháp. Phật ma đỉnh cấp đấu pháp, làm được cổ Phật thánh địa khắp nơi sụp đổ, thời không bể tan tành. Ở Phật Tổ chúc phúc hạ, cổ Phật thánh địa các đệ tử, khí thế bão táp. Mà hỗn độn thiên ma bên kia, ở cực đạo ma tôn hạ xuống sau đó, cũng là đổi được điên cuồng. Phật ma hai bên trận doanh, triển khai kịch liệt hơn chém giết, đánh được trời đất u ám, mặt trời lặn tháng nặng. Diệp Thần và Vũ Hoàng Nhã Phỉ, thấy Phật pháp đấu pháp thở mạnh voi, trong lòng cũng là rung động. Bất quá, hai người khi tiến vào ảo cảnh trước, liền mơ hồ theo dõi qua thiên cơ, thăm dò đến thượng cổ Phật ma đại chiến một lần nửa móng, cho nên tâm tình rất nhanh bình phục lại. Cho một mình ngươi cơ hội, quy thuận ta không giết ngươi. Diệp Thần tâm tình trở lại hiện tại, ngắm nhìn Vũ Hoàng Nhã Phỉ, lạnh lùng nói. Vũ Hoàng Nhã Phỉ thân thể mềm mại hơi run rẩy, con mắt chuyển động một tí, chợt khẽ cắn răng, cúi đầu nói, có thể, từ nay về sau, ta quy thuận ngươi là được. Diệp Thần có chút bất ngờ, nói, nhanh như vậy đáp ứng. Ta còn lấy vì ngươi sẽ phản kháng một tí. Vũ Hoàng Nhã Phỉ lắc lắc đầu nói, phản kháng chỉ có một con đường chết, mà ma tổ vô thiên, không hề đáng ta là hắn chết. Ta lúc ban đầu, là tâm trái đất vực Vũ Hoàng Thế Gia Thánh Nữ, đầu dựa vào ma tổ vô thiên, chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. Chim khôn lựa cây mà đậu, mới có thể có tốt hơn chỗ đi, ta tự nhiên vậy sẽ chọn. Diệp Thần nói, ta nhớ, ngươi thật giống như có cái biểu ca, sau đó bị ta giết chết tới. Ngươi không hận ta sao? Vũ Hoàng Nhã Phỉ lắc đầu nói, vậy cũng là rất lâu trước chuyện, hơn nữa lúc đó là biểu ca hắn khăng khăng làm theo ý mình, ta khuyên qua hắn, hắn chết không có gì đáng tiếc, ta không hề ghi hận ngươi. Diệp Thần gật đầu nói, tốt lắm, từ nay về sau, ngươi chính là ta luân hồi trận doanh người. Bất quá, ta không thích người khác phản bội ta, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, một đạo hồn ấn, bắn vào Vũ Hoàng Nhã Phỉ trán bên trong. Cái này đạo hồn ấn, có thể bảo đảm Vũ Hoàng Nhã Phỉ sẽ không thuộc phản bội. Nàng chỉ cần có bất kỳ phản bội ý niệm, thần hồn lập tức cũng sẽ bị phai mờ. Đây là Diệp Thần khống chế thủ đoạn, hắn bị Vũ Hoàng Dã phản bội qua một lần, đã không dám tùy tiện lại tin tưởng người khác. Hồn ấn trồng vào, để cho được Vũ Hoàng Nhã Phỉ thân thể mềm mại run rẩy một tí. Rồi sau đó, nàng thần sắc cũng là đổi được ngoan ngoãn, quỳ xuống, bò lồm ngồm ở Diệp Thần dưới chân, lại hôn Diệp Thần mũi chân, nói tôn chủ mời yên tâm, Nhã Phỉ sau này sẽ là người của ngươi, cuộc đời này tuyệt không phản bội. Diệp Thần gật đầu nói, rất tốt. Đây là, Phật ma đấu pháp kết thúc. Hỗn độn thiên ma toàn quân tiêu diệt, đầy trời lông vũ phiêu bay, để lại đầy đất cướp xám cùng đoạn cánh. Cổ Phật thánh địa nhưng là thắng thảm, rất nhiều núi cao bị san thành bình địa, mặt đất bể tan tành, nham thạch nóng chảy ngược, ngày xưa huy hoàng Phật môn thánh địa, cơ hồ là hóa thành phế tích. Ở thánh địa nơi nào đó, mặt đất bị đánh xuyên một cái lỗ thủng, vô số Phật ma cường giả máu tươi, cũng hội tụ nhập vậy cái lỗ thủng bên trong, cuối cùng hóa thành một phiến biển máu, tản mát ra nồng nặc tanh hôi cùng sát khí, bên trong thậm chí chảy xuôi Thích Già Phật Tổ cùng cực đạo ma tôn còn sót lại ý chí thần uy. Vô tâm tổ sư người bị thương nặng, hình dáng cũng là 10 phần chật vật. Thiên địa vặn vẹo, cái này phiến ảo cảnh thế giới, rất nhanh như mộng ảo bọt nước vậy tiêu tán đi. Diệp Thần từ ảo cảnh đi ra ngoài, lần nữa hồi đến thế giới bên ngoài. Hắn liền thấy, Vũ Hoàng Nhã Phỉ đang quỳ xuống chân mình hạ. Mà ở cách đó không xa, Si Phong Thượng Nhân, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Trang Hải, Dạ Lan, đang có chút mờ mịt đứng. Cùng Thiên Khải Chí Tôn đánh một trận, bọn họ bị nổ đánh vào bị thương, rồi sau đó bị hồn độn thiên ma khốn khóa một ngày, cho đến ảo cảnh kết thúc. Lúc này trở lại thế giới chân thật, tinh thần bọn họ đều có điểm hoảng hốt, chỉ có một chút có thể khẳng định, đó chính là, bọn họ không có thông qua khảo hạch. Cửa ải này khảo hạch tiêu chuẩn,
là muốn chém giết 10 đầu hỗn độn thiên ma, bọn họ bị thương dưới, một mực bị thiên ma khốn khóa lại, tự nhiên không có làm được. Ma tổ Vô Thiên và Vũ Văn Cơ, đứng cách bọn họ chỗ không xa. Lúc này, ma tổ Vô Thiên lại lần nữa biến thành quy trần hình dáng, hắn thấy Vũ Hoàng Nhã Phỉ đang quỳ bái Diệp Thần, sắc mặt vô cùng âm lãnh, cái gì cũng biết. Còn có những võ giả khác tu sĩ, nơm nớp lo sợ đứng ở bốn phía, mờ mịt nhìn cái này phiến thế giới chân thật, còn lấy vì mình ở ảo cảnh bên trong, muốn cùng hỗn độn thiên ma chém giết. Xem những võ giả này tu sĩ diễn cảm, có thể thuận lợi thông qua khảo hạch người, rõ ràng không nhiều. Cổ Phật Thánh Địa mấy cái cao tầng trưởng lão, đã sớm đang đợi đám người. Thấy đám người đi ra, Huyền Bi Đại Sư cao giọng nói. Ải khảo hạch thứ ba kết thúc. Qua cửa người tổng cộng có 8 người, theo thứ tự là Diệp Thần, Quy Trần, Vũ Văn Cơ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ. Cửa ải này khảo hạch, chân thực quá mức khó khăn, cuối cùng qua cửa người, cũng chỉ có 8 người mà thôi. Trừ Diệp Thần, Quy Trần, Vũ Văn Cơ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ 4 người bên ngoài, còn có 4 cái thực lực khá là cường đại tán tu, những người khác toàn bộ sàng lọc. Đáng tiếc, Dạ Lan thở dài một cái. Nếu như không phải là bởi vì đối chiến Thiên Khải Chí Tôn, nàng và Trang Hải, còn có Si Phong Thượng Nhân, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, cũng có thể qua cửa. Si Phong Thượng Nhân cũng là than thở, lại nói, thật may Luân Hồi Chi Chủ qua cửa, chúng ta vẫn là có làm chứng Phật Cốt Xá Lợi khí tượng có thể. Trang Hải gật đầu một cái, hướng Diệp Thần nói, Luân Hồi Chi Chủ, vậy thì dựa vào ngươi, chúng ta hôm nay là bằng hữu, ngươi nếu có thể bắt được Phật Cốt Xá Lợi, Luân Hồi khí vận tăng trưởng. Ta ngàn cỏ sơn trang cũng có thể đi theo dính chút quang. Diệp Thần ôm quyền nói, hy vọng như vậy. Quy Trần nhưng mắt lạnh nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Thần, xem ra cái này Phật Cốt Xá Lợi sau cùng thuộc về, không phải ngươi, chính là ta. Thiên Khải Chí Tôn đã bị loại, tử thần quyền bính hoặc là rơi vào ta trong tay, hoặc là quy các ngươi luân hồi trận doanh. Thiên Khải Chí Tôn thả ra thắng bại tay, muốn lợi dụng Vũ Hoàng giã trấn áp Diệp Thần, nhưng đã thất bại. Thậm chí, liền hắn tự thân hư ảnh hạ xuống, cũng không cách nào áp chế Diệp Thần. Đồng thời thất bại giá phải trả, tất nhiên là đặc biệt thảm trọng cùng to lớn. Thiên Khải Chí Tôn bản thể, nhất định phải bị cực kỳ đả kích nghiêm trọng, đã mất đi cướp đoạt tử thần quyền bính tư cách. Vậy kế tiếp, chân chính có thể cướp lấy tử thần quyền bính, hoặc là luân hồi trận doanh, hoặc là ma tổ Vô Thiên. Mà đây Phật Cốt Xá Lợi, chính là chỗ mấu chốt. Nếu là ma tổ Vô Thiên, lấy được rồi Phật Cốt Xá Lợi, hắn liền không sợ thiên ma tinh hải dơ bẩn, có thể điên cuồng chiếm đoạt thiên ma tinh hải năng lượng, cuối cùng tấn vị tử thần, một bước lên trời. Nếu như vậy Phật Cốt Xá Lợi, rơi vào Diệp Thần trong tay, hắn kế hoạch thì phải rơi vào khoảng không. Thậm chí, Diệp Thần dựa vào cái này Phật Cốt Xá Lợi, còn có thể ngược lại áp chế Vô Thiên, lấy Phật khắc ma. A-di-đà Phật, Huyền Bi Đại Sư đọc một tiếng Phật hiệu. Nói tổ sư Phật Cốt Xá Lợi, đánh mất ở chiến trường khu vực nòng cốt, nhưng cũng không biết cụ thể ở địa phương nào, các ngươi muốn tìm được, còn muốn xem riêng mình duyên phận. Chiến trường khu vực nòng cốt, đem ở tối nay mở, các ngươi có thể chỉnh đốn nửa ngày. Diệp Thần và Quy Trần, trong mắt đều là mang lạnh nhạt thần sắc, nhìn nhau đối phương. Bọn họ biết, cùng chiến trường khu vực nòng cốt mở, cũng là hai bọn họ người, đại chiến mở ra thời điểm. Ai chết vào tay ai, hai đại trận doanh tương lai vận mệnh, liền xem lần này Phật Cốt Xá Lợi tranh. Lúc này, không không lúc nào không, một phiến ma đạo cung điện bên trong. Đây là tử thần giáo đoàn thủ tịch hộ pháp, trong truyền thuyết ma nữ, tẩy nhan tiên tử đạo tràng. Hôm nay, cái này phiến ma nữ thần cung bên trong, rất nhiều hắc ám cường giả ẩn nhẫn không phát, chờ đợi ma nữ mệnh lệnh. Ma nữ ngồi ở thần cung chủ điện bên trong. Ngồi ngay ngắn ở một tấm xương trắng xây đại y trên, hai cái cong cong lông mày, đi ấn đường tụ nhíu. Nàng đang suy nghĩ, muốn không muốn lập tức phát động phản bội, hoàn toàn làm phản Thiên Khải Chí Tôn, cướp lấy tử thần giáo đoàn giáo chủ vị. Nàng đã sớm cùng Thiên Khải Chí Tôn không cùng, đây là mọi người đều biết sự việc, người người đều biết nàng muốn làm phản, cũng chờ ngày tới đây. Thiên Khải Chí Tôn đúng là điên, hắn cướp đoạt tử thần quyền bính. Lại có thể thật muốn cầm đi hồi phục Hải Vương Ma Tôn. Ma nữ trong mắt bên trong, lướt qua một chút che lấp. Nàng cùng Thiên Khải Chí Tôn lớn nhất khác nhau, chính là hồi phục đời trước tử thần vấn đề. Nàng cũng không tán thành, hồi phục đời trước tử thần.
nếu là thật cướp được tử thần quyền bính mà nói, làm sao có thể trả lại cũ chủ? Cần phải sắp chết thần giáo đoàn mình chiếm đoạt, sau đó gọi tôn xưng phách, chinh chiến toàn bộ không không lúc nào không. Đây là ma nữ ý tưởng, nhưng Thiên Khải Chí Tôn cũng không đồng ý. Thiên Khải Chí Tôn từ ngày thành lập tử thần giáo đoàn bắt đầu, liền một mực mưu cầu hồi phục Hải Vương Ma Tôn. Thậm chí, hắn ngay cả hôm nay cướp đoạt tử thần quyền bính, cũng không vì lớn mạnh thực lực bản thân, mà là muốn đi hồi phục đời trước tử thần. Một khi đời trước tử thần hồi phục nói, tử thần giáo đoàn liền không giải thích được nhiều một cái lãnh tụ, đây là ma nữ không thể tiếp nhận. Nàng đang suy nghĩ cái gì phản bội, nhưng niệm đến Thiên Khải Chí Tôn bản thể uy năng, lại có chút do dự. Đây chính là thiên đế chủ cường giả thần cấp à. Tuy nói nàng cũng là thiên đế chủ thần, nhưng bàn về thần cách nội tình tích lũy, cuối cùng không có Thiên Khải Chí Tôn thâm hậu như vậy. Ma nữ đại nhân, Thiên Khải giáo chủ tới thăm ngươi. Một cái trưởng lão đi vào bẩm báo, nói. À, ma nữ có chút bất ngờ, tim lại kịch liệt giật mình. Chẳng lẽ nói, mình mưu đồ phản bội sự việc, đã bị Thiên Khải Chí Tôn phát hiện. Chỉ gặp một người mặc áo bào đen, tóc muối tiêu tán loạn, râu dính một chút máu tươi, hình dáng vô cùng chán trường chật vật nam tử, từ bên ngoài đi vào. Hắn chính là Thiên Khải Chí Tôn. Giáo chủ đại nhân, ngươi. Ma nữ thấy Thiên Khải Chí Tôn như vậy hình dáng, thất kinh, lập tức liền bắt được thiên cơ, biết Thiên Khải Chí Tôn thắng bại tay thất bại, tự thân gặp nghiêm trọng cắn trả chuyện. Ngươi lại có thể an bài một con cờ, muốn chấn áp luân hồi chi chủ, mưu đoạt Phật cốt xá lợi. Thậm chí, ngươi không để ý đại lộ hạn chế, rơi xuống tự thân hư ảnh, tự mình cùng luân hồi chi chủ giao thủ. Ma nữ kinh hãi, nội tâm lại là mừng như điên. Không nghi ngờ chút nào. Thiên Khải Chí Tôn bố trí này, ẩn núp được cực sâu, nàng trước đây căn bản không phát hiện. Cho tới giờ khắc này, Thiên Khải Chí Tôn sa sút, tự mình lên cửa, nàng mới thấy rõ rốt cuộc nhỏ. Thiên Khải Chí Tôn gặp gỡ thất bại, đây đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Khải Chí Tôn sẽ như thế xung động, tự mình cùng Diệp Thần giao thủ. Xem Thiên Đế chủ thần cấp nhân vật khác, muốn ở thế giới hiện thật xuất thủ. Nhất định phải nói trước bố cục, muốn bày thật nhiều dấu vết, mới có thể chậm tách ra đại lộ hạn chế mang tới cắn trả. Nếu không, tùy tiện ra tay, chỉ sẽ đưa tới thiên phạt. Hôm nay Thiên Khải Chí Tôn, chính là gặp phải thiên phạt cắn trả, tổn thương nguyên khí nặng nề. Ma nữ, người đều thấy được, ta đích xác là gặp phải một ít nhỏ thất bại. Thiên Khải Chí Tôn giọng nói trầm thấp, ý hưng suy yếu, ánh mắt 10 phần ảm đạm. Ma nữ ha ha cười một tiếng, nói cái này sợ rằng không chỉ là nhỏ thất bại đơn giản như vậy, ngươi lại thua ở Diệp Thần dưới quyền, đây đối với ta tử thần giáo đoàn mà nói, là thiên đại đả kích, ta thậm chí hoài nghi, ngươi làm việc như thế xung động, có còn hay không tư cách, tiếp tục gánh làm giáo chủ. Coi như là ma nữ, ở thế giới hiện thật có thâm hậu bố trí, thậm chí nàng bản thân chính là từ thế giới hiện thật người phi thăng đi lên, nàng cũng không dám tự mình động thủ. Bởi vì quy tắc hạn chế, thật sự là quá lớn. Nàng nếu là ra tay, gặp đại lộ thiên phạt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Khải Chí Tôn tùy tiện ra tay, hôm nay bị nhục, đây là xung động trừng phạt. Thiên Khải Chí Tôn nghe ma nữ giọng châm chọc, nhưng là nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói ta biết lần này, ta đúng là qua loa, nhưng tình thế bức người, ta cũng chỉ có thể binh hành hiểm trước, ta không thể để cho tử thần quyền bính, rơi vào người ngoài trong tay. Ta biết ngươi nhất định muốn leo lên bụi gai ngai vàng, thay thế ta vị trí, thật ra thì ta có thể nhường cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hồi phục Hải Vương Ma Tôn. Bụi gai ngai vàng, là tử thần giáo đoàn đỉnh cấp quyền vị đại biểu, vừa là 33 thiên thần thuật một trong, cũng là một kiện cao cấp không vô thần khí, trước mắt do trời Khải Chí Tôn chấp trường. Ma nữ nghe được Thiên Khải Chí Tôn, lại có thể chịu nhường ra bụi gai ngai vàng, liền vì hồi phục Hải Vương Ma Tôn, nhất thời kinh hãi. Mày liễu nhíu chặt, mặt đầy không để ý tới rõ ràng, nói. Tại sao? Người hồi phục Hải Vương Ma Tôn, vậy chỉ bất quá là người khác làm đồ cưới, vô duyên vô cớ cho mình tìm một cái chủ tử, rất vui không? Chúng ta tử thần giáo đoàn, đoạt được tử thần quyền bính, mình tấn vị tử thần không tốt sao? Cần gì phải chắp tay nhường cho người? Thiên Khải Chí Tôn thở dài một cái, ánh mắt lộ ra vô hạn bể dâu, phảng phất có muôn vàn không biết làm sao. Mọi thứ nhân quả. Hắn lại lắc đầu, nói thôi,
ta ngày hôm nay, liền cùng ngươi nói một chút một ít bí ẩn chân tướng, ngươi rõ ràng sau đó, liền sẽ đứng ở ta bên này. Lời nói này sau khi nói xong, Thiên Khải Chí Tôn liền gọi ra liền một cái ghế ngồi, cô độc tịch mịch, hơi có chút thê lương ngồi ở ma nữ trước mặt. Hắn gọi ra ghế ngồi, hoàn toàn là bụi gai bện thành, hiện đầy nhọn đổ gai, vậy lại chính là trong truyền thuyết bụi gai ngai vàng, vô số thiên đế vinh quang, chủ thần uy nghiêm, mênh mông quy luật năng lượng ba động, vờn quanh ở nơi này trương trên ngai vàng. Chỉ bất quá, lúc này Thiên Khải Chí Tôn, lại không có trước kia vậy cổ xẻ thịt ngân hà vậy khí phách, hắn mười phần cô độc cô quạnh, thua ở Diệp Thần dưới quyền sau đó, vậy lộ vẻ được mười phần thất hồn lạc phách. Ma nữ trong lòng rét một cái, cũng không biết Thiên Khải Chí Tôn nói chân tướng, rốt cuộc là cái gì. Nàng bình lui cỡ đó, lại vung ra đạo đạo phù văn, phong tỏa hư không, ngăn cách hết thảy thiên cơ dấu vết, sau đó mới mở miệng hỏi. Nói đi, rốt cuộc là cái gì chân tướng? Thiên Khải Chí Tôn ngồi ở bụi gai ngai vàng, cũng không có vận chuyển linh khí hộ thể, mặc cho những cái kia nhọn đổ gai, đâm thủng da mình, thấm vào da máu tươi, hắn vậy không quan tâm. Hắn ánh mắt, mang một chút mãi mãi thê lương, nói, ngươi có biết, Hải Vương Ma Tôn thân phận. Ma nữ sửng sốt một chút, nói, Hải Vương Ma Tôn thân phận, hắn không phải là đời trước tử thần, là thiên ma tinh hải khí linh sao? Đã từng là nham thần thiên tôn dưới quyền. Sau đó lại phản bội, bị nham thần thiên tôn nơi chấn áp. Thiên Khải Chí Tôn nói, bốn đại chí cao thần khí, thiên ma tinh hải, viêm hoàng đế ấn, thiên tội cổ kiếm, thiên đế kim luân, chỉ có thiên ma tinh hải, sản sinh ra khí linh, cái khác ba kiện thần khí, cũng không có khí linh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bốn đại chí cao thần khí, đều là chư thần vĩ đại ảo tưởng tạo vật, có thuần túy nhất quy luật. Bởi vì ảo tưởng đào tạo đồ, cho nên vậy mà nói. Là sẽ không sản sinh ra khí linh. Khí linh là khí vật linh hồn, nhưng ảo tưởng tạo hóa đồ, là sẽ không ngoài định mức ra đời linh hồn, ảo tưởng bản thân chính là linh hồn va chạm. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiên ma tinh hải chính là sản sinh ra khí linh, người không cảm thấy kỳ quái sao? Nghe Thiên Khải Chí Tôn nói, ma nữ cũng cảm nhận được một chút kỳ quái, nhưng nàng lắc đầu một cái, nói, không không lúc nào không, tất cả loại chuyện ly kỳ cổ quái tình đều có. Một cái khí linh ra đời, lại có cái gì hiếm lạ? Thiên Khải Chí Tôn nói, người có nghĩ tới hay không, ngày trước ma tinh hải khí linh, cũng không phải là tự chủ ra đời, mà là có người ở sau lưng bố trí. Nghe lời nói này, ma nữ nhất thời giận cả tóc gáy, nói cái gì bố trí? Hải Vương Ma Tôn từ ra đời bắt đầu, chính là trời đế chủ thần cấp nhân vật, có ai có thể đem thiên đế chủ thần, làm bố cục con cờ? Thiên Khải Chí Tôn gật đầu một cái. Lại lắc đầu, nói thôi, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, vậy Hải Vương Ma Tôn, nhưng thật ra là cực đạo Ma Tôn ảo tưởng thân. Cực đạo Ma Tôn bởi vì đủ loại cấm kỵ, không thể rời đi mình lãnh địa, cho nên tạo hóa ra cái này một tôn ảo tưởng thân, hắn cầm mình làm con cờ, cái này ảo tưởng thân vậy ký thác hắn 90% lực lượng, hắn muốn liều chết đánh một trận, thống ngự chư thiên thời không, một lần nữa trở lại tinh không bờ bên kia. Thiên đế chủ thần. Chính là không không lúc nào không hệ thống tu luyện cực điểm nhất, không tồn tại so thiên đế chủ thần nhân vật càng lợi hại, trừ phi là trung cực ở giữa trung cực. Cái này thế gian, cũng không có có ai tư cách, cầm thiên đế chủ thần làm con cờ. Trừ phi là thiên đế chủ thần mình. Hải Vương Ma Tôn, là hết sức đạo Ma Tôn ảo tưởng thân. Ma nữ ngây ngẩn, nàng tự nhiên nghe qua cực đạo Ma Tôn danh hiệu, truyền thuyết đó là hỗn độn thiên ma nhất tộc cao nhất nắm giữ. Là chủ thần đỉnh cấp nhân vật lớn, vẫn ẩn núp ở phía sau màn, cho tới bây giờ không có ở thế gian hiện ra qua lực lượng. Lúc này ma nữ nghe Thiên Khải Chí Tôn nói, Hải Vương Ma Tôn lại là cực đạo Ma Tôn ảo tưởng thân, tất nhiên vô cùng khiếp sợ. Đúng vậy, hỗn độn thiên ma, thật ra thì lúc ban đầu thời điểm, cũng không phải là hỗn độn thiên ma, bọn họ là huy hoàng nhất tinh không thần tộc, bọn họ là ra đời từ tinh không bờ bên kia vĩ đại chủng tộc. Nhưng sau đó, bọn họ bất hạnh dính liền hắc ám, chỉ có thể từ tinh không bờ bên kia trốn ra được. Bọn họ vạn cổ tới nay, đều cực lực ngăn cản mọi người, bước vào tinh không bờ bên kia. Bởi vì, vậy bờ bên kia thế giới, đã bị ô nhiễm, tràn đầy vô tận nghiệp chướng cùng dơ bẩn, thiên ma tinh hải so sánh với, cũng tinh khiết cũng giống như hồ tiên. Nếu ai đặt chân bờ bên kia, ai cũng sẽ bị hắc ám ăn mòn, cuối cùng rơi vào vĩnh hằng hắc ám bên trong, thoát thân không được. Liền như bọn họ vậy.
Bọn họ tự thân nhận khổ sở, liền chẳng muốn để cho mọi người lại chịu khổ. Vậy tinh không bờ bên kia thế giới, không phải vô cùng vui, mà là ác mộng. Thiên Khải Chí Tôn giọng thê lương, kể trước cổ xưa bí mật. Ma nữ ngây dại, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, nói, giáo chủ đại nhân, ngươi. Ngươi điên. Đây chính là ngươi nói chân tướng. Tinh không bờ bên kia là ác mộng thế giới, ngươi nghe ai nói? Thiên Khải Chí Tôn nói, là Hải Vương Ma Tôn nói cho ta, hắn chính là cực đạo Ma Tôn ảo tưởng thân, hắn nói cho ta liên quan tới tinh không bờ bên kia chân tướng. Ban đầu ta bởi vì đúc nhân hoàng thánh đao, đã tiêu hao hết sinh mạng nguyên khí, chỉ có thể dấn thân vào hắc ám, sống ra thứ hai đời, là Hải Vương Ma Tôn cho ta tân sinh, ta vì vậy sáng lập tử thần giáo đoàn, chính là phải đem hắn hồi phục. Ma nữ ra mặt kịch liệt lay động một tí, nói, không, giáo chủ đại nhân, người bị vậy Hải Vương Ma Tôn mê hoặc. Theo như lời hắn đồ, nhất định là giả, cũng không phải là tinh không bờ bên kia chân tướng. Nếu như đó chính là chân tướng, vì sao ta liền một chút thiên cơ cảm ứng cũng không có? Thiên Khải Chí Tôn lắc lắc đầu nói, bởi vì đó là cao nhất thiên cơ, là không thể nói cấm kỵ, không như vậy dễ dàng cảm ứng được, người ngồi lên ta vị trí đi, người có lẽ là có thể dòm ngó gặp chân tướng. Nói xong, Thiên Khải Chí Tôn từ bụi gai ngai vàng đi xuống, yên lặng ngắm nhìn ma nữ. Ma nữ nhìn vậy bụi gai ngai vàng, đó là nàng mơ tưởng cầu mong ngai vàng. Nhưng vào giờ phút này, nàng nhưng do dự, không dám ngồi lên. Đi đi, Thiên Khải Chí Tôn nói. Ma nữ ở do dự một chút sau đó, rốt cuộc vẫn là từng bước một đi tới bụi gai ngai vàng trước, sau đó ngồi lên. Rốt cuộc ngồi lên tờ này mơ tưởng cầu mong ngai vàng, nhưng nàng cũng không có gì vui sướng. Nàng chỉ cảm thấy bi thương, đang ngồi trên ngai vàng ngay tức thì, nàng tầm mắt mở rộng rất nhiều, mơ hồ tới giữa. Vậy theo dõi đến chí cao vô thượng thiên cơ cấm kỵ, đó là không có thể nói mãi mãi bí mật. Liên quan tới tinh không bờ bên kia, liên quan tới trung cực. Nàng thật giống như thấy được một viên máu đỏ mắt to, ở yên lặng ngưng mắt nhìn nàng. Đó là cuối cùng huyết nhãn, mang cho người chèn ép, so với bất kỳ thiên đế chủ thần, đều mãnh liệt hơn được hơn. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Tinh không bờ bên kia chính là ác mộng, Hải Vương Ma Tôn phải làm. Thật ra thì chính là thống ngự toàn bộ không không lúc nào không, liên hiệp không không lúc nào không tất cả cường giả, cùng nhau lướt đi tinh không bờ bên kia, dọn dẹp sơ bẩn tà ác, để cho bờ bên kia từ một phiến ác mộng, chân chính trở thành vô cùng vui thiên đường, đó là tâm nguyện của hắn. Chỉ bất quá, nguyện vọng này cuối cùng không có thực hiện, hắn ngay tại chín thần tranh bá trong chiến tranh bỏ mình. Hắn còn cất giữ thiện tâm, để cho thủ hạ hỗn độn thiên ma. Đi ngăn cản mọi người theo dõi tinh không bờ bên kia, miễn được mọi người gặp cơn ác mộng cắn trả. Ta luôn muốn hồi phục hắn, để cho hắn hoàn thành không lại nguyện vọng, dẫn chúng ta đi tinh không bờ bên kia, xóa bỏ hết thảy dơ bẩn, thành lập một phiến chân chính tinh khiết vô cùng vui thế giới. Đó cũng là ta nguyện vọng, đến lúc đó, ta hẳn liền có thể thoái ẩn, tiếp tục rèn sắt luyện khí gì, ta lúc ban đầu cũng bất quá là một cái luyện khí sư thôi. Thiên Khải Chí Tôn giọng bộc phát bể dâu. Cũng không có gì thiên đế bá chủ hào hứng khí phách, chỉ là một khát vọng quy ẩn lão đầu thôi. Ma nữ trầm mặc, thành tựu không không thời không tu sĩ, nàng tự nhiên cũng cùng thiên thiên vạn vạn tu sĩ như nhau, khát vọng theo dõi đại đạo trung cực. Nhưng hiện tại, cái gọi là trung cực thế giới, lúc đầu chỉ là một cơn ác mộng. Cái này chân tướng, đủ để cho tất cả mắt thấy một màn này người, cũng làm đạo tâm bể tan tành, tinh thần tan vỡ. Không. Đây không phải là chân tướng. Hoặc là nói, cái này là chân tướng một phần chia, cũng không phải là toàn bộ. Ta ngồi ở vị trí này, thấy tinh không bờ bên kia, cái gọi là dơ bẩn, chỉ là một không đáng kể xó xỉnh, còn có càng thật lớn, càng vô tận lãnh thổ. Ma nữ không dám tin tưởng, nàng ngẩng đầu nhìn về thâm thúy hư không, ánh mắt tựa như xuyên thấu trùng trùng thời không, thấy được thần bí nhất tinh không bờ bên kia. Ở đó mảnh tinh không bờ bên kia bên trong. Nàng nhìn thấy thiên đường ảo mộng khí tượng, đó phải là mọi người theo đuổi vô cùng vui vẻ. Chỉ là, vậy bờ bên kia thiên đường, lại có một xó xỉnh, hiện đầy hắc ám dơ bẩn. Bởi vì những cái kia hắc ám, quá mức nồng nặc dữ tợn, quá mức chọc người nhìn chăm chú, cho nên ngược lại để cho người bỏ quên rộng lớn hơn quang minh. Thiên Khải Chí Tôn lắc lắc đầu nói, người thấy những cái kia còn dư lại thiên đường, thật ra thì chỉ là trống rỗng thôi, ở đó trống rỗng phía dưới.
toàn bộ là dơ bẩn. Ma nữ quát lên, đủ rồi, không nên nói nữa. Thật ra thì tinh không gì bờ bên kia, ta căn bản không quan tâm, ta chỉ muốn giết võ tổ. Thiên Khải Chí Tôn nhìn ma nữ vậy hơi có chút dữ tợn diễn cảm, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hắn biết, giết võ tổ là ma nữ tâm nguyện, nhưng làm một tu sĩ, đến tinh không bờ bên kia, đồng dạng là ma nữ nguyện vọng. Ngươi ra tay đi, đi trấn áp luân hồi chi chủ vậy tiểu tử, ta là đánh bại, hôm nay chỉ có thể dựa vào ngươi. Hắn ở cổ Phật Thánh Địa, chỗ đó, còn lưu lại ta hơi thở, có thể cho ngươi làm cái hải đăng, dẫn đường cái gì. Chúng ta tử thần giáo đoàn, bắt đầu từ hôm nay, thì nhất định phải dừng lại nội đấu, hợp lực trấn áp luân hồi. Chỉ cần có thể chế trụ luân hồi trận doanh khí vận, thần độ Uyển Nhi liền lật trời không được, tử thần quyền bính, cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta. Còn như ma tổ vô thiên, ha ha, hắn một người, còn đấu không quá chúng ta tử thần giáo đoàn, chỉ cần chúng ta có thể liên hiệp. Thiên Khải Chí Tôn búng ngón tay một cái, nói. Hắn muốn ma nữ tự mình ra tay, đi trấn áp Diệp Thần. Thần độ Uyển Nhi là tử thần quyền bính đấu võ người một trong, nhưng nàng thắng bại hay không, thật ra thì không ở chỗ nàng, mà ở chỗ Diệp Thần. Diệp Thần vận mệnh, cùng nàng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ cần Diệp Thần khí vận bị áp chế, thần độ Uyển Nhi vậy phải bị liên lụy, cuối cùng thất bại. Ngươi nói như thế nhiều, vẫn là phải ta ra tay, cùng bắt được tử thần quyền bính, ta vì sao không tự mình chấp trường. Nhưng muốn là người khác làm đồ cưới. Chương 8976, ý định giết người. Ma nữ hừ một tiếng, giọng có vẻ không vui. Nàng xuất thủ, nguy hiểm cũng là cực lớn, rất có thể rơi vào cùng Thiên Khải Chí Tôn như vậy kết quả. Chỉ có hồi phục Hải Vương Ma Tôn, mới có đến tinh không bờ bên kia cơ hội, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Còn như giết chết võ tổ trả thù, cái này đơn giản, cùng Hải Vương Ma Tôn hồi phục, hắn phá rồi sau đó lập, thực lực nhất định tiến nhiều, đủ để nghiền diệt võ tổ, vì ngươi trả thù, hắn sẽ không quên ngươi công lao. Còn như chính ngươi, lấy ngươi tu vi nội tình tích lũy, sợ rằng liền ta bụi gai ngai vàng cũng ngồi không vững, ngươi còn muốn ngồi tử thần vị trí, nơi nào có như thế dễ dàng. Thiên Khải Chí Tôn lạnh lùng nói, Ma Tổ Vô Thiên có thể làm tử thần. Ta lại không thể. Ma nữ mí mắt nhảy lên một tí, hơi có chút căm tức. Thiên Khải Chí Tôn nói, Ma Tổ Vô Thiên sau lưng, có Hoàng Kim gia tộc là hắn cầu nguyện hàng tỷ thế kỷ nguyên, ngươi lại có cái gì? Thủ hạ ngươi thế lực, có ai có thể so với Hoàng Kim gia tộc? Nghe nói như vậy, ma nữ lại trầm mặc. Nếu có thể trấn áp Diệp Thần, thậm chí đem hắn giết chết, cái này bụi gai ngai vàng, từ nay về sau, liền đến phiên ngươi ngồi. Ngươi ngồi lên cái này ngai vàng, là có thể bước lên thiên đế chủ thần nhất đỉnh cấp. Thiên Khải Chí Tôn lưu lại những lời này, rồi sau đó liền xoay người rời đi. Thiên đế chủ thần cũng phân là cấp bậc, có thể đứng ở tột cùng nhất chủ thần, số lượng cực kỳ thưa thớt, dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không, số người sẽ không vượt qua 10 cái, có thể nói là đỉnh kim tự tháp đại nhân vật, lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, là gần gũi nhất cuối cùng người. Ma nữ coi như là cao cấp chủ thần. Phân lượng rất nặng, nhưng khoảng cách vậy tột cùng nhất cảnh giới, từ đầu đến cuối cách một đạo rãnh trời. Cái này đạo rãnh trời, nếu như nàng có thể ngồi lên bụi gai ngai vàng, là được đền bù. Diệp Thần, xem ra cuối cùng vẫn là phải ta tự mình ra tay. Nhâm Phi Phàm tổn thương nguyên khí nặng nề, hẳn không người che chở được ngươi chứ. Bất quá, ngươi cuối cùng là đại khí vận người, cả ngày Khải Chí Tôn cũng giết không chết ngươi. Có lẽ... ta nên cân nhắc cùng Ma Tổ Vô Thiên liên thủ. Ma nữ ngồi ở bụi gai ngai vàng mặt, con mắt không ngừng lóe lên, lộ ra ý định giết người. Bàn tay nàng, đã bị bụi gai đâm xuyên qua, thấm vào da máu tươi. Những thứ này máu tươi lại chậm rãi chảy xuôi đi ra ngoài, xuyên thấu trùng trùng thời không, không biết thấm vào đến địa phương nào. Cổ Phật Thánh Địa, di tích chiến trường bên ngoài. Tự ảo cảnh tan biến sau đó. Nửa ngày chỉnh đốn thời gian trôi qua, màn đêm đã hạ xuống. Cổ Phật Thánh Địa mấy trưởng lão cửa, đã mở ra chiến trường khu vực nồng cốt cấm chế. Theo cấm chế mở ra, chiến trường nơi trọng yếu hơi thở, vậy mơ hồ tràn ra tới, tất cả mọi người đều đánh hơi được vẻ nguy hiểm hơi thở. Diệp Thần không giải thích được, thật giống như đánh hơi được một cổ mùi máu tanh, không phải tới từ chiến trường, mà là tới từ nơi nào đó rất xa thời không. Lại có người nào muốn giết ta?
À, có thể là ta quá nghi thần nghi quỷ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nhưng cảm thấy kinh mạch mơ hồ truyền tới đau nhói. Hắn trước đây ở ảo cảnh bên trong, cùng ma tổ vô thiên đánh một trận, phóng thích liệt nhật mệnh tinh chiến đấu, gánh vác thực không nhỏ. Hiện tại, tác dụng phụ thể hiện ra, hắn nghỉ cả nửa ngày, kinh mạch còn có đau ngầm. Không có sao chứ? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đi tới Diệp Thần bên người, hỏi. Khá tốt. Diệp Thần cười khổ một tí, hỏi ngược lại nàng nói, làm sao, cân nhắc được như thế nào, muốn tới ta luân hồi trận doanh sao? Diệp Thần là thật tâm muốn mời, hắn cùng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết quan hệ, chân thực quá đặc thù, có thể hóa địch thành bạn tốt nhất. Nếu như Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, có thể quy thuận luân hồi trận doanh nói, đối Vạn Khư Thần Điện khí mạch mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Ta không biết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nghe Diệp Thần mời, ánh mắt rơi vào mê ly bên trong. Nàng xuất thân Vạn Khư, nhưng hết lần này tới lần khác cùng Diệp Thần dính liền quan hệ phức tạp như vậy, nàng hôm nay cũng không biết như thế nào cho phải. Vốn là, nàng là quyết định trung tâm Vạn Khư, tuyệt không phản bội. Nhưng lần này, lại cùng Diệp Thần tinh thần song tu, chu diệt Vũ Hoàng Giã, lại chung nhau đối kháng Thiên Khải Chí Tôn, nàng trong lòng đã không muốn cùng Diệp Thần là địch. Thôi, ta muốn đi ra ngoài đi chung quanh một chút. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nói. Gì? Diệp Thần khẽ cau mày. À, ta cũng không muốn phản bội Vạn Khư, nhưng cũng không muốn cùng ngươi là địch, ta dự định hai bên không giúp bên nào, từ đây trôi sóng thiên hạ, làm một cái tán tu thôi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tỏ rõ tiếng lòng, cuối cùng vẫn không muốn phản bội Vạn Khư, nhưng cũng sẽ không sẽ cùng Diệp Thần đối nghịch. Diệp Thần nghe được nàng nói phải đi trôi sóng thiên hạ, làm một cái tán tu, trong lòng sửng sốt một tí, rồi sau đó thở dài ra một hơi, nói cũng tốt, vậy ngươi tự do. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhưng là cười khổ, mà là khẽ gật đầu một cái, xoay người muốn đi. Đứng ở Diệp Thần bên người Vũ Hoàng Nhã Phỉ, lớn tiếng kêu lên, Ngạo Tuyết tiểu thư. Ngươi sau này nếu là đụng phải khó khăn gì, có thể kêu gọi luân hồi tên, tôn chủ sẽ không quên ngươi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết dừng chân một cái, thân thể mềm mại cứng đờ, cuối cùng vậy không quay đầu, tự mình đi. Si Phong Thượng Nhân đọc một tiếng, A-di-đà Phật. Dạ Lan nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn xem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hình bóng, hướng Trang Hải nói, sư huynh, ta không hiểu. Trang Hải về động Phật Châu, lắc lắc đầu nói. Xem nhiều xem cỏ thần đại nhân trí khôn sách, bên trong có thế gian tất cả vấn đề câu trả lời. Dạ Lan le lưỡi một cái, lại nữa lời nói. Lúc này, Huyền Bi đại sư đi ra, hướng mọi người nói. Chiến trường khu nồng cốt đã mở, các vị có thể tiến vào, ai có thể tìm được tổ sư Phật cốt xá lợi, ai chính là có duyên người, chúng ta cổ Phật thánh địa, sẽ là hắn cầu nguyện, để cho Phật tổ rơi xuống ban phúc tạo hóa, chúc các ngươi may mắn. Nghe được Huyền Bi đại sư nói, Diệp Thần và Quy Trần, theo bản năng lại nhìn nhau, hai bên trong ánh mắt đều là mang lạnh lùng ý định giết người. Hai người cũng rất rõ ràng, Phật cốt xá lợi người tranh đoạt, cũng chỉ có bọn họ hai cái, những người khác cũng chỉ là nền mà thôi. Ai cướp được Phật cốt xá lợi, người đó chính là người thắng cuối cùng, ở tương lai đánh trận bên trong, đem sẽ đạt được quyết định tính địa vị. Diệp Thần mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội. Nếu là hắn bắt được Phật cốt xá lợi nói, vô thiên trận doanh, nửa năm bên trong thì phải tiêu diệt. Diệp Thần đại ca, dáng lên à. Dạ Lan cười hướng Diệp Thần cổ động nói, liền gọi cũng thân thiết nhiều. Luân hồi chi chủ, chúc ngươi có thể thuận lợi bắt được Phật cốt xá lợi, cỏ thần chúc phúc ngươi. Trang Hải vậy hướng Diệp Thần chúc phúc nói. Si Phong Thượng Nhân thì về động Phật Châu, yên lặng là Diệp Thần cầu nguyện. Diệp Thần gật đầu một cái. Nói ta đi. Nói xong liền dẫn Vũ Hoàng Nhã Phỉ, cùng bước vào di tích chiến trường, hướng chỗ sâu khu nồng cốt chạy đi. Quy Trần và Vũ Văn Cơ, cũng là bước nhanh bước vào. Trừ cái này ra, còn có bốn cái khác thế lực võ giả, cũng nhận được tiến vào khu nồng cốt tư cách. Huyền Bi Đại Sư và mấy cái cao tăng các trưởng lão, nhìn nhau xem, bọn họ cũng rất rõ ràng, chân chính có thể cướp đoạt Phật cốt xá lợi người, chỉ có Diệp Thần và Quy Trần thôi. Bước vào chiến trường sau đó, Quy Trần cũng không che giấu, trực tiếp hóa ra ma tổ vô thiên chân thân. Diệp Thần, ta mới là vô tâm tổ sư mong muốn cái đó người có duyên, người cần gì phải cùng ta tranh đoạt, uổng phí khí lực. Ma tổ vô thiên cười lên, trong sâu thẳm, hắn đã bắt được thiên cơ, biết vô tâm tổ sư trước phiên tịch,
muốn tìm cái đó người có duyên, thật ra thì chính là hắn. Hắn bắt được Phật Cốt Xá Lợi sau đó, có cơ hội tấn vị tử thần, rồi sau đó dẫn Hoàng Kim gia tộc, đến tinh không bờ bên kia, hoàn thành vô tâm tổ sư không lại tâm nguyện. Người muốn cướp đoạt xá lợi, trước hết giết ta nói sau. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không nói nhảm cái gì, sải bước về phía trước bay vút. Mảnh chiến trường này di tích, càng đến gần khu nồng cốt, sát khí càng nồng nặc, quy luật vậy càng ngày càng vững chắc, đừng nói biến dạng hư không, liền liền tầm thường ngự gió phi hành, vậy rất khó làm được. Vũ Hoàng Nhã Phỉ khó khăn đi theo Diệp Thần sau lưng, dùng hết toàn thân linh khí, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp Diệp Thần nhịp bước. Mà Tổ Vô Thiên mang Vũ Văn Cơ, cơ hồ là cùng Diệp Thần sóng vai bôn tẩu. Còn như cái khác bốn cái thế lực võ giả, thì bị xa xa vứt ở phía sau. Diệp Thần trong đầu nghĩ, ai trước đến khu nồng cốt, ai là có thể chiếm đoạt tiên cơ. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền kéo Vũ Hoàng Nhã Phỉ cánh tay, trực tiếp thi triển ra đại hoang trộm thiên thuật. Lập tức trộm đi phía trước không gian, xúc địa thành thốn, đem khoảng cách rút ngắn, ngay tức thì thoáng hiện ở đếm ngoài 10 dặm. Mà Tổ Vô Thiên và Vũ Văn Cơ, đều bị xa xa vứt ở phía sau, mà ở chiến trường chỗ sâu, quy luật vững chắc, bọn họ muốn đuổi theo, nhưng là khó khăn. Lão Tổ, Vũ Văn Cơ lấy làm kinh hãi, lại không nghĩ rằng Diệp Thần còn có thủ đoạn này. Nếu như bị Diệp Thần đi trước khu nồng cốt, há chẳng phải là bị cướp đi tiên cơ. Mà Tổ Vô Thiên thần sắc bình tĩnh, nói, không sao, để cho hắn đi trước một bước, ha ha, ta mới thật sự là người có duyên, thuộc về ta Phật Cốt Xá Lợi, cũng không ai có thể cướp đi. Diệp Thần lợi dụng đại hoang trộm thiên thuật, rất nhanh liền đến khu nồng cốt. Cái này phiến khu nồng cốt vùng, đơn giản là một phiến luyện ngục vậy cảnh tượng, khắp nơi đổ nát hoang vu, tràn ngập cát vàng, trong không khí có đậm đà mùi máu tanh, đó là thượng cổ Phật Ma đại chiến lưu lại khí tức giết hại. Diệp Thần trong mắt nơi gặp, là từng cái oan hồn, ở trong hư không nhảy, gầm thét, gào khóc, lẫn nhau dây dưa, điên cuồng tàn phá. Đó là hỗn độn thiên ma lưu lại oan hồn. Ở trên cao cổ Phật Ma thời điểm đại chiến, Thích Già Phật Tổ hiển uy, thật ra thì đã đem rất nhiều hỗn độn thiên ma, thân hồn chém chết, để cho bọn họ hóa thành cướp xám. Nhưng, hỗn độn thiên ma, sinh mệnh lực ương ngạnh, coi như thân hồn toàn diệt. Vẫn là có một chút xíu ý chí dấu vết bảo tồn được. Cái này một chút xíu ý chí năng lượng, trải qua muôn vàn năm sau, không ngừng hấp thu trong chỗ u minh ma khí, rốt cuộc lại hóa thành oan hồn. Những thứ này oan hồn, bị cổ Phật Thánh địa địa mạch hạn chế, không cách nào rời đi, càng không cách nào siêu thoát, oán niệm càng để lâu càng sâu, sát khí càng ngày càng đậm hơn, thì trở nên được vô cùng khủng bố. Diệp Thần và Vũ Hoàng Nhã Phỉ, một bước vào chiến trường khu nồng cốt, chung quanh thì có đếm không hết oan hồn vong linh, gào thét đạp chết đi lên. Những cái kia oan hồn bên trong, thậm chí có một ít oan hồn, là tới từ Phật môn đệ tử. Năm đó Phật Ma đại chiến, cổ Phật Thánh địa cũng đã chết không ít người, những thứ này Phật môn đệ tử linh hồn, vậy đã sớm sa đọa hắc ám, hóa thành oan hồn. Hoàng Kim huyết mạch, ngự. Vũ Hoàng Nhã Phỉ thi triển huyết mạch năng lượng, thả ra một cổ Hoàng Kim màu sắc thần mang. Tạo thành một tầng bình phong che chở, lại là đem chung quanh oan hồn, toàn bộ ngăn trở. Diệp Thần vốn là muốn ra tay, nhưng thấy Vũ Hoàng Nhã Phỉ thủ đoạn, âm thầm gật đầu một cái, nói, không sai, các ngươi Hoàng Kim gia tộc huyết mạch, đích xác là tinh khiết, có thể kháng ngự tà ma. Hoàng Kim gia tộc, thật ra thì vậy là ma đạo chủng tộc, chỉ không qua bọn họ huyết mạch đặc biệt là tinh khiết, nhưng là cùng phổ thông tà ma rất không cùng, thậm chí có thể ngăn cản thiên ma tinh hải dơ bẩn. Vũ Hoàng Nhã Phỉ trước đây bị Ma Tổ Vô Thiên cất nhắc, cũng bị phú cùng Hoàng Kim gia tộc huyết mạch, giờ phút này nhưng là tiện nghi Diệp Thần. Đa tạ tôn chủ khen ngợi, nô tỳ điểm này huyết mạch, tuyệt đối không thể cùng tôn chủ so sánh. Vũ Hoàng Nhã Phỉ cung kính cúi đầu nói. Lúc này nàng quy thuận luân hồi trận doanh, thành tâm ra sức Diệp Thần, ngược lại cũng là 10 phần cung thuận, đối Diệp Thần đặc biệt tôn kính. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, xem vậy Phật Cốt Xá Lợi. Rốt cuộc ở địa phương nào? Chương 8978, hắn sức lực. Hắn bấm ngón tay suy tính, hy vọng có thể bắt được Phật Cốt Xá Lợi tung tích. Vũ Hoàng Nhã Phỉ vậy ngưng thần suy tính, nhưng hai người diễn toán dưới, cũng không phát hiện bất kỳ kết quả gì. Trong sâu thẳm, bọn họ có thể bắt được một chút xác định hơi thở. Đó chính là, vậy Phật Cốt Xá Lợi,
nhất định đang ở mảnh chiến trường này di tích khu vực nòng cốt, nhưng chính là không biết rơi ở địa phương nào. Rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Thần chau mày, liên tục suy tính, thậm chí mở luân hồi thiên nhãn, cũng là không thấy được chút nào kết quả. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, tôn chủ không nên gấp gáp, hôm nay chính là nửa đêm, ma khí tàn phá, không bằng chờ ngày mai trời đã sáng, đẩy nữa coi là xem. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như vậy. Lòng hắn muốn, trừ Phật cốt xá lợi ra, khu vực này, rất có thể còn có ngoài ra một món bảo vật. Đó chính là, tinh không đạo thư. Năm đó, Tím Xuyên Phỉ bị giết chết, nàng nơi cầm một trang tinh không đạo thư, rất có thể bay xuống ở khu vực này bên trong. Diệp Thần trước đây ở trong ảo cảnh mặt, từng tiếp xúc qua tinh không đạo thư, thậm chí tiến vào qua bên trong tinh không bộ thế giới, hắn đã nắm giữ tinh không đạo thư thiên cơ đầu mối. Nếu có thể tìm được một trang tinh không đạo thư mà nói, chuyến này cũng không uổng. Diệp Thần nghĩ như vậy, lập tức căn cứ đầu mối, đẩy ngược thiên cơ dấu vết. Quả nhiên, trong sâu thẳm, hắn dòm ngó dò được tờ kia tinh không đạo thư chỗ, tựa hồ ở một phiến biển máu bên trong. Nhã Phỉ, đi, cùng ta đi tìm ít đồ. Diệp Thần vung tay lên, lập tức mang Vũ Hoàng Nhã Phỉ, hướng tinh không đạo thư hơi thở phát ra phương hướng chạy tới. Vũ Hoàng Nhã Phỉ một hồi hồ nghi, chẳng lẽ nói, ở chỗ này, còn có bảo vật gì không được. Hai người một đường chạy cướp, trên đường gặp được oan hồn vong linh, quả thực là hung mãnh, liền Diệp Thần đều cảm thấy áp lực. Thật may, Diệp Thần tu vi là 10 phần cường hãn, những cái kia oan hồn vong linh coi như hung mãnh, vậy là không thể tổn thương hắn chút nào. Chính là hắn kinh mạch, luôn là mơ hồ bị đau, trước đây phóng thích liệt nhật mệnh tinh chiến đấu. Tác dụng phụ vẫn là quá lớn. Tôn chủ, người trạng thái tựa hồ không phải rất tốt. Nếu không, ta cung phụng ta hoàng kim máu tươi, vì ngươi tư bổ. Vũ Hoàng Nhã Phỉ gặp Diệp Thần như vậy hình dáng, vậy có chút lo âu đứng lên, nói. Nàng lại là muốn cung phụng mình máu tươi, là Diệp Thần bổ thân thể. Không cần, một điểm nho nhỏ tác dụng phụ thôi. Diệp Thần khoát khoát tay, cũng không có quá quan tâm. Yên lặng điều động thiên quân phong thần bia lực lượng, bảo vệ kinh mạch. Mà đang động dùng thiên quân phong thần bia thời điểm, Diệp Thần trong sâu thẳm, tựa như cùng Nhâm Phi Phàm đạt được liên lạc, đầu óc một tiếng nổ, một hồi chấn động. Nhâm tiền bối hôm nay trạng thái, sợ rằng so ta còn khó khăn rất nhiều chứ. Hắn trước đây vì ta, cùng Hồng Quân lão tổ đấu pháp, hao phí quá nghiêm trọng, hôm nay nhất định là nguy cơ trùng trùng. Diệp Thần mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội. Bắt được Nhâm Phi Phàm hơi thở, tràn đầy cực đoan nguy hiểm. Nhưng hắn lại không đi được không lúc nào không, nội tâm chỉ có thể làm cuống cuồng. Thôi, ta trước hay là bắt được tinh không đạo thư, còn có Phật cốt xá lợi nói sau. Diệp Thần hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình, biết hiện tại suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, làm xong trước mắt mình sự việc, trọng yếu nhất. Hắn mang Vũ Hoàng Nhã Phỉ, rất nhanh là đến tinh không đạo thư thiên cơ hơi thở ngọn nguồn. Đây là một phiến to lớn biển máu, máu đỏ tươi biển bên trên, nhấp nhô thi hài xương, bề ngoài còn nổi lơ lửng một tầng cướp xám, Phật đạo cùng ma đạo hơi thở, ở trong biển máu hỗn hợp dây dưa, cuối cùng dung là một cổ quái sát khí. Chỗ này, thật là đáng sợ hơi thở. Vũ Hoàng Nhã Phỉ ngắm nhìn mảnh máu này biển, mắt đẹp một hồi co rúc lại. Ở đó cực hạn sát khí dưới sự xung kích, nàng đạo tâm lay động. Trước mắt hiện ra các loại núi thây biển máu ảo ảnh, đầu đau nhức. Vậy một trang tinh không đạo thư, ở nơi này phiến biển máu bên trong. Diệp Thần trong mắt híp lại, cũng là cảm nhận được liền biển máu này khủng bố. Mảnh máu này biển, hội tụ thượng cổ vô số Phật ma cường giả máu tươi tàn niệm, thậm chí còn có một chút thích giả Phật tổ, cực đạo ma tôn còn sót lại uy năng, sát khí xâm nghiêm, sợ rằng đủ để táng diệt tiên đế. Tôn chủ, chẳng lẽ Phật cốt xá lợi? Ở nơi này máu trong biển sao? Vũ Hoàng Nhã Phỉ lộ ra khiếp sợ diễn cảm, nếu như Phật cốt xá lợi ngay tại biển máu bên trong, vậy thì phiền toái. Cái này phiến Phật ma biển máu, sát khí như vậy khủng bố, làm sao đi xuống tìm bảo? Không biết, hẳn không ở đây, ta suy nghĩ một chút đi ngoài ra tìm ít đồ. Diệp Thần nói, đến trước mắt mới ngưng, hắn đều không cách nào phong tỏa Phật cốt xá lợi chỗ. Hắn chỉ mơ hồ dòm ngó gặp, trong quá khứ vạn năm tháng bên trong, cổ Phật Thánh Địa tổ chức quá nhiều lần người, tiến vào mảnh chiến trường này di tích, khắp nơi tìm kiếm Phật cốt xá lợi.
liền liền cái này phiến Phật ma biển máu, cổ Phật thánh địa cũng mạo hiểm phái người đi xuống thăm dò qua, có thể nói là đào trăm xích, lật biển ngàn trượt, đáng tiếc cũng không có chút nào thu hoạch. Thậm chí có không thiếu cao thủ, trực tiếp táng diệt ở Phật ma biển máu bên trong. Vậy Phật cốt Xá Lợi, rốt cuộc ở địa phương nào, nhưng là ai cũng không biết. Chỉ có thể lấy khẳng định, ở nơi này chiến trường khu vực nòng cốt bên trong, chính là không biết vị trí cụ thể, ai cũng không cách nào tinh chuẩn phong tỏa thiên cơ. Tôn chủ, người muốn đi vào cái này phiến Phật ma biển máu. Vũ Hoàng Nhã Phỉ lại là kinh ngạc, biển máu sát khí như thế khủng bố, Diệp Thần đi xuống, há chẳng phải là chịu chết. Ừ, người ở chỗ này chờ ta, nếu như vô thiên tới, kêu gọi ta một tiếng. Diệp Thần gật đầu một cái, lại phân phó một tiếng, rồi sau đó ở Vũ Hoàng Nhã Phỉ kinh ngạc trong ánh mắt, một tiếng, tung người nhảy vào Phật ma biển máu, lặn rơi xuống đi. Khi tiến vào Phật ma biển máu ngay tức thì, Diệp Thần liền sử dụng thiên quân phong thần bia, lợi dụng thiên quân phong thần bia năng lượng, bảo vệ mình. Đây là hắn sức lực. Hắn phỏng đoán, dựa vào thiên quân phong thần bia bảo vệ, hắn có thể ở Phật ma biển máu bên trong, kiên trì nửa giờ. Tìm được tinh không đạo thư sau đó, lập tức đi ra ngoài. Diệp Thần nghĩ thầm, cũng biết Phật ma biển máu nguy hiểm, nếu như thời gian dài dừng lại nói, rất có thể bị sát khí ăn mòn, cuối cùng gây thành đáng sợ kết cục thảm hại. Hắn phong tỏa tinh không đạo thư hơi thở, không ngừng lặn rơi xuống đi. Biển máu bên trong, khắp nơi đều là sát khí hối tụ thành âm linh. Diệp Thần sử dụng luân hồi thiên kiếm, ngự kiếm phá giết, hơi có chút chật vật, đem những cái kia âm linh đánh tan, rồi sau đó không ngừng đến gần tinh không đạo thư. Tinh không đạo thư, có nửa bộ bị tinh không thần tộc chấp trưởng, truyền lưu ở bên ngoài, thật ra thì chỉ là nửa phần dưới. Diệp Thần biết Tím Xuyên Phỉ, ở tinh không thần tộc địa vị không thấp, có một mảnh tinh không trang sách. Diệp Thần mong muốn, chính là vậy phiến trang sách. Tinh không đạo thư, là huyền diệu khó giải thích tồn tại, giới hồ vu chân thực cùng ảo tưởng tới giữa, phổ thông dưới tình huống, mắt thường là không thấy được, phải dùng lòng. Diệp Thần ngưng thần cảm ứng, lòng mở, rốt cục thì thấy phía trước biển máu bên trong, loáng thoáng, nổi lơ lửng một phiến trang sách. Vậy phiến trang sách, ánh sao tràn ngập, ở biển máu bên trong, lộ vẻ được lộng lẫy vô cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trang sách bên trên, phù văn xen lẫn, tựa như biên chức xưa nhất mộng. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, là tuyệt đối không thể nào phát huy ra tinh không đạo thư uy lực chân chính. Loại cấp bậc này đạo thư, chỉ có tột cùng nhất thiên đế chủ thần, mới có thể bộc phát ra lực sát thương. Coi như là ở không không lúc nào không bên trong, có tư cách thúc giục tinh không thần uy người, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Tuy nói rất khó dùng để giết người, nhưng nếu quả thật lấy được rồi tinh không đạo thư, Diệp Thần khí vận, võ đạo nội tình, thần thông tu vi, đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Như vậy thần vật, tự nhiên không cho sơ thất. Diệp Thần trong mắt lộ ra vui mừng, liền muốn lội qua đi, thu lấy vậy mảnh tinh không trang sách. Nhưng vừa lúc đó, Phật ma biển máu sôi trào, sát khí cuồng bạo. Một đạo cực kỳ to lớn, vô cùng bóng tối sát khí chiến linh, mang ngất trời ma khí, như tới từ địa ngục mãnh quỷ Tu La, cuồng như vậy biến dạng máu loáng, giết tới Diệp Thần trước mặt. Cái này đạo chiến linh, vung ra 5 cây quỷ khí dày đặc ma chảo, vô cùng tàn nhẫn chụp vào Diệp Thần cổ họng. Chiến linh ra tay nhanh mạnh, bàng bạc oán niệm sát khí nổ tung, đủ để táng diệt người đạo tâm. Thật may Diệp Thần đạo tâm cường hãn, ngược lại cũng không bị ảnh hưởng. Ở chiến linh xuất thủ ngay tức thì, hắn liền kịp phản ứng, lập tức huy động luân hồi thiên kiếm, thi triển Trảm Thiên Cửu Kiếm, cực hạn kiếm mang phá giết ra. Chiến linh tựa hồ sớm có phòng bị, cười hắc hắc, né tránh Diệp Thần kiếm mang, trở tay tuôn ra một đạo hắc ám dơ bẩn xương mù mũi tên, bắn về phía Diệp Thần thiên quân phong thần bia. Lúc đầu mới vừa hắn công kích, chỉ là hư chiêu, chân chính thủ đoạn giết hại, là muốn công kích thiên quân phong thần bia. Không tốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thiên quân phong thần bia gặp phải hắc ám sương mù mũi tên công kích, trùm lên một lớp bụi sắc sương mù, ngay tức thì gặp phải hắc ám bao phủ ô nhiễm. Thiên quân phong thần bia bị ô nhiễm, lực lượng bảo vệ thật to suy yếu, bốn phương tám hướng sát khí, điên cuồng hướng Diệp Thần gào thét tới. Diệp Thần áp lực tăng lên gấp bội, hô hấp cũng hít thở không thông, vội vàng thúc giục luân hồi huyết mạch lực lượng,
ngăn cản sát khí, đồng thời xua tan thiên quân phong thần bia dơ bẩn. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, hì hì này, xem ra thật là trời đều phải ta diệt ngươi. Vậy chiến linh cười gằn, thần sắc hung hãn. Ngươi là, hỗn độn thiên ma cái đó thủ lãnh. Diệp thần ánh mắt trầm xuống, nhất thời nhận ra. Cái này chiến linh, khi còn sống tựa hồ chính là dẫn hỗn độn thiên ma, công kích cổ Phật thánh địa thủ lãnh, có thể cùng vô tâm tổ sư, chính diện giao phong tồn tại. Ngươi nhận được ta. Hi hi, không, ngươi hẳn còn không nhận ra ta. Ta kêu Tiêu Thủy Hàn, ngươi nhớ danh tự này không? Vậy chiến linh cười gằn, giọng nói bên trong lại mang một cổ vô hình bi phẫn. Tiêu Thủy Hàn. Diệp thần nghe được cái tên này, nội tâm nhất thời đại chấn. Tiêu Thủy Hàn, hắn tự nhiên nhận được, đây chính là hắn đã từng đồ đệ sủng ái nhất. Diệp thần tuyệt đối không nghĩ tới, cái này chiến linh, ngày xưa tinh không thần tộc cao tầng đầu mục một trong, đủ để cùng vô tâm tổ sư giao phong cao cấp cường giả, lại có thể tự xưng là Tiêu Thủy Hàn. Ở hắn nói ra Tiêu Thủy Hàn ba chữ thời điểm, Diệp thần mơ hồ tới giữa, vậy bắt được một chút nhân quả mạch lạc. Cái này chiến linh, đúng là cùng Tiêu Thủy Hàn nhân quả tương thông, tựa như liền là cùng một người vậy. Cái này không thể nào. Diệp thần chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hi hi, chính xác mà nói, ta là một đạo ảo tưởng thân. Nhắc tới, người vẫn là ta sư phụ chứ. Hi hi, ngày hôm nay ta liền giết sư phụ vệ nói, diệt trừ ngươi viên này lớn ung thư. Vậy chiến linh hai tay nắm chặt, cuồng bạo ma khí nổ tung, cái này phiến Phật ma biển máu bên trong, các loại máu loãng cùng sát khí, cũng là họp lại, ở trước người hắn ngưng hóa thành một thanh kiếm. Nắm giữ ma kiếm. Chiến linh lạc giọng gầm thét, một kiếm giết ra, như ma đạo nắm giữ. Một kiếm này, lại thật là Diệp thần truyền thụ qua Tiêu Thủy Hàn nắm giữ kiếm pháp. Tiêu, tại sao phải giết ta? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp thần ra mặt lay động, vội vàng thúc giục luân hồi thiên kiếm chống đỡ, hơi có điểm để không chịu nổi. Hiện tại hắn có thể khẳng định, cái này đạo chiến linh, đúng là chính là Tiêu Thủy Hàn, bất quá là ảo tưởng thân, thân phận chân thật là tinh không thần tộc cao tầng đầu mục một trong. Hắn không rõ ràng, Tiêu Thủy Hàn tại sao biết cái này sao căm ghét hắn, thậm chí cho rằng hắn là cái gì lớn ung thư, phải đem hắn xúc diệt. Tiêu Thủy Hàn cái này đạo ảo tưởng thân, nhất đỉnh cấp thời điểm, thậm chí có thể cùng vô tâm tổ sư giao phong, cho dù mất mạng sau đó, hóa thành chiến linh, vậy có cường hãn uy năng. Hơn nữa, vạn cổ tới nay, hắn không ngừng hấp thu Phật ma máu biển khơi sát khí tinh hoa, lại là rèn luyện ra vô cùng hung hãn oan hồn linh thể, Diệp thần đều có điểm chiêu không ngăn được. Ha ha, ngươi còn hỏi ta tại sao? Ngươi, sáng lập một cái sai lầm thế giới. Thế giới bởi vì ngươi mà chết, chúng sanh bởi vì ngươi hóa thành cướp xám, ngươi tội đại ác vô cùng, ngươi đáng chết. Tiêu Thủy Hàn ánh mắt lạnh lùng, khua kiếm cuồng sát tới, kiếm khí như ma tinh rơi xuống, hết sức sáng chói tráng liệt, sát khí ngất trời, làm được Phật ma biển máu kịch liệt sôi trào. Đứng ở máu trên bờ biển Vũ Hoàng Nhã Phỉ, cảm nhận được biển máu bạo động, chỉ kinh được sắc mặt bạc màu, trong đầu nghĩ không biết tôn chủ thế nào. Diệp thần đối mặt Tiêu Thủy Hàn kiếm khí giết hại, không ngừng lui về phía sau, trong lòng vẫn là tràn đầy mê muội, lớn tiếng hỏi, sai lầm gì thế giới, ngươi nói rõ một chút. Tiêu Thủy Hàn nghe Diệp thần lời này, trong mắt lướt qua một chút bi phẫn ý, một bên khua kiếm cuồng sát, một bên căm hận nói. Ngươi sáng lập luân hồi thiên quốc, bảo là muốn người người bình đẳng. Nhưng, mãnh hổ là mãnh hổ, dê con là dê con, hổ ăn dê, dê ăn cỏ, cường giả độc tôn. Bên thắng ăn suốt, người thua thực trần, đây là thiên địa lẽ tự nhiên, làm sao có thể cái gì cũng bình đẳng. Cái gọi là bình đẳng cùng trật tự, chẳng qua là nghịch thiên cử chỉ, cưỡng ép thay đổi số trời, cuối cùng chỉ sẽ gặp bị cắn trả. Làm tất cả mọi người đều ngang hàng, thế giới là được một cái đầm nước đọng, mãnh hổ không ăn dê, chẳng lẽ ngươi kêu nó đi ăn cỏ sao? Nhân tâm không có tranh đấu, thế giới liền rơi vào tĩnh mịch, cuối cùng hết thảy. Đều đưa hóa thành cướp xám. Đây là ngươi sáng tạo, cái gọi là nhân gian thiên đường, chẳng qua là một cái sai lầm thế giới. Ta phải đem ngươi giết chết, quyết không thể để cho luân hồi thiên quốc thành lập, quyết không thể để cho cái đó cái gọi là ảo mộng tương lai, thật đến. Ngươi, là ung thư. Ngươi, phải chết. Tiêu Thủy Hàn chữ chữ khóc chảy máu mắt, hiển nhiên ở đó phiến ảo tưởng luân hồi thiên quốc bên trong,
hắn qua được cũng không sung sướng, thậm chí cực kỳ thống khổ. Hắn thấy được chư thiên sinh linh tiêu diệt, thấy được thiên đường lâm vào là cướp xám, hắn đối luân hồi sùng bái, vậy rốt cuộc chuyển biến thành cừu hận. Hắn bộc phát ra kiếm khí, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hội tụ nguyên phiến Phật ma biển máu năng lượng, giống như là muốn táng diệt tiên đế. Diệp thần lần lượt tháo chạy, tràn ngập nguy cơ, tánh mạng đã ở một sớm một chiều, hét lớn. Vậy ngươi muốn thế nào thế giới? Những lời này thế chấp hỏi lên, Tiêu Thủy Hàn ngây dại. Đúng vậy, hắn muốn cái gì dạng thế giới đâu? Nếu như không có trật tự, chẳng lẽ còn tiếp tục giống như bây giờ, khắp nơi tràn đầy hỗn loạn cùng giết hại sao? Diệp thần thấy Tiêu Thủy Hàn vậy đờ đẫn hình dáng, mình vậy sửng sốt một tí. Cái vấn đề này, hắn trước đây cũng không có nghiêm túc cân nhắc qua. Hắn muốn thành lập Luân Hồi Thiên Quốc, lấy trật tự kết thúc hỗn loạn. Nhưng Luân Hồi Thiên Quốc trật tự, cụ thể kết quả là như thế nào, hắn không có quá xâm nhập cân nhắc qua, bởi vì quá xa vời kia. Từ Tiêu Thủy Hàn phản ứng tới xem, tuyệt đối bình đẳng thế giới, tựa hồ có chí mạng thiếu sót. Bởi vì mãnh thú là muốn ăn thịt, vậy thì định trước dù sao phải có con mồi chết đi, mãnh thú cùng con mồi lại làm sao có thể bình đẳng. Kết quả dạng gì trật tự, mới thật sự là hoàn mỹ trật tự. Cái vấn đề này, đủ để cho người điều nghiên cả đời. Diệp thần bén nhạy cảm ứng được, nếu như mình chìm đắm vào cái vấn đề này nói, đạo tâm lập tức thì phải dao động, tinh thần thậm chí có thể tan vỡ. Cho nên, Diệp thần ngay tức thì tỉnh hồn lại, ánh mắt khôi phục trong trẻo lạnh lùng. Bỏ mặc cuối cùng muốn thành lập cái gì trật tự, đều phải trước xóa bỏ thiên hạ nói sau. Chỉ có đem Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Tử Thần Giáo Đoàn, Đà Đế Cổ Thần, Cổ Tinh Môn Vân. Vân kẻ địch, toàn bộ chém giết sạch sẽ, trở thành chư thiên thời không duy nhất bá chủ, mới có tư cách đi thành lập chân chính trật tự. Diệp thần nghĩ thầm, cùng tự thành chí cao bá chủ, vậy muốn thành lập dạng gì trật tự, dĩ nhiên là mình nói coi là. Nếu như tuyệt đối bình đẳng, cái loại này trật tự có vấn đề, vậy đổi một cái là được. Hiện tại tra cứu, không có ý nghĩa, chỉ không hề ngừng dũng mãnh tinh tiến, tăng lên thực lực, mới là trọng yếu nhất. Diệp thần mơ hồ tới giữa, vậy cảm giác được, thế giới cần gì dạng trật tự, cái vấn đề này, có thể chính là nhất cuối cùng vấn đề. Nhưng mà, Tiêu Thủy Hàn lại không có Diệp thần đạo tâm. Hắn nghe được Diệp thần chất vấn sau đó, thì hoàn toàn chìm đắm vào đi xuống, rồi sau đó đổi được cực kỳ thống khổ, hai tay ôm đầu, mặt đầy đau khổ hành hạ. Ta không biết, ta không biết, ta kết quả muốn cái gì dạng thế giới. Ta không biết, thế giới này cuối cùng chân lý. Ta chỉ biết là, người cái đó Luân Hồi Thiên Quốc, là sai lầm. Tiêu Thủy Hàn cắn răng nghiến lợi, vẫn là tràn đầy phẫn hận căm tức nhìn Diệp thần. Chỉ bất quá, hắn bị cái vấn đề này hành hạ, tinh thần kế cận tan vỡ, đã không có xuất thủ khí lực. Diệp thần thở dài một cái, nói Tiêu, kết quả gì là thật lý, cái gì là chân chính cuối cùng trật tự, chúng ta có thể từ từ thăm dò. Ngươi nói Luân Hồi Thiên Quốc, hẳn chỉ là tồn tại ở trong ảo tưởng chứ. Ảo tưởng bên trong, đó chính là còn không thành lập, ngươi cần gì phải thống khổ như vậy. Trở lại bên người ta đi, ta cần ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta tốt nhất học trò. Diệp thần một bên an ủi Tiêu Thủy Hàn, một bên lặng lẽ thúc giục luân hồi huyết mạch, lau một cái luân hồi máu tươi, từ Diệp thần đầu ngón tay dòng nước chảy ra, ở chung quanh Phật ma máu loãng thấp thoáng hạ, lặng lẽ bay tới Tiêu Thủy Hàn trên mình. Luân hồi huyết mạch, đối tà ma sát khí, có cực mạnh lọc sạch hiệu quả. Luân hồi uy năng, có thể siêu độ hết thảy oan hồn. Làm Diệp thần luân hồi máu tươi, chạm đến Tiêu Thủy Hàn chiến linh thân thể, người sau chiến linh thân thể, suy suy bốc hơi đứng lên, các loại sát khí nhanh chóng tiêu tán đi. Sát khí không ngừng tiêu tán, Tiêu Thủy Hàn tựa như cũng nhận được giải thoát, dài dài thư ra một ngụm chọc khí, đục ngầu mà tràn đầy lệ khí ánh mắt, đổi được trong trẻo liền rất nhiều. Cảm ơn ngươi, sư phụ, có lẽ, là ta quá cực đoan, sai lầm này không có ở đây ngươi. Đều là những cái kia cũ thời đại cổ thần, bọn họ quá mộng tưởng hảo huyền, sáng tạo ra tinh không bờ bên kia mảnh địa phương này, hết thảy sai lầm đều là bọn họ. Tiêu Thủy Hàn nói, nhìn về Diệp thần trong ánh mắt, đã không lại mang theo cừu hận, mà là thư thái. Diệp thần liền vội vàng hỏi, Tiêu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tinh không bờ bên kia, rốt cuộc là như thế nào thế giới?
Tiêu Thủy Hàn yên lặng một hồi, rồi sau đó lắc lắc đầu nói, xin lỗi, sư phụ, đây là xưa nhất, nhất cuối cùng cấm kỵ, ta cũng không cách nào ngôn thuyết. Ta đi trước một bước, cảm ơn ngươi siêu độ. Ta ảo tưởng thân, sẽ trở lại chân thân bên kia, sau đó dung hợp. Nửa năm sau đó, ngươi cùng thiên nữ quyết chiến, ta nhất định tham chiến. Chờ ta, sư phụ, ta rất nhanh liền sẽ trở lại bên người ngươi. Dứt lời, Tiêu Thủy Hàn chiến linh thân thể, hóa thành lau một cái ảo tưởng tản đi. Phật ma máu biển khơi sát khí, cũng là nhạt đi rất nhiều. Diệp Thần áp lực lớn giảm, cho dù không dựa vào Thiên Quân Phong Thần Bia, cũng có thể tự nhiên hoạt động. Chương 8981, ngươi còn dám cướp. Tinh không bờ bên kia, cái này cuối cùng chân tướng, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm, ngưng thần sửa sang lại trước mắt đầu mối. Đầu tiên, không không lúc nào không cũng không phải là thiên địa tạo hóa sinh ra, mà là cổ thần sáng tạo. Tại thế giới vẫn là một mảnh hỗn độn, thiên địa thời không còn chưa mở ích thời điểm, cổ thần cũng đã tồn tại, hơn nữa đang tiến hành vô cùng kịch liệt đấu tranh cùng giết hại. Thảm thiết giết hại, để cho được vô số cổ thần sợ hãi. Vậy có vô số cổ thần, muốn trở thành cao nhất bá chủ, thống trị tất cả thần minh. Cổ thần cửa xưng bá ý niệm, đối tương lai ảo tưởng, cuối cùng sáng tạo ra không không lúc nào không. Không không lúc nào không, chính là vô số tương lai khái niệm hội tụ. Diệp Thần hồi tưởng Tiêu Thủy Hàn mà nói, vậy tinh không bờ bên kia, rất có thể cũng là xưa nhất cổ thần cửa, ảo tưởng chế tạo ra địa phương, là một phiến ảo mộng ở giữa thiên đường. Cái gọi là luân hồi thiên quốc, thật ra thì còn không chân chính thành lập, chỉ là trong ảo tưởng tồn tại. Còn như tinh không thần tộc, chắc cũng là ảo tưởng cấu trúc chủng tộc, mới vừa Diệp Thần chỗ đã thấy Tiêu Thủy Hàn, tự nhiên cũng là ảo tưởng thân, cũng không phải là chân thân. Đây là Diệp Thần căn cứ trước mắt đầu mối, suy đoán ra đồ. Nhưng còn như chân tướng là như thế nào, hắn cũng không dám xác định. Thôi, cái này cuối cùng chân lý, liền chờ ta xóa bỏ thiên hạ, trở thành chư thiên bá chủ nói sau. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, muốn theo dõi cuối cùng chân lý cùng thế giới, tự thân nhất định phải có đầy đủ thực lực, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, chỉ sẽ chìm đắm vào, rơi vào tinh thần bên trong dây dưa. Hắn lấy lại bình tĩnh, tầm mắt chính là rơi ở phía trước tinh không đạo thư phía trên. Đặc biệt thuận lợi, Diệp Thần không có gặp lại bất kỳ bất ngờ, rất thuận lợi liền lấy được rồi tinh không đạo thư. Trang này tinh không đạo thư, có thể coi là rơi vào trong tay ta. Diệp Thần trong lòng vui mừng, tinh thần quét nhìn cái này phiến trang sách, dự định lại xem bên trong tinh không bộ, vậy phiến luân hồi thiên quốc thế giới mộng ảo. Nhưng lúc này, Diệp Thần nhưng ở tinh không đạo bên trong sách, bắt được một món màu vàng kim Phật quang. Đây là, Phật cốt xá lợi. Diệp Thần thất kinh, rồi sau đó mừng như điên. Vậy một món Phật quang màu vàng, đến từ một viên thánh kim xá lợi. Vậy xá lợi, núp ở tinh không đạo thư bên trong, lại chính là vô tâm tổ sư Phật cốt xá lợi. Lúc đầu Phật cốt xá lợi, ngay tại tinh không đạo bên trong sách, khó trách người ngoài làm sao tìm được cũng không tìm được. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới ở bắt được tinh không đạo thư đồng thời, còn có thể được Phật cốt xá lợi. Tinh thần lực hắn thả ra ngoài, liền muốn đem vậy Phật cốt xá lợi thu với tay cầm. Nhưng tiếp xúc tới Diệp Thần tinh thần, vậy Phật cốt xá lợi, nhưng là kịch liệt ông minh đứng lên, truyền ra cực kỳ kháng cự ý niệm, rồi sau đó suy đích một tiếng, lại từ tinh không đạo thư bên trong bay ra, phá vỡ Phật ma biển máu, phóng lên cao. Ai yêu, đây là, Phật cốt xá lợi. Phật ma máu trên bờ biển, Vũ Hoàng Nhã Phỉ bỗng nhiên thấy Phật cốt xá lợi bay ra, nhất thời lấy làm kinh hãi. Diệp Thần cũng là kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Phật cốt xá lợi, lại có thể như có linh tính, vùng vẫy chạy khỏi ra hắn nắm trong tay. Viên này xá lợi, tựa hồ đối với hắn rất kháng cự, hoàn toàn chẳng muốn quy thuận hắn. Rào! Diệp Thần đem vậy mảnh tinh không trang sách, thu hồi luân hồi mộ địa bên trong, rồi sau đó nhanh chóng lao ra biển máu. Truy đuổi! Thấy vậy Phật cốt xá lợi, hướng phương xa bay đi, Diệp Thần cũng vội vàng mang Vũ Hoàng Nhã Phỉ, nhanh chóng đuổi theo. Hai người một đường đuổi theo ra trăm dặm, nhưng thấy phía trước xuất hiện hai bóng người. Lại là Ma Tổ Vô Thiên và Vũ Văn Cơ. Vậy Phật cốt xá lợi như có linh tính, ông tác hưởng, như sao băng rơi xuống,
lập tức liền bay xuống đến ma tổ vô thiên bên người, trôi lơ lửng ở trước người hắn. Ma tổ vô thiên sửng sốt một tí, nhìn viên này Phật cốt xá lợi, lại thấy Diệp Thần bóng người, rồi sau đó bừng tỉnh hiểu ra, vui vẻ cười to, hướng Vũ Văn Cơ nói. Ngươi xem, như thế nào? Ta nói hết rồi, ta cùng vô tâm tổ sư có duyên phận, cái này Phật cốt xá lợi, không phải đưa tới cửa sao? Vũ Văn Cơ trực tiếp ngây ngẩn, sau đó đại hỉ chúc mừng lão tổ, người quả nhiên là tương lai tử thần, chư thiên bá chủ, có thể dẫn chúng sanh bước vào tinh không bờ bên kia vĩ đại tồn tại. Ma tổ vô thiên hí mắt cười một tiếng, liền đem vậy Phật cốt xá lợi, nắm trong tay. Diệp Thần thần sắc đại biến, quát lên, vô thiên, cầm Phật cốt xá lợi giao ra. Ma tổ vô thiên ha ha cười một tiếng, nói, Diệp Thần, ta là vô tâm tổ sư nhận định người có duyên, ta tương lai còn muốn mang hắn đi tinh không bờ bên kia, người có cái gì tư cách tranh với ta cướp. Ta liền đem cái này Phật cốt xá lợi đưa cho ngươi, người vậy bắt không được. Vừa nói, ma tổ vô thiên cong ngón tay bắn ra, liền đem Phật cốt xá lợi đánh ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, ngay tại hắn cùng Diệp Thần hai người tới giữa. Diệp Thần hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp ra tay đi ngay cướp đoạt, long đằng mệnh tinh bùng nổ, bàn tay cầm gộp lại thành rồng móng, muốn một lần hành động đem Phật cốt xá lợi đoạt lại. Ngươi còn thật dám cướp. Ma tổ vô thiên cười nhạt một tí, phi thân giết ra, ý chí cùng không không lúc nào không đồng tình, thiên ma tinh hải các loại năng lượng, chiếu nghiêng xuống, hội tụ ở trong tay hắn. Hắn một trường gào thét ra, cuồng bạo ma khí cùng hắc ám dơ bẩn, như thất luyện vậy hướng Diệp Thần cuốn ngược đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ma tổ vô thiên là cao cấp tiên đế, hơn nữa có thể điều động không không thời không uy năng, hắn một thân một mình nói, đối mặt ma tổ vô thiên, đặc biệt cố hết sức. Mắt xem ma tổ vô thiên một trường giết tới, Diệp Thần chỉ có thể lui về phía sau. Lần này không có hỗn độn thiên ma giúp ngươi chứ? Ngươi muốn đối kháng ta, trừ phi gọi ra liệt nhật mệnh tinh, nhưng ta nghĩ, ngươi đã không có năng lực này, phải không? Ma tổ vô thiên cười lên, từng bước ép sát, hào hùng ma khí, che khuất bầu trời, từng trưởng đánh được Diệp Thần không thở nổi. Diệp Thần chỉ có thể dùng thiên quân phong thần bia ngăn cản, toàn lực phòng thủ, thỉnh thoảng giết ra một kiếm, nhưng đều bị ma tổ vô thiên ung dung ngăn trở. Hai người kịch chiến tới giữa, bỗng nhiên có một đạo bóng người, vèo đích một tiếng bay lên, cướp đi Phật cốt xá lợi, đi phương xa chạy trốn đi. Đạo thân ảnh kia, xem hình dáng là trước đây thông qua ảo cảnh khảo nghiệm võ giả. Trừ Diệp Thần, Vô Thiên, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, Vũ Văn Cơ bên ngoài, còn có bốn cái võ giả vậy thông qua khảo nghiệm. Hôm nay ra tay cướp đoạt Phật cốt xá lợi, chính là bốn người kia một trong. Diệp Thần và ma tổ Vô Thiên, đều là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lại còn có người, dám ở đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tự tìm cái chết. Ma tổ Vô Thiên phản ứng cực nhanh, lập tức hội tụ thiên ma sát khí, hóa ra mười mấy đạo đen nhánh tinh ma kiếm, suy suy phá giết ra, ở giữa không trung cấu trúc thành một cái kiếm trận. Vậy ra tay cướp đoạt Phật cốt võ giả, à một tiếng hét thảm, gặp phải kiếm trận phong tỏa cùng mặc gai, tại chỗ bị giết chết. Ở hắn trước khi chết, Diệp Thần mơ hồ bắt được thiên cơ, người võ giả này, tựa hồ đến từ một cái kêu là Di La Cung thế lực cường đại. Diệp Thần cũng không có tra cứu, vậy Di La Cung rốt cuộc là cái gì thế lực? Bởi vì hắn thấy, vậy võ giả bị giết chết sau đó, trong tay Phật cốt xuất ra. Ma tổ vô thiên mới vừa giết người, hơi thở xuất hiện một chút lững lờ, đây cũng là Diệp Thần phản kích thời điểm. Đang phản kích ma tổ vô thiên, và tranh đoạt Phật cốt xá lợi tới giữa, Diệp Thần nhanh chóng quyết đoán, lựa chọn người sau. Thừa dịp ma tổ vô thiên hơi thở lững lờ, Diệp Thần lắc người một cái, thoát khỏi hắn áp chế, cũng lợi dụng đại hoang trộm thiên thuật, ăn cắp không gian, xúc khoảng cách ngắn, lập tức vò tới Phật cốt xá lợi trước, đem xá lợi cướp ở trong tay. Viên này Phật cốt xá lợi, ở Diệp Thần trong tay, không ngừng ông minh, như cũng truyền ra cực lớn kháng cự, muốn chạy thoát Diệp Thần nắm trong tay, trở lại ma tổ vô thiên bên người. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, nắm chặt Phật cốt xá lợi, cũng không có bỏ qua. À, luân hồi chi chủ, người đây cũng là cần gì phải. Bỗng nhiên, Phật cốt xá lợi toát ra vô cùng là sáng chói Phật quang, kim nghê lăn, trên không trung hội tụ thành một đạo Phật môn cao tăng bóng người. Người khoác cà sa, bảo tương trang nghiêm, chính là vô tâm tổ sư. Vô tâm tổ sư. Diệp Thần thấy đạo thân ảnh này, nhất thời lấy làm kinh hãi,
Điều này hiển nhiên là vô tâm tổ sư ý chí, trải qua vạn cổ bất diệt, giờ phút này từ Phật cốt xá lợi bên trong ném ra tới. Mà tổ vô thiên mới là ta người có duyên, lão nạp khuyên ngươi một câu, buông tay đi. Vô tâm tổ sư nói. Mà tổ vô thiên thấy vô tâm tổ sư hiện thân, thậm chí chính miệng nói hắn mới là người có duyên, không khỏi được vui vẻ cười to, nói, Diệp thần, ngươi nhìn thấy chưa? Ta nói hết rồi, ta mới là người có duyên, ngươi cần gì phải cùng ta tranh đoạt, tự tìm đường chết. Diệp thần hướng vô tâm tổ sư nói, đại sư, ngươi nhất định là có cái gì hiểu lầm, mà tổ vô thiên thế nào lại là ngươi người có duyên? Hắn là ma tu, tàn bạo tàn nhẫn, ngươi là Phật môn cao tăng, sao có thể cùng tà ma ngoại đạo nhập bọn? Vô tâm tổ sư nói, A-di-đà Phật, chỉ cần có thể đến tinh không bờ bên kia, lão nạp chính là cùng ma đạo nhập bọn, cũng ở đây không tiếc. Huống chi, lão nạp Phật tim cầm đang, chính là chí cao ma đạo, cũng không thể xâm nhiễm ta Phật tim. Diệp thần còn siết chặt Phật cốt xá lợi, cũng không có buông tay, cắn răng nói, đại sư, phải đi tinh không bờ bên kia mà nói, ta so ma tổ vô thiên, còn có tư cách. Ta khí vận, ở trên hắn. Vô tâm tổ sư nhưng lắc đầu một cái, nói, không cần. Lão nạp ở viên tịch trước, từng dòm ngó gặp qua tinh không bờ bên kia một chút bí ẩn. Lão nạp thấy, ở đó phiến bờ bên kia thế giới, có luân hồi thiên quốc đứng sừng sững, hoa bỉ ngạn mở. Nhưng, vậy phiến luân hồi thiên quốc, cuối cùng tựa hồ hóa thành cướp xám. Có thể tưởng tượng được, luân hồi cũng không phải là trung cực, chân chính trung cực là cái gì, ta cần lại đi xem. Ma tổ vô thiên cười nói, đại sư muốn đi tinh không bờ bên kia, ta tương lai mang đại sư đi là được. Vô tâm tổ sư gật đầu một cái, ý chí tách thả ra, Phật quang ngất trời, liền muốn cưỡng ép thúc giục Phật cốt xá lợi, thoát khỏi Diệp thần nắm trong tay, trở về ma tổ vô thiên trong tay. Diệp thần lớn tiếng nói, đại sư thật muốn như vậy. Người quỳ thuận ma tổ vô thiên, ngang hàng là giúp ma là ngược, cùng ma tổ không tự nhiên tử thần, sau này không biết muốn có nhiều ít sinh linh, chết ở trong tay hắn, đại sư không tiếc dính như vậy tội nghiệt nghiệp chướng, vậy uổng là Phật môn cao tăng. Vô tâm tổ sư nghe Diệp thần lời nói này, trong bụng chấn động, ánh mắt thoáng qua một chút mê mang, nghĩ ngợi. Đúng vậy, ta một lòng muốn đi tinh không bờ bên kia, ngược lại là quên Phật môn phổ độ chúng sanh nghĩa sâu xa. Nhưng, như không thể đi tinh không bờ bên kia, ta chính là siêu độ chúng sanh, thì có ích lợi gì? Nghĩ ngợi một hồi, vô tâm tổ sư ngẩng đầu hướng ma tổ vô thiên nói, ma tổ vô thiên, luân hồi chi chủ lời ấy cũng có đạo lý, lão nạp không thể bởi vì ngươi mà dính nghiệp chướng, nhưng lão nạp cũng biết, ngươi là ma tu, kêu ngươi không đi giết người, đó là tuyệt đối không thể. Lão nạp muốn ngươi đáp ứng ta, không muốn lạm sát kẻ vô tội, ngươi cần tu luyện cái gì ma công, cứ việc đi giết ma đạo bên trong nhân vật. Hắn rất nhanh ngay tại tự thân túc nguyện, cùng người khác sinh tới giữa, tìm được một cái điểm thăng bằng. Hắn như cũng muốn quy thuận ma tổ vô thiên, nhưng không thể mặc cho ma tổ vô thiên tàn sát vô tội. Ma tổ vô thiên muốn ghét người nói, đi ngay giết ma đạo lý người. Như vậy thứ nhất, hắn liền không cần dính tội nghiệt. Ma tổ vô thiên nghe lời nói này, da mặt run lên, trầm giọng nói, đại sư, ta ma đạo, không thể bị bất kỳ ràng buộc, ngươi lại yên tâm, cùng đi đến tinh không bờ bên kia, tội gì nghiệt nghiệp chướng, cũng có thể rửa sạch, người trong thiên hạ cũng có thể đi theo ngươi, leo lên thế giới cực lạc, ngươi có thiên đại công đức. Chương 8983, Tử Thần Đạo. Y nói, hắn là không chịu đáp ứng vô tâm tổ sư, vẫn là muốn tự do tự tại, muốn giết ai thì giết. Vô tâm tổ sư nhất thời tức giận, nói, ngươi liền lão nạp điểm nhỏ này yêu cầu nhỏ, đều không thể đáp ứng. Ma tổ vô thiên lắc lắc đầu nói, ta ma đạo, không chịu bất kỳ gông xiềng những ràng buộc, còn mong đại sư thứ lỗi. Nếu luân hồi thiên quốc, sớm muộn muốn hóa thành cướp xám, vậy đại sư còn có cái gì do dự, mau quy thuận tại ta, mới là chánh đạo. Nói xong, ma tổ vô thiên cũng không nguyện ý dài dòng nữa, vung tay lên, mười mấy đạo đen nhánh tinh ma kiếm, phá không chém chết ra, ở giữa không trung diễn biến thành kiếm trận, hung hăng hướng Diệp thần bao phủ đi. Cái kiếm trận này, thậm chí là đem vô tâm tổ sư, vậy cùng nhau phong tỏa, muốn cùng nhau tiêu diệt. Hiển nhiên, ma tổ vô thiên không hề muốn bị người bất kỳ ràng buộc. Cho dù người này, là vô tâm tổ sư. Nếu như vọng tưởng trói buộc hắn mà nói, hắn thậm chí muốn hạ tử thủ, chém chết hết thảy.
Thấy ma tổ vô thiên phi kiếm đánh tới, vô tâm tổ sư nhất thời nổi dóa, phẫn hận chồng chất, cả giận nói, tà ma ngoại đạo, quả nhiên chưa đủ cùng mưu, ta coi như đem ta Phật cốt xá lợi, tặng cho ngươi, đem ngươi tới cũng không khả năng mang ta đi tinh không bờ bên kia. Ma tổ vô thiên cười nói, đại sư chỉ còn lại một luồng ý chí còn sót lại, chỉ sợ cũng chống đỡ không tới tương lai đi tinh không bờ bên kia. Ngay lúc nói chuyện, cả người ma khí thúc dục, đen nhánh kia tinh ma kiếm, sát khí vậy nồng đậm hơn, mỗi một cầm ma trên thân kiếm mặt, cũng mang theo thiên ma tinh hải trình độ cao nhất dơ bẩn. Thiên quân phong thần bia, thần thánh chi thư, bảo vệ. Diệp thần thúc dục thiên quân phong thần bia, cũng thi triển thần thánh chi thư thuật pháp. Thiên quân phong thần bia bên trên, nổ lên một phiến phiến quang minh phù văn, miễn cưỡng ngăn cản ma tổ vô thiên ma kiếm chém chết. Nhưng, đã là đặc biệt khó khăn. Từng cơn đen nhánh ma khí cùng kiếm khí, gào thét tới, Diệp thần hô hấp ngưng đọng chất, áp lực vô cùng to lớn. Luân hồi chi chủ, nếu như ngươi đánh bại ma tổ vô thiên, ta cái này Phật cốt xá lợi, chính là tài sản của ngươi. Nếu là ngươi không địch lại, đem ta xá lợi tử bóp vỡ, cũng không thể để cho hắn rơi vào vậy ma đầu trong tay. Vô tâm tổ sư mười phần tức giận, vốn là muốn đem hy vọng ký thác vào ma tổ vô thiên trên mình, nhưng bây giờ nhìn lại, Phật ma không hòa hợp, thế như nước với lửa, hy vọng của hắn là tan vỡ. Ở ma tổ vô thiên kiếm khí sát phạt hạ, hắn điểm này còn sót lại ý chí, vậy rất nhanh không nhịn được, trực tiếp bị chém chết, tiêu tán đi. Diệp thần thấy vô tâm tổ sư tiêu tán, cũng là cảm thấy vô cùng áp lực, hắn tự nhiên chẳng muốn bóp vỡ xá lợi tử, như vậy giá quá lớn. Ma tổ vô thiên mang trên mặt biểu tình lạnh nhạt, không ngừng thúc giục đen nhánh tinh ma kiếm, chém chết hướng Diệp thần. Diệp thần long đằng mệnh tinh thúc giục đến mức tận cùng, trong tay luân hồi thiên kiếm huyết long gầm thét, cùng ma tổ vô thiên kiếm khí đối kháng, nhưng là đặc biệt cố hết sức. Lấy trước mắt hắn tu vi, đối kháng ma tổ vô thiên này cùng đỉnh cấp tiên đế, vẫn là quá gian nan một ít. Trừ phi, là mở liệt nhật mệnh tinh. Nhưng, cái này liệt nhật mệnh tinh, trước mắt thức tỉnh không lâu, còn không thích hợp chiến đấu. Trước đây, Diệp thần thả ra ngoài qua một lần, giá phải trả đã là khá là to lớn, hôm nay kinh mạch còn ở mơ hồ cảm giác đau đớn. Nếu như lại thả ra nói, hắn sợ rằng tại chỗ thì có chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm. Tôn chủ, ta tới giúp ngươi. Vũ Hoàng Nhã Phỉ thấy tình thế không ổn, nàng đã đầu phục Diệp thần, nếu như Diệp thần xảy ra chuyện, nàng hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí, nàng kết quả, có thể so chết còn thảm. Ma tổ vô thiên có thể sẽ không dễ dàng thả qua nàng. Nguy cấp bên trong, Vũ Hoàng Nhã Phỉ cắn bể đầu ngón tay, đem tự thân hoàng kim huyết mạch, năng lượng điên cuồng thả ra. Từng luồng hoàng kim huyết khí, hội tụ đến Diệp thần trên mình. Ở nơi này cổ hoàng kim huyết khí bồi bổ hạ, Diệp thần nhất thời tinh thần đại chấn, linh khí tăng lên rất nhiều. Thiên lôi thần mạch, trảm thiên cửu kiếm. Diệp thần đột nhiên mở thiên lôi thần mạch, cả người sấm sét huy năng nổ, trong tay luân hồi thiên kiếm, hơi ra cực hạn trảm thiên kiếm khí, mang sấm sét cùng hoàng kim uy quang, phá giết hướng ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên sắc mặt trầm xuống, vội vàng khua kiếm đón đỡ, ánh mắt mang theo lạnh lùng ý định giết người, nhìn Vũ Hoàng Nhã Phỉ một mắt, hướng Vũ Văn Cơ nói, giết cho ta liền tên phản đồ kia, đừng để cho nàng quấy rối. Vũ Văn Cơ nói, Hắn nắm chặt quả đấm, linh khí nổ, lập tức thi triển ra Thái Hư Cổ Long nói, hóa thân thành Thái Hư Cổ Long, nhanh mạnh hướng Vũ Hoàng Nhã Phỉ đánh tới. Hắn Thái Hư Cổ Long đạo tu vi, còn là mới vừa bước vào cửa khảm hình dáng, cũng không có gì tiến bộ. Nhưng dù vậy, đối Vũ Hoàng Nhã Phỉ mà nói, như vậy Thái Hư Cổ Long khí tượng, cũng quá mức hung mãnh một ít. Một tiếng nổ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ không thể ngăn cản, bị Vũ Văn Cơ đụng một cái, thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Diệp thần mất đi nàng hoàng kim huyết mạch trợ lực, linh khí cũng là nhanh chóng suy lui xuống đi. Tử thần nói, ác mộng thiên lưu chém. Ma tổ vô thiên ánh mắt lạnh lùng, trong tay ma kiếm hội tụ sát khí, bàng bạc hắc ám kiếm uy, như ác mộng vậy bùng nổ, nếu như là thác nước chút xuống vậy, lăn lăn về phía trước Diệp thần gào thét chém tới. Một chiêu này, Diệp thần gặp Vũ Hoàng Giã vậy thi triển qua, là hết sức hắn hung mãnh sát chiêu. Xuất xứ từ tử thần đạo thống, cũng không phải sức người sáng chế, mà là thiên ma tinh trong biển sản sinh ra bí kỹ. Ma tổ vô thiên lại có thể vậy sẽ một chiêu này, cái này chứng minh,
hắn nhìn trời ma tinh biển năng lượng cướp đoạt, càng ngày càng mãnh liệt, vậy ăn cắp rất nhiều tử thần đạo chính thống diệu pháp. Một chiêu này ác mộng thiên lưu chém, ở ma tổ vô thiên trong tay thi triển ra, có thể so với vũ hoàng giã lợi hại được hơn. Tiên đế thần uy, ma đạo hung quang, toàn bộ hội tụ ở một chiêu này bên trong, kinh khủng ác mộng kiếm khí, như thác vải phi lưu, phải đem Diệp thần chìm ngập. Chương 8984, Tân Đại Năng. Oanh! Diệp thần hung hăng bị ma tổ vô thiên một kiếm, tuy đã dùng thiên quân phong thần bia ngăn cản, nhưng vẫn là khó mà ngăn trở. Hung mãnh hào hùng hắc ám kiếm uy, tại chỗ liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Diệp thần đổ xuống đất, người bị thương nặng, máu tươi không ngừng từ văng tung tóe trong da chảy ra, hình dáng 10 phần chật vật. Hắn chảy ra máu tươi, một rơi xuống đất, liền nảy sinh ra các loại quỷ dị dơ bẩn kỳ voi, có độc trùng rắn độc toát ra, cực kỳ khủng bố. Có thể tưởng tượng được, mà tổ vô thiên một kiếm này, có bao nhiêu dữ tợn, bên trong ẩn chứa hắc ám dơ bẩn, đủ để đem phổ thông tiên đế mai táng. Nếu như không phải là Diệp thần luân hồi huyết mạch cường hãn, hắn có thể liền đã chết. Lão tổ uy vũ. Vũ Văn Cơ thấy ma tổ vô thiên như vậy lợi hại hình dáng, cũng không khỏi hoan hô ủng hộ đứng lên. Vũ Hoàng Nhã Phỉ sắc mặt, thì trắng bệch tới cực điểm, nhưng nàng ánh mắt, cũng không có hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng mang một chút hy vọng ánh sáng ban mai. Không, luân hồi khí vận, như vậy mênh mông, tuyệt sẽ không lúc này chết. Vũ Hoàng Nhã Phỉ trong lòng tin chắc. Diệp thần chỉ cảm thấy cả người đau đớn, cắn chặt hàm răng, hơi thúc giục thiên quân phong thần bia, liền muốn hiến tế. Đương thời giây phút, duy nhất lật bàn có thể, chính là hiến tế thiên quân phong thần bia, mượn dùng hiến tế năng lượng, mở liệt nhật mệnh tinh, mới có thể trấn áp ma tổ vô thiên. Thằng nhóc, người muốn làm gì, pháp bảo này cũng không thể tùy tiện hiến tế. Vừa lúc đó, luân hồi mộ địa bên trong truyền ra một giọng nói. Ngay sau đó, một khối mộ bia chấn động đứng lên, hiển hóa ra một tôn Phật Đà bóng người. Cái này tôn Phật Đà, cả người tràn ngập Phật quang, khí tượng xâm nghiêm, nhưng hình dáng nhưng là đặc biệt dữ tợn. Hắn trên mình, không có nhiều ít da thịt, cơ hồ chính là một bộ xương khô cái khung, nếu như không phải là hắn cả người tràn đầy Phật quang, Diệp thần cũng thiếu chút nữa lấy là hắn là một cái ma tu. Tiền bối, ngươi là... Diệp thần nhìn vị này mới xuất hiện đại năng, nội tâm nhiệt huyết động một cái. Trước đây, hắn liền nghe qua vị này tân đại năng thanh âm, cũng biết có tân đại năng thức tỉnh. Chỉ là, vị này tân đại năng, vẫn ẩn núp trước, không chịu hiện thân, cho đến Diệp thần nói muốn hiến tế thiên quân phong thần bia, mới hiện thân đi ra. Ta là một cái Phật môn tán tu, người nếu không phải chê, có thể kêu ta một tiếng Pháp Hoa tôn giả, hi 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 hi, ta từng ở thiên ngoại thiên du lịch, tìm cao nhất trí khôn, cái gì cổ Phật thánh địa, ngàn cỏ sơn trang, Di La cung, Minh cũng, ta đều đi qua. Đáng tiếc, ta từ đầu đến cuối không tìm được, vậy cao nhất trí khôn, rốt cuộc là cái gì? Thấy ta cái này cả người khô lâu không có lên mặt. Đó là ta suy nghĩ quá độ, cả ngày đắng tư chân lý, cuối cùng làm được hình tiêu cốt lập, cả người máu thịt cũng bởi vì ta suy nghĩ quá lớn, hoàn toàn tiêu hao sạch. Nhưng, thân xác chỉ là thân xác thối tha, ta tu luyện Phật tổ chân kinh, trọng yếu nhất chính là Phật tim. Hi hi, chỉ cần Phật tim bất diệt, thân xác hủy diệt thì như thế nào? Ngươi không cần hiến tế thiên quân phong thần bia, ta mượn ngươi lực lượng đi. Pháp Hoa tôn giả hì hì cười nói, cả người xương cái khung đều run rẩy. Tiền bối như cho mượn lực, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Diệp thần đại hỉ nói. Bất quá, ta mượn lực cho ngươi, là có điều kiện, ta năm đó là thiên ngoại thiên tán tu, nhiều năm du lịch tích lũy, vốn là đã có phi thăng không không có thể, nhưng lại bị Di La cung cung chủ cắt đứt, ngươi có thể được thay ta báo thù, giết vậy Di La cung chủ. Pháp Hoa tôn giả trong con ngươi chớp động màu vàng Phật viêm, hơi có chút dữ tợn nói. Di La cung. Diệp thần trong lòng động một cái, nhớ tới mới vừa ra tay cướp đoạt Phật cốt võ giả, tựa hồ vậy là tới từ Di La cung. Vậy Di La cung thế lực nội tình, hiển nhiên là không phải chuyện đùa. Tiền bối, ta ghi nhớ. Diệp thần hướng Pháp Hoa tôn giả nói, cũng là ghi nhớ cái này Di La cung. Rất tốt, vậy ta liền mượn lực cho ngươi. Người vận chuyển Phật tổ chân kinh, có thể tốt hơn mượn dùng. Pháp Hoa tôn giả nói, cả người Phật quang tách thả ra, vô cùng Phật pháp uy năng, từ trên người hắn bộc phát ra, dòng nước chảy đến Diệp thần toàn thân tới giữa.
cái này cổ Phật pháp khí tượng, tựa hồ là đến từ Phật tổ chân kinh. Tiền bối vậy luyện qua Phật tổ chân kinh. Diệp thần thấy vậy, vội vàng vận chuyển Phật tổ chân kinh bên trong diệu pháp, nhanh chóng tiếp thu pháp hoa tôn giả lực lượng. Trước kia hắn mượn dùng luân hồi đại năng lực lượng, tự thân cần phải chịu đựng cực lớn áp lực. Nhưng lần này, hắn mượn dùng pháp hoa tôn giả lực lượng, nhưng là như cá gặp nước vậy, không có chút nào áp lực, ngược lại là cả người nhẹ nhàng khoan khoái, như người phàm đạt được Phật quang bồi bổ, lập tức tinh thần trăm lần. Vốn là Diệp thần bị ma tổ vô thiên gây thương tích, cả người vết thương chính là đau đớn, nhưng đạt được pháp hoa tôn giả lực lượng bơm vào hạ, thương thế nhanh chóng hết bệnh, quanh thân Phật quang tách thả ra, các loại Phật môn khí tượng hiển hóa, sương mù bay lên, bảo quang muôn vàn, kim nghê lan, ánh nắng đỏ rực bốc lên. Hắn cùng pháp hoa tôn giả trao đổi, là dựa vào thần niệm, rồi đến mượn dùng lực lượng, hết thảy cũng phát sinh ở điện quang hỏa thạch gian. Ma tổ vô thiên đánh cho bị thương Diệp thần sau đó, vốn là muốn ra lại kiếm giết chết hắn, nhưng bỗng nhiên tới giữa, nhưng gặp Diệp thần cả người kim quang tách thả ra, Phật khí ngất trời, cả người linh khí cấp tốc bạo tăng, không khỏi thất kinh, lui về sau hai bước. Cổ lực lượng này, tiên đế cấp linh khí. Đây không phải là ngươi lực lượng. Ma tổ vô thiên thấy vậy, sắc mặt vô cùng kinh hãi dị. Bởi vì giờ khắc này Diệp thần, lại có thể bạo phát ra tiên đế cấp Phật quang linh khí, quá hung mãnh. Tôn chủ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ thấy Diệp thần bùng nổ, mắt đẹp nhất thời một hồi mê ly, tràn đầy kích động cùng vui sướng thần thái. Quả nhiên, luân hồi có đại khí vận, ở tuyệt cảnh thời khắc, quả nhiên có thể nghịch thiên bùng nổ. Rắc rắc sát, Diệp thần nắm chặt quả đấm, chỉ cảm thấy cả người lực lượng dâng trào, long trời lở đất. Chương 8985, Pháp Hoa Tôn Giả. Pháp Hoa Tôn Giả quả nhiên tu luyện qua Phật Tổ chân kinh, thậm chí đem Phật Tổ chân kinh luyện đến tầng thứ 7 bước. Diệp thần có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể lực lượng bàng bạc. Phật Tổ chân kinh cộng có 9 tầng, Pháp Hoa Tôn Giả đã tu luyện tới tầng thứ 7, Diệu Pháp Hoa Sen bước. Hắn Pháp Hoa Tôn Giả danh hiệu cũng là xuất từ Diệu Pháp Hoa Sen. Diệu Pháp Hoa Sen là Phật môn một loại cảnh giới cao thâm, trong nhất niệm, diệu pháp tách thả ra, bảy màu hoa sen lững lờ, chư giới tắm Phật quang, vạn pháp thời không đều là quy theo Phật ân, là hết sức lợi hại cảnh giới. Cái này diệu pháp hoa sen, cũng là Phật tổ chân kinh tầng thứ 7. Ở thế giới hiện thật bên trong, vậy đem Phật tổ chân kinh, tu luyện tới tầng thứ 6, chính là cực điểm. Sau cùng 3 tầng, muốn bước vào không không lúc nào không bên trong, mới có tư cách tu luyện. Liền liền cổ Phật Thánh Địa, nơi cất giữ Phật Tổ chân kinh, cũng chỉ có trước tầng 6, cũng không có tầng thứ 7 pháp quyết. Nhưng, Pháp Hoa Tôn Giả nhưng đột phá chân trời, đem Phật Tổ chân kinh luyện đến tầng thứ 7, coi như là thế giới hiện thật vạn cổ ít khi dị số. Năm đó hắn du lịch thế gian thời điểm, bất kể là Thái Thượng Thế Giới, vẫn là Thiên Ngoại Thiên, các nhà các phái thế lực, đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Diệu Pháp Hoa Sen chân lý. Diệp thần ở cực kỳ lâu trước kia, liền bước đầu tiếp xúc qua. Ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, có một môn cổ pháp, cách gọi hoa mất đi trời, Diệp thần còn ở thất đại thần quốc du lịch thời điểm, cũng đã học biết. Bất quá, hắn thời điểm đó Phật pháp cảm ngộ, tự nhiên kém hơn hiện tại. Ma tổ vô thiên, ngươi muốn giết ta, sợ rằng không như vậy dễ dàng à. Phật tổ chân kinh, diệu pháp hoa sen, cho ta trấn áp. Diệp thần quát to một tiếng, mượn dùng trước pháp hoa tôn giả lực lượng, ngón tay cầm hoa làm quyết, linh khí hóa thành Phật quang phóng lên cao, hội tụ thành một tòa bảy màu đài sen. Bảy màu đài sen treo lơ lửng trên không trung, bảy màu Phật quang tách thả ra, tinh khiết mênh mông hơi thở, ùn ùn kéo đến, trong hư không phạm sướng từng cơn, thủy ải bốc hơi lên, bảo quang bay lượn, cầu vồng sâu không, hiện ra vô cùng là nguy nga đẹp lạ thường khí tượng. Ma tổ vô thiên, Vũ Văn Cơ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ mắt thấy một màn này, đều là sợ ngây người. Ở di tích chiến trường ra, Huyền Bi Đại Sư cùng Phật Môn Cao Tăng, còn có Si Phong Thượng Nhân, Trang Hải, Dạ Lan các người, còn có Tiêu Ngân Hà và Nhiên Đăng Tổ Sư, thần thức của bọn họ, cũng thời khắc quét nhìn chiến trường khu vực nòng cốt. Khi bọn hắn cảm nhận được vậy bảy màu đài sen khí tượng, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thậm chí, không cần thần thức quét hình, chỉ là dùng mắt thường. Là có thể thấy một đóa bảy màu hoa sen, ở chiến trường nhất trung tâm tách thả ra, mênh mông Phật quang, sáng chói đến trình độ cao nhất. Diệu pháp hoa sen.
Điều này sao có thể? Trời ạ, là luân hồi chi chủ, hắn lúc nào đem Phật tổ chân kinh, tu luyện đến tầng thứ 7 bước. Đây không phải là hắn lực lượng, là ai, ai ban cho hắn chúc phúc, chẳng lẽ là Phật tổ? Cổ lực lượng này, quá vĩ đại, ta tựa như thấy được năm xưa Pháp Hoa Tôn giả tái thế, đó là đứng sau chúng ta vô tâm tổ sư Phật môn cao nhân à. Rất nhiều cổ Phật thánh địa trưởng lão, sợ hãi than. Và người bình thường so sánh, bọn họ càng có thể cảm nhận được, vậy bảy màu hoa sen lợi hại. Đó là Phật tổ chân kinh tầng thứ 7, diệu pháp hoa sen thở mạnh voi. Cho dù là ở cổ Phật thánh địa bên trong, vậy không người có thể đem Phật tổ chân kinh, tu luyện tới tầng thứ 7 bước, trừ ngày xưa vô tâm tổ sư. Chiến trường khu nồng cốt bên trong, Diệp Thần tay cầm bảy màu đài sen, hung hăng hướng ma tổ vô thiên trấn áp xuống đi. Hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì ở hắn tâm lý, đột nhiên có một cổ cảm giác bất an, thật giống như có cái gì sát khí đang đến gần. Cổ sát khí kia, tựa hồ đến từ ma nữ, Tẩy Nhan tiên tử. Diệp Thần mơ hồ cảm thấy không ổn, trước đây Thiên Khải Chí Tôn, bị bại ở trong tay hắn, chẳng lẽ ma nữ muốn để báo thù? Hắn không biết sau lưng chân tướng, hắn chỉ biết là, phải tốc chiến tốc thắng, sau đó rời đi mảnh chiến trường này. Nếu không, nếu là ma nữ hạ xuống, Diệp Thần có thể không chịu nổi. Tương lai thời không sông dài, ta là Thâm Uyên chi chủ, vô thượng tử thần quyền trượng, hạ xuống đi, ở nơi này thế gian hiển lộ ta uy nghiêm. Ma tổ vô thiên mắt xem Diệp Thần bảy màu đài sen chấn hạ, ngửa mặt lên trời ngâm sướng lên tới, cả người khí huyết cháy, lại là triệu hoán tương lai lực lượng. Ở tương lai, hắn có thể trở thành tử thần, hắn lại có thể bốc cháy, triệu hoán cái này tương lai lực lượng hạ xuống. Chỉ gặp một cái quyền trượng, cả người ma khí lượn lờ, một phiến đen nhánh, giống như là hắc diệu thạch đúc thành, quyền trượng trên dính liền vô số máu tươi, tử vong, dơ bẩn, ác độc, nghiệp chướng hơi thở, hội tụ thành từng cái rắn độc, ở quyền trượng trên leo quấn quanh, cực kỳ khủng bố. Đây là tử thần quyền uy tượng trưng, là trong truyền thuyết tử thần quyền trượng, cũng là khống chế thiên ma tinh hải năng lượng hạch tâm chìa khóa. Thời khắc này ma tổ vô thiên, tự nhiên vẫn không thể nắm trong tay tử thần quyền trượng, nhưng hắn có thể chưa bao giờ lúc tới không bên trong, cho gọi ra tử thần quyền trượng một chút uy năng, trực tiếp hóa thành giết người đồ sắc bén. Hắn ngang nhiên không sợ, thúc giục tử thần quyền trượng, như đao kiếm vậy phá giết ra, lại là trực tiếp ám sát hướng Diệp Thần bảy màu đài sen. Đây là tương lai tử thần uy năng, cùng Phật tổ chân kinh diệu pháp hoa sen va chạm. Cái này cổ va chạm, như vậy Phật ma kinh thiên giao phong, hám tuyệt hoàn vũ. Ma tổ vô thiên tử thần quyền trượng, hung hăng xuyên thấu Diệp Thần bảy màu đài sen. Nhưng, bảy màu đài sen ngay tức thì nổ tung, nhưng nổ ra vô cùng Phật quang, thiên điều xanh sương mù, lại có năm màu tường vân khí tượng lững lờ, bảo các thần mang tách thả ra. Mãnh liệt Phật ra tránh khí, mang sát khí ác liệt, như muốn chém diệt thế gian tất cả tà ma vậy, hung hăng xuyên thấu ở ma tổ vô thiên trên mình. Ma tổ vô thiên rên lên một tiếng, bị Phật quang đánh vào, cả người vết thương thật mệt mỏi, thấm vào da máu tươi. Diệp Thần cũng rất có chút chật vật lui về phía sau, gặp phải vậy tử thần quyền trượng ma khí đánh vào, ngực một hồi phiền muộn. Phật ma đụng, tuôn ra làn sóng kinh thiên, Phật quang cùng ma sương mù hỗn hợp, hình thành một tầng nồng đậm sương mù, ngăn cách ngoại giới tất cả mọi người xem xét. Ở đánh vào bên trong, Vũ Văn Cơ và Vũ Hoàng Nhã Phỉ, cũng té xỉu. Có thể đứng người, chỉ có Diệp Thần và ma tổ vô thiên. Hai người mới vừa đánh nhau, nhưng là đấu cái lực lượng tương đương, mỗi người bị thương. Cái này ma tổ vô thiên, cực kỳ cường hãn, nếu như không phải là ta đạt được cổ Phật thánh địa khí vận gia trì, còn thật chưa chắc có thể cùng hắn chống lại. Luân hồi mộ địa bên trong, Pháp Hoa Tôn giả cả người xương cái khung, cũng kịch liệt lay động, hiển nhiên vậy bị to lớn đánh vào. Hôm nay ma tổ vô thiên, cường hãn, có thể mượn dùng thiên ma tinh hải lực lượng, sau lưng lại có hoàng kim gia tộc, vực sâu thần điện chống đỡ, có thể mượn dùng tương lai lực lượng. Diệp Thần có Pháp Hoa Tôn giả trợ lực, lại chiếm cổ Phật thánh địa địa mạch tiện nghi, mới cùng ma tổ vô thiên đánh ngang tay. Xấu hổ, nếu như không phải là có tiền bối ngươi trợ lực, ta sợ rằng liền còn sống đều không thể. Diệp Thần thở dài nói. Hi hi, không quan hệ, chờ ngươi có thể ổn định phóng thích liệt nhật mệnh tinh, hơn nữa tu vi lại đột phá mấy phần, lấy ngươi luân hồi nội tình, vậy ma tổ vô thiên, thì không phải là ngươi địch thủ.
Pháp Hoa Tôn giả cười lên, vẫn là vô cùng coi trọng Diệp Thần tương lai. Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về Ma Tổ Vô Thiên. Lúc này Ma Tổ Vô Thiên, sắc mặt lại có điểm khó khăn xem. Hắn đường đường tiên đế, tự nhiên không cách nào tiếp nhận ngang tay kết cục. Hắn thần sắc âm lãnh, trường kiếm trong tay giơ lên, một cổ quỷ bí kinh khủng hơi thở, dần dần nổi lên. Đó là 33 thiên thần thuật hơi thở. Ma Tổ Vô Thiên còn có cuối cùng một đạo lá bài tẩy, đó chính là xuất xứ từ Thiên Ma Tinh Hải 33 thiên thần thuật, kêu thần ma mục nát thiên lưu. Cái này thần ma mục nát thiên lưu, vừa thi triển ra, đủ để mục nát diệt chư thiên thần ma, cực kỳ lợi hại. Nhưng, thi triển môn thần thuật này, tự thân cũng có thể gặp dơ bẩn cùng nghiệp chướng cắn trả, giá phải trả to lớn. Giờ phút này, Ma Tổ Vô Thiên hiển nhiên là muốn không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Diệp Thần chu diệt. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, lập tức đề phòng. Ha ha! Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười vang lên. Chỉ gặp trong hư không, nứt ra một cái lỗ khe cửa. Một đạo khá là thân ảnh khôi ngô, từ trong hư không bước ra. Lại là Hồng Xuân Thu. Từng tia âm u ma khí, từ Hồng Xuân Thu trên mình thả ra, tràn ngập đến chung quanh, tạo thành nồng đậm ma khí bình phong che chở, ngăn cách người ngoài dòm ngó. Ma Tổ Vô Thiên, ta phụng ma nữ đại nhân mệnh lệnh, tới giúp ngươi. Tán tụng ma nữ đại nhân vĩ đại đi, ha ha ha. Hồng Xuân Thu cười nhìn về Ma Tổ Vô Thiên, nói. Ma nữ. Ma Tổ Vô Thiên nhướng mày một cái, cảm thấy 10 phần bất ngờ. Hắn biết ma nữ là tử thần giáo đoàn thủ tịch hộ pháp, coi như cùng Thiên Khải Chí Tôn không cùng, cũng không khả năng đổi ngược can qua, xoay đầu lại giúp mình. Diệp Thần thấy Hồng Xuân Thu hạ xuống, không khỏi được tròng mắt co giúp một cái. Chỉ gặp ở Hồng Xuân Thu trên trán có một đạo đen nhánh dấu vết, đó chính là ma nữ dấu vết, như một đạo thần bí đồ đằng, vô cùng sức mạnh to lớn tách thả ra ra. Diệp Thần thấy cái này đạo ma nữ dấu vết, liền mơ hồ bắt được thiên cơ, thấy được một bức tranh. Hình ảnh bên trong, ma nữ vẻ mặt ảm đạm, ngồi ở một tấm bụi gai cấu trúc thành ghế ngồi. Đó chính là bụi gai ngai vàng, là tử thần giáo đoàn quyền thế tối cao đại biểu. Cái này bụi gai ngai vàng, vốn là Thiên Khải Chí Tôn ngồi, hiện tại lại có thể bị ma nữ ngồi lên. Diệp Thần thấy cái này bức thiên cơ hình ảnh, hết sức kinh ngạc, theo bản năng lấy là, ma nữ đã đoạt quyền thành công, trấn áp Thiên Khải Chí Tôn, mình leo lên bụi gai ngai vàng. Nhưng cẩn thận cảm ứng, thiên cơ thấy rõ dưới, tựa hồ lại không đúng. Cái này bụi gai ngai vàng, hình như là Thiên Khải Chí Tôn, trực tiếp nhường cho ma nữ ngồi lên. Thiên Khải Chí Tôn cùng ma nữ, tựa hồ đã ngưng nội đấu. Đối kháng luân hồi, tranh đoạt tử thần quyền bính chuyện, hôm nay do ma nữ toàn quyền phụ trách. Cái này Hồng Xuân Thu, chính là lo liệu ma nữ ý chí, hạ xuống. Ma nữ chính là thiên đế chủ thần, tự nhiên không thể nào tùy tiện hạ xuống, hơn nữa nàng vậy rất cẩn thận, không có giống Thiên Khải Chí Tôn như vậy, tự mình ra tay. Nàng có Hồng Xuân Thu con cờ này, dĩ nhiên là lợi dụng đến mức tận cùng. Ma nữ đại nhân nói, luân hồi chi chủ khí vận quá thịnh, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, tốt nhất người cùng chúng ta liên thủ, cùng xúc diệt luân hồi. Hồng Xuân Thu híp mắt, ngay trước Diệp Thần mặt, trực tiếp cùng Ma Tổ Vô Thiên thương nghị nói, hoàn toàn không cầm Diệp Thần để ở trong mắt. Bởi vì, coi như luân hồi khí vận lại thịnh, ma nữ cùng Ma Tổ Vô Thiên liên thủ, vậy đủ để trấn áp. Liên thủ sao? Ma Tổ Vô Thiên nhẹ giọng líu díu, ánh mắt lướt qua hàn mang, tựa hồ vậy đang suy nghĩ. Ha ha, cùng xúc diệt luân hồi sau đó, tranh đoạt tử thần quyền bính người, chỉ còn lại ngươi và ma nữ đại nhân, phải thế nào tranh, đó là chúng ta chuyện nội bộ, chúng ta liên thủ trước đưa luân hồi bị loại nói sau. Hồng Xuân Thu cười nói, chỉ cần Diệp Thần vừa chết, luân hồi trận doanh nhất định bị đả kích lớn, thần đồ Uyển Nhi bên kia, tự nhiên cũng là mất đi tranh đoạt tư cách. Ma Tổ Vô Thiên trầm ngâm không nói lời nào, âm thầm suy tính quá khứ vị lai cát hung nhân quả, hỏi Thiên Khải Chí Tôn bước lui ra. Hồng Xuân Thu cười nói, hi hi, giáo chủ hắn tổn thương nguyên khí, hôm nay cần bế quan, tử thần giáo đoàn công việc, do ma nữ đại nhân toàn bộ phụ trách. Dừng một chút, hắn ánh mắt nhìn về Diệp Thần, giữ tợn nói. Thằng nhóc, người thật sự lợi hại, có thể để cho được giáo chủ đại nhân như vậy chật vật, hắn nhưng mà thiên đế chủ thần. Bất quá, người vận khí, vậy đến đây chấm dứt.
Ma tổ vô thiên, chúng ta liên thủ đi. Ma tổ không thiên quyền nhận định luôn mãi sau đó, gật đầu nói, được, vậy thì trước chu diệt luân hồi. Tiêu diệt diệp thần, để cho luân hồi trận doanh bị loại, hắn đối thủ cạnh tranh, cũng chỉ còn lại có ma nữ một người, rõ ràng đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nói ma nữ là thiên đế chủ thần cấp nhân vật, cảnh giới tu vi cao hơn ma tổ vô thiên rất nhiều, nhưng cướp đoạt tử thần quyền bính loại chuyện này, cũng không phải là xem người thực lực, mà là xem cơ duyên tạo hóa cùng khí vận. Ma tổ vô thiên có thể cảm nhận được, đại lộ đang kêu gọi mình, kêu gọi hắn đi không không lúc nào không, thành lập hắc ám trật tự, lấy giết hại chung kết giết hại, lấy hắc ám chung kết hắc ám, hắn sẽ trở thành là thâm uyên chi chủ, hắc ám bá chủ, sau đó sẽ bước vào tinh không bờ bên kia. Chỉ có hắc ám, mới là sau cùng trung cực. Đúng như vũ trụ tinh không bối cảnh, là một phiến đen nhánh vậy. Cái gọi là quang minh, chỉ là cái này phiến đen nhánh bối cảnh tô điểm thôi, không đáng kể tô điểm. Chỉ có vậy vô tận hắc ám, mới là thế giới trung cực cùng vĩnh hằng. Thiên ma tinh hải cùng tử thần quyền bính, sẽ là đại lộ ban cho hắn lễ vật. Tử thần nói, ác mộng thiên lưu chém. Ma tổ vô thiên khua kiếm giết ra, cũng không có thi triển thần thuật lá bài tẩy, bởi vì có Hồng Xuân Thu trợ lực, hắn cũng không cần liều mạng như vậy. Hắc ám kiếm khí hội tụ thành ác mộng khí lưu, ùn ùn kéo đến hướng diệp thần chém tới. Thằng nhóc, người ngày hôm nay chết chắc. Thiên châu biến, cho ta trấn áp. Hồng Xuân Thu cười gằn, mượn dùng ma nữ thần uy, thi triển ra hồng hoang cấm thuật thiên châu biến, từng hạt tròn đen nhánh chấp động ma quang thiên châu, từ trong tay hắn bộc phát ra, như tinh thần rơi xuống vậy, đập về phía diệp thần. Không ổn, không ổn, đứa nhỏ, chúng ta ngày hôm nay có thể phải chết. Pháp Hoa tôn giả kêu to lên, nếu như là một cái ma tổ vô thiên, hoặc là chỉ là một Hồng Xuân Thu, hắn cũng có thể đối phó. Nhưng hai người cộng lại, sau lưng lại có ma nữ ý chí chống đỡ, thế cục liền nguy hiểm, hắn đều cảm thấy nghẹt thở. Diệp thần khẽ cắn răng, mắt xem ma tổ vô thiên và Hồng Xuân Thu liên thủ giết tới, đành phải mượn dùng trước Pháp Hoa tôn giả lực lượng, không ngừng né tránh. Đồng thời, Diệp thần truyền ra ý chí, muốn kêu gọi cổ Phật Thánh Địa trưởng lão tới đây. Nhưng mà, Hồng Xuân Thu đã sớm đề phòng Diệp thần ngón này, tại mới vừa phủ xuống thời điểm, hắn liền lợi dụng ma nữ ý chí lực tính, phong tỏa chung quanh hư không, ngăn cách hết thảy. Ở chỗ này chiến đấu phát sinh, bên ngoài là hoàn toàn không thấy được. Diệp thần muốn cầu viện, cũng là tuyệt đối không thể. Ngoại giới, cổ Phật Thánh Địa tất cả trưởng lão, còn có Tiêu Ngân Hà, Nhiên Đăng Tổ Sư, Si Phong Thượng Nhân, Dạ Lan, Trang Hải các người, thần thức xem xét chiến trường khu vực nòng cốt, nhưng cái gì cũng điều tra không tới. Bọn họ chỉ thấy, một tầng sương mù, bao lại toàn bộ chiến trường khu nòng cốt. Tầng kia sương mù, là mới vừa Diệp Thần cùng Ma Tổ Vô Thiên, Phật Ma đối giết tuôn ra đợt khí, nhưng đến bây giờ còn không tiêu tán, hơn nữa Phật Quang rút đi, ma khí ngược lại càng ngày càng đậm hơn, lộ vẻ được 10 phần cổ quái. Kết quả này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ luân hồi chi chủ, phải bị ma tổ vô thiên giết chết? Rất nhiều cổ Phật Thánh Địa các trưởng lão, chố mắt nhìn nhau, cũng không biết chân tướng như thế nào. Chiến trường khu nồng cốt bên trong, Diệp Thần cho dù mượn dùng Pháp Hoa tôn giả lực lượng, nhưng lấy một chọi hai, vẫn là cảm thấy đặc biệt cố hết sức, dần dần rơi vào tuyệt cảnh. Diệp Thần, cho một mình ngươi cơ hội, quy thuận ta, giúp ta đối phó võ tổ, ta có thể tha ngươi. Bỗng nhiên, trong hư không, truyền ra một đạo lạnh lùng giọng nữ, đó là ma nữ thanh âm. Hồng Xuân Thu nghe được, sửng sốt một tí, nói, thằng nhóc, ma nữ đại nhân tự mình mời ngươi, ngươi còn không mau một chút đầu hàng. Trong lòng nhưng muốn, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đáp ứng. Hắn suy nghĩ nếu là Diệp Thần đầu thuận, sau này ở ma nữ trước mặt, nơi nào còn có hắn vị trí. Diệp Thần cũng không để ý Hồng Xuân Thu trong lòng suy nghĩ. Nghe được ma nữ nói yêu cầu, hắn liền do dự đều không mang do dự một tí, nói ta nói qua, ta không thể nào phản bội võ tổ sư tôn. Ma nữ hừ lạnh một tiếng, nói, hồ đồ ngu xuẩn, vậy ngươi hãy chết đi. Nàng tiếng nói rơi xuống, trong hư không ma uy chấn động, lăn lăn ma khí gào thét. Hồng Xuân Thu trên trán ma nữ dấu vết, lóe ra sáng chói nhất hung mang, thậm chí từ trong vết tích rút ra bụi gai. Một màn này khá là quỷ dị. Hồng Xuân Thu trên trán có đại lượng bụi gai mọc ra, như củ cải dẫn bụi cây liền, nhanh chóng trải hướng mặt đất, bày khắp toàn trường.
Ma nữ đại nhân, bớt giận, bớt giận. Hồng Xuân Thu hét thảm lên, cũng có điểm không chịu nổi ma nữ ý chí thần uy. Nhưng mà, ma nữ cũng không có quản hắn sống chết, chỉ là mượn hắn thân xác, thi triển mình ý chí giết hại thôi. Đại lượng bụi gai nảy sinh, hóa thành cắn người ác ma, hung mãnh hướng Diệp Thần đạp chết đi. Đó là bụi gai ngai vàng giết hại khí tượng. Ma nữ ngồi lên bụi gai ngai vàng, nàng cái đầu tiên muốn giết, chính là Diệp Thần. Diệp Thần con người có giúp lại, liền cảm thấy những cái kia bụi gai, mỗi một cái cũng dính đầy máu tanh sát ý, phía trên sinh trưởng nhọn đổ gai, không biết có bao nhiêu sắc bén, đủ để xuyên thấu linh hồn người. Từng cái bụi gai, nhanh chóng leo lên Diệp Thần thân thể, phải đem hắn quấn quanh mặc gai mà chết. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy da đều bị đâm xuyên qua, bứt rứt đau nhức lan tràn. Sống chết trước mắt, hắn liền chuẩn bị hiến tế thiên quân phong thần bia, liều mạng đánh một trận. A-di-đà Phật! Nhưng vừa lúc đó, một đạo Phật hát tiếng, xuyên vân phá vụ, bỗng nhiên ở trong sân vang lên. Chỉ gặp phong tỏa chiến trường ma khí sương mù, bị một đạo Phật quang xuyên thấu, hoàn toàn tiêu tán vô hình. Mấy chục cái cổ Phật thánh địa cao tăng, Phật quang xâm nghiêm, đạp không tới. Một người cầm đầu, nhưng là cổ Phật thánh địa thái thượng trưởng lão, tạm quyền nắm giữ, ngày xưa vô tâm tổ sư sư đệ, độ tâm pháp sư. Ở nơi này mấy chục cái thánh địa cao tăng phía sau, là Nhiên Đăng tổ sư, Tiêu Ngân Hà, Si Phong Thượng Nhân, Dạ Lan, Trang Hải các người, cũng đang nhanh chóng bay đến bên trong chiến trường. Chỉ gặp độ tâm pháp sư cầm hoa chỉ một cái, Phật quang như đao kiếm phá ra, chặt đứt hiện trường tất cả bụi gai, vậy giải cứu Diệp Thần. Diệp Thần thấy cổ Phật thánh địa rất nhiều cao tăng tới cứu viện, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi những thứ này lão lừa ngốc, các ngươi làm sao tới? Hồng Xuân Thu gặp mình bại lộ, nhất thời có chút kinh hoàng. Ma nữ, ngươi xem nhìn bầu trời. Độ tâm pháp sư giọng nói lạnh lùng, chỉ trên trời, những lời này nhưng là hướng ma nữ nói. Hắn cũng biết, Hồng Xuân Thu chỉ là con cờ, chân chính sau lưng nắm giữ, là ma nữ. Hồng Xuân Thu ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp bầu trời chiến trường, hiển hóa ra một tôn to lớn Phật Đà hư ảnh. Đó chính là Thích Già Phật Tổ Pháp Tướng hư ảnh. Thích Già Phật Tổ Pháp Tướng, vốn là một mực nhắm chặt hai mắt, nhưng giờ phút này, hắn lại mở mắt. Phật Tổ mở mắt, hào hùng Phật quang chiếu sáng hết thảy, thụy hà muôn vàn, 12 sắc tường vân lững lờ, sương mù quang hòa hợp, cầu vồng thông trời, phạm sướng thanh động đáng thiên địa, làm người ta rung động. Phật Tổ mở mắt, đã sớm nhìn thấu hết thảy, người dám ở cổ Phật Thánh địa gây chuyện, thì nhất định phải trả giá thật lớn. Độ tâm pháp sư lạnh lùng nói. Ha ha ha, ta là ma nữ, Phật vừa có thể làm ta thế nào? Chờ ta ngồi vững vàng bụi gai ngai vàng, ta cái đầu tiên muốn giết, chính là Thích Già lão ni. Trong hư không, truyền ra ma nữ tiếng cười lớn. Một món ma khí, từ Hồng Xuân Thu trên mình trừ ly đi ra, nhanh chóng phiêu bay đến trên trời. Ma nữ tuy nói được tàn bạo, nhưng cũng không dám thật ở chỗ này, cùng Thích Già Phật Tổ đối kháng, liền trực tiếp bỏ trốn. Trở lại không không lúc nào không. Hồng Xuân Thu trên trán, vậy đạo ma nữ dấu vết tiêu tán, hắn hình như là một cái nhụt chí quả banh ra vậy, lập tức liền sụi lơ trên đất. Các vị cao tăng, nhìn chung quanh từng cái Phật môn cao tăng ánh mắt sắc bén, Hồng Xuân Thu luống cuống, không nghĩ tới ma nữ đi được nhanh như vậy, hoàn toàn bỏ mặc hắn sống chết. Cho đến lúc này, hắn mới rõ ràng, mình chẳng qua là một con cờ thôi. Lúc cần thiết, con cờ là có thể bỏ qua. Luân hồi chi chủ, người nói như thế nào xử lý người này? Độ tâm pháp sư chỉ Hồng Xuân Thu, hướng Diệp Thần hỏi. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, không nói gì, bỗng nhiên cong ngón tay bắn ra, một đạo giết ma Phật quang bạo giết ra, xuyên qua Hồng Xuân Thu đầu. Hồng Xuân Thu trợn to hai mắt, liền thần hồn đều bị đánh xuyên, tại chỗ chết đi. A-di-đà Phật. Độ tâm pháp sư cúi đầu đọc một tiếng Phật hiệu. Lấy lại bình tĩnh, lại nói, chúc mừng ngươi, luân hồi chi chủ, ngươi lấy được sư huynh ta Phật cốt xá lợi, cũng nhận được Phật tổ đồng ý, năm nay Thái Thượng Phật sẽ, cuối cùng có thể tiếp nhận Phật tổ ban phúc mà nói, chính là ngươi. Diệp Thần đại hỉ, chắp tay nói, đa tạ đại sư. Pháp Hoa Tôn giả lực lượng, từ Diệp Thần trên mình thối lui, hắn vậy cười hắc hắc, hướng Diệp Thần chúc mừng, Phật tổ tổng có tính hay không quá ngu xuẩn, biết chân chính người có duyên là ai.
Hắn tuy là Phật môn tu sĩ, nhưng nhắc tới Phật tổ thời điểm, vậy ít một chút cung kính, hoàn toàn là một bộ bất cần đời giọng. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, lần này có thể ở Ma Tổ Vô Thiên và Hồng Xuân Thu dưới quyền, còn sống xuống, còn thật phải cảm ơn Pháp Hoa Tôn giả. Hôm nay Hồng Xuân Thu chết đi, ma nữ mất đi trọng yếu nhất con cờ, sau này muốn ở thế giới hiện thật làm loạn, đem sẽ khó khăn rất nhiều rất nhiều. Đây đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là một tin tức tốt. Ma Tổ Vô Thiên, người cùng Tử Thần giáo đoàn cấu kết, vi phạm ta cổ Phật Thánh địa giới luật, xin ngươi hãy lập tức rời đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Độ Tâm Pháp Sư thanh âm lạnh lùng, trong mắt bắn ra hai đạo lạnh lẽo quang, nhìn thẳng Ma Tổ Vô Thiên, nói. Ma Tổ Vô Thiên tự biết đối lý, hừ một tiếng, mang Vũ Văn Cơ rời đi. Trước khi đi, lại sâu sắc nhìn Diệp Thần một mắt, nói trận chiến này, là ngươi thắng, nhưng ngươi vậy đừng phách lối, tương lai sống chết vận mệnh, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Diệp Thần nhìn Ma Tổ Vô Thiên rời đi hình bóng, nội tâm như cũ cảm thấy vẻ ngưng trọng. Ma Tổ Vô Thiên, cũng có đại khí vận người, cũng khó đối phó. Trận chiến này, đích xác là Diệp Thần may mắn thắng. Nhưng Ma Tổ Vô Thiên, cũng không có tổn thất quá nhiều. Thậm chí, hắn đã cùng ma nữ đạt thành ăn ý, trước phải liên hiệp, đối kháng luân hồi trận doanh. Hai người liên hiệp, mang cho Diệp Thần uy hiếp, dĩ nhiên là vô cùng to lớn. Dĩ nhiên, tổng thể mà nói, Diệp Thần tâm tình vẫn là tương đương khoái trá. Dẫu sao, vậy Phật cốt xá lợi, hắn đã được tới tay. Độ Tâm Pháp Sư ở Ma Tổ Vô Thiên sau khi rời đi, liền cung kính hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, ta cổ Phật Thánh địa trên dưới, cũng vì ngươi cầu nguyện, ngươi có thể tiếp thụ Phật Tổ ban phúc. Nói xong, Độ Tâm Pháp Sư liền về động Phật Châu, thấp giọng là Diệp Thần ngâm sướng cầu nguyện. Sau lưng hắn rất nhiều cao tăng, cũng là cúi đầu phạm sướng, tụng niệm ra cổ xưa chúc phúc kinh văn. Toàn bộ cổ Phật Thánh địa, tất cả Phật môn đệ tử, cũng đang ngâm sướng đáp lại. Từng ngọn thái cổ thần sơn trên, có cổ xưa tiếng chuông gõ, đáng địch nhân tâm hồn. Diệp Thần phía trước hư không, xuất hiện một tòa cửu sắc đài sen, kim hà tách thả ra, tường vân vần quanh, mơ hồ cùng bầu trời Phật Tổ Pháp Tướng, lẫn nhau đồng tình. Bầu trời Phật Tổ Pháp Tướng, không biết có nhiều ít vạn trượng, mênh mông vô tận, khoáng đạt hết sức. Vậy Phật Tổ Pháp Tướng ánh mắt, đã mở ra, mang hiền hòa thần sắc, khóe miệng vậy mang nụ cười ấm áp, bảo tương trang nghiêm mà hòa ái, để cho người nhìn một cái, thì có dũng khí trong lòng yên lặng, muốn quỳ bái quỷ dị cảm giác. Si Phong thượng nhân đã quỳ xuống, rơi lệ mặt đầy. Trên người hắn suy suy vang dội, lại là có khói đen bốc hơi lên lên, đó là hắn tâm ma. Hôm nay, Phật Tổ tách thả ra vạn trượng Phật quang, vĩ đại ban phúc sắp hạ xuống. Cái này cổ ban phúc, là tặng cho Diệp Thần. Nhưng, tại chỗ tất cả người, cũng có thể được một chút Phật Tổ dư quang chiếu sáng. Một điểm này Phật Tổ dư quang, uy năng cũng là vô cùng mênh mông. Liền Si Phong thượng nhân tích lũy vạn cổ tâm ma, đều có thể ngay tức thì đáng địch sạch sẽ. Có thể tưởng tượng được, Phật Tổ chân chính thần uy, có lợi hại dường nào, tuyệt đối là đứng ở thiên đế chủ thần đỉnh cấp nhân vật khác. A-di-đà Phật, Trang Hải cung kính hướng Phật Tổ khom người, thái độ vô cùng khiêm nhường. Dạ Lan chính là cười hì hì hình dáng, hướng Diệp Thần nói, chúc mừng ngươi rồi, Diệp Thần đại ca, nghe nói Phật Tổ nắm trong tay thế gian cao nhất trí khôn. Ngươi đạt được hắn ban phúc, nhất định sẽ có thiên đại tạo hóa. Diệp Thần cười gật đầu một cái, lại trong đầu nghĩ, thế gian cao nhất trí khôn đại biểu, không phải cỏ thần sao? Tại sao lại thành Phật Tổ? Hắn tâm lý có chút hồ nghi, nhưng lúc này tự nhiên bất tiện hỏi nhiều, bước chân một cước, liền bước lên trôi lơ lửng ở giữa không trung cửu sắc đài sen, ngồi thẳng xuống, ánh mắt ngước nhìn trời lên Phật Tổ. Chương 8989, cái gọi là giao dịch. Rào 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 rào. Chỉ gặp bầu trời bên trong, Phật quang như thác vải thủy thiên vậy đáp xuống. Phật Tổ chân chính ban phúc rơi xuống, lăn lăn dốc vào ở Diệp Thần trên mình. Toàn trường tất cả người, cũng nhận được dư quang chúc phúc. Diệp Thần thừa nhận Phật Tổ trói lọi, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, mỗi một cái lỗ chân lông cũng dương ra. Thừa dịp cái này Phật Tổ ban phúc, vừa vặn có thể luyện hóa Phật cốt xá lợi. Diệp Thần tâm thần động một cái. Một bên hấp thu Phật quang chúc phúc, một bên mượn Phật quang, luyện hóa vô tâm tổ sư Phật cốt xá lợi. Hắn trực tiếp đem Phật cốt xá lợi,
đánh vào liệt nhật mệnh tinh bên trong đi. Vù vù, đắm chìm trong Phật tổ trói lọi tới giữa, Diệp Thần đặc biệt thuận lợi, rất nhanh liền đem Phật cốt xá lợi, hoàn toàn luyện hóa hết. Vậy Phật cốt xá lợi, hòa tan đến liệt nhật mệnh tinh bên trong. Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh, cũng là nhiều hơn một chút chí cao Phật môn thần quang, nơi chiếu bắn ra ánh mặt trời, ánh vàng rực rỡ, uy năng mênh mông. Hắn thân thể kinh mạch đau đớn, hoàn toàn biến mất, trạng thái khôi phục lại nhất đỉnh cấp, rồi sau đó đột phá đỉnh cấp, tu vi bắt đầu bay tăng. Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh, vốn là mới vừa thức tỉnh, còn không thích hợp dùng để chiến đấu. Nhưng giờ phút này, dung hợp vô tâm tổ sư Phật cốt xá lợi, lại đạt được Phật tổ tạo hóa ban phúc, viên này liệt nhật mệnh tinh, đã có thể dùng để chiến đấu. Dĩ nhiên, còn không thích hợp quá thường xuyên, dẫu sao là lá bài tẩy cấp bậc đại sát khí, một thả ra chính là liệt nhật thiên chiếu, đủ để nóng chảy phổ thông tiên đế, tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Quá tốt, ta liệt nhật mệnh tinh, hơi thở rốt cục thì củng cố lại. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, sau này sử dụng liệt nhật mệnh tinh mà nói, chỉ cần không phải quá thường xuyên, cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Dựa vào liệt nhật mệnh tinh, hơn nữa một ít khí vận và nghịch thiên lá bài tẩy, có lẽ hắn đủ để chống lại ma tổ vô thiên. Ở liệt nhật mệnh tinh hơi thở vững chắc sau đó, Diệp Thần vậy cảm giác được, tự thân tu vi hơi thở, vậy xuất hiện đột phá. Hắn tu vi, vốn là thiên huyền cảnh 5 tầng thiên sơ cấp, nhưng hiện tại, đã vượt qua trung cấp, một lần hành động đạt tới cao cấp bước, nhảy liền hai cái nhỏ tầng thứ. Tu luyện một đường, thật là càng ngày càng khó khăn, ta nguyên lấy là, luyện hóa Phật cốt xá lợi sau đó, có thể đột phá đến thiên huyền cảnh 6 tầng thiên tới. Diệp Thần than thở một tiếng, như vậy tiến bộ, thật ra thì cũng không thể để cho hắn hài lòng. Nhưng, hắn cũng biết, tu luyện một đường, càng về sau lại càng khó khăn, bây giờ có thể liền nhảy hai cái nhỏ tầng thứ, đã là rất không dễ dàng. Người như vậy tu vi, nếu là lấy thêm đến phủ sinh tuyệt mệnh thanh binh khí này, đã có cơ hội giết chết ma tổ vô thiên. Bỗng nhiên, một đạo thê lương hiền hòa, đại khí bàng bạc thanh âm, truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần trước mắt kim quang sáng chói được hắn không mở mắt nổi. Đầu hắn, một hồi trời đất quay cuồng, tinh thần thật giống như bị kéo đến địa phương nào. Cùng hắn dần dần thích ứng biến hóa, mở mắt ra, liền thấy mình xuất hiện ở một phiến đen nhánh trong hư không mặt. Cái này phiến đen nhánh hư không, không gặp tinh nguyệt, vậy không thấy được bờ bến. Ở vô biên vô tận trong hư không, ngồi xếp bằng một đạo vĩ đại minh mông Phật Đà bóng người. Đó chính là Thích Già Phật Tổ. Thích Già Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở đen nhánh trong hư không, cả người Phật quang màu vàng, ánh chiếu chư thiên, bàng bạc vô lượng. Ở hắn quanh thân, không biết có nhiều ít cái ngân hà, còn quấn hắn xoay tròn, hắn ánh mắt, giống như mang cao nhất trí khôn, có thể khám phá hết thảy. Hắn hô hấp, như rồng như hổ, mỗi một hạ run run, đều có thể chấn động vũ trụ. Hắn trên đầu có từng hạt tròn vướng mắc giống như vậy, đó chính là Phật Đà tu luyện tới cao thâm nhất chỗ, mới có thể hình thành thịt búi tóc, là Phật Pháp trí cao tượng trưng. Diệp Thần ngắm nhìn Thích Già Phật Tổ, nội tâm cảm thấy rung động. Đây chính là trong truyền thuyết Phật Tổ Thiên Đế, Phật môn cao nhất nhất vĩ nhân vật, cũng là trong truyền thuyết gần gũi nhất tinh không bờ bên kia người, trọn đời đều ở đây điều nghiên bờ bên kia bí ẩn. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua Phật Tổ. Diệp Thần hướng Phật Tổ khom người thi lễ. Ừ, không cần đa lễ, hẳn là ta hướng ngươi hành lễ. Luân hồi là chư thiên chí cao, thậm chí bao trùm chư thiên, ha ha, chỉ bất quá ngươi tu hành còn chưa đủ, nếu là ta hướng ngươi hành lễ, ngươi hơn phân nửa không chịu nổi. Phật Tổ mỉm cười nói. Vãn bối tu hành nông cạn, để cho Phật Tổ chê cười. Diệp Thần nói. Không sao, ngươi sớm muộn có một ngày, có thể bước vào không không lúc nào không, không người có thể ngăn được ngươi. Ma tổ vô thiên muốn ngăn ngươi, hắn hẳn phải chết. Thiên nữ muốn ngăn ngươi, nàng cũng phải chết. Còn như vũ hoàng cổ đế, hắn sẽ chết, bất quá hắn tương lai thân, liền không như vậy dễ chết. Phật Tổ nói, đối Diệp Thần là tán thưởng rất. Phật Tổ khen ngợi, không biết ngươi cho đòi gặp ta, vì chuyện gì? Diệp Thần biết, Phật Tổ cho đòi gặp hắn, tuyệt đối không thể nào là khen ngợi mấy câu như thế đơn giản, tất nhiên có việc quan trọng. Ừ, ngươi ngược lại cũng là chất phác thẳng thắn, vậy ta cũng không nói nhảm. Ta biết trên mình ngươi, có một trang tinh không đạo thư,
đó là tinh không thần tộc một vị cô gái nhỏ để lại cho ngươi. Vậy một trang tinh không đạo thư, không biết ngươi có thể hay không cho ta mượn. Phật tổ nói, Phật tổ, ngươi chẳng lẽ là muốn tinh không đạo thư? Diệp thần thất kinh, không nghĩ tới Phật tổ vừa mở miệng, liền hỏi hắn đòi tinh không đạo thư. Tinh không đạo thư giá trị, Diệp thần tự nhiên biết. Có thể nói, ở trên người hắn, trừ vậy 9 khối luân hồi huyền bi bên ngoài, giá trị cao nhất đồ, chính là tinh không đạo thư. Đúng vậy, tinh không này đạo thư, rất có thể hàm chứa tinh không bờ bên kia bí ẩn, ta cũng muốn theo dõi một hai. Ngươi hẳn nhìn ra xa qua tinh không bờ bên kia, thấy luân hồi thiên quốc ảo mộng, hóa thành cướp cho cảnh tượng chứ. Nhưng ta nghĩ, đây không phải là tinh không bờ bên kia cuối cùng chân tướng. Cái này cuối cùng chân tướng, ta muốn mình đi thăm dò. Phật tổ nói, hắn chọn đời khát vọng nhất, chính là tự mình bước vào tinh không bờ bên kia, đến trung cực. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không có thể làm được. Hiện tại, hắn chỉ muốn hỏi Diệp thần mượn tinh không đạo thư, lấy này dòm ngó bờ bên kia thần bí. Cuối cùng chân tướng, rốt cuộc là cái gì? Diệp thần thanh âm lẩm bẩm hỏi. Ta cũng không biết. Phật tổ lắc đầu một cái. Phật tổ, vậy nếu như có thể, người muốn thành lập một cái thế giới gì? Diệp thần lại không nhịn được hỏi. Phật tổ trầm tư chốc lát, chậm rãi lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta đã từng, muốn thành lập một cái không buồn không lo Phật Pháp thiên đường, với ngươi luân hồi thiên quốc kém không nhiều, cũng là không có phân tranh, không có cấp bậc khác biệt, không có giết hại thế giới. Nhưng, ta chính mắt thấy luân hồi thiên quốc ảo tưởng tan biến, chính mắt nhìn thấy chúng sanh hóa thành cướp cho cảnh tượng thê thảm, ta nghĩ, chân chính trung cực hoàn mỹ thế giới trật tự. Hẳn không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy đi. Ưng muốn ăn cá, mãnh hổ muốn ăn dê, giết hại liền tất nhiên tồn tại, tổng không thể để cho hùng ưng mãnh hổ, đều đi ăn cỏ, hơn nữa cỏ làm sao cô, chẳng lẽ một mọc ra, liền nhất định phải được ăn hết sao? Ta từng viết xuống kinh Phật, nói phải có cắt thịt tự ưng, dấn thân vào này hổ lớn quyết đoán, nhưng dựa vào một người hy sinh, tổng không có thể giải quyết thiên địa giết hại. Ta hôm nay đã lâm vào mê mang, cũng không biết cuối cùng chân lý và trật tự, rốt cuộc là cái gì. Cho nên, ta muốn cho ngươi mượn tinh không đạo thư, lại đi tinh không bờ bên kia bên bờ xem. Có lẽ lần này, ta có thể dò ngó gặp trung cực, biết chân chính hoàn mỹ thế giới, rốt cuộc là dạng gì liền đi. Diệp thần một hồi kích động, nói, Phật tổ, nếu như ngươi dò ngó thấy trung cực, nhất định nhớ phải nói cho ta. Phật tổ gật đầu nói, cái này tự nhiên, ngươi trước đem tinh không đạo thư, cho ta mượn nói sau. Nghe nói như vậy, Diệp thần lại tỉnh táo lại. Bởi vì tinh không đạo thư, giá trị chân thực quá chân quý, Phật tổ không nói một câu nói, thì phải mượn đi, hắn nơi nào nguyện ý. Phật tổ gặp Diệp thần trần chờ không chịu, cũng biết mình cái yêu cầu này, quá mức quá đáng, liền nói. Tinh không này đạo thư, người cầm cũng là vô dụng, chân quý như vậy đạo thư, muốn bộc phát ra giết hại thần uy mà nói. Nhất định phải đỉnh cấp thiên đế chủ thần, ra tay thúc dục mới được. Có thể chân tránh thúc dục tinh không đạo thư người, toàn bộ không không lúc nào không cộng lại, sẽ không vượt qua 10 cái. Ngươi cho ta mượn, chờ ngươi tương lai bước vào không không lúc nào không, ta sẽ còn đưa ngươi. Ngươi muốn thù lao gì, cứ mở miệng, cái này thế gian, ta thích giả thiên đế không cầm ra đồ, không hề nhiều. Phật tổ lời nói này, nói được đặc biệt khí phách. Đúng là lấy hắn tu vi, có thể tự ảo tưởng bên trong, sáng tạo ra vạn vật. Diệp thần muốn gì đồ, hắn không cần đi nơi khác tìm, chỉ cần động một cái ý niệm, liền có thể vô căn cứ biến hóa ra tới. Dĩ nhiên, xem luân hồi vãng thế thư, thiên bia các loại cứu cực thần vật, vậy thì không phải là phổ thông ảo tưởng có thể đào tạo. Diệp thần thấy Phật tổ hào khí như thế hình dáng, tâm thần động một cái, nhớ lại Nhâm Phi Phàm. Phật tổ, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ta hộ đạo giả Nhâm Phi Phàm, ở Thái Thượng Thế Giới được không? Diệp thần hỏi, Nhâm Phi Phàm sao? Phật tổ khẽ cau mày, trong mắt chấp động trí khôn thần mang, ngón tay hơi bóp động thôi diễn, lắc lắc đầu nói. Hắn thật không tốt, thậm chí có thể nói, nguy cơ trùng trùng. Hắn thật ngông cuồng thả, trực tiếp lợi dụng luân hồi sách cướp xám, nhiều lần sửa đổi đi qua, để cho mình tu vi, một bước lên trời, nhảy qua tất cả cảnh giới tu luyện. Thành thiên đế chủ thần. Như vậy ngoại hạng chuyện, ta từ ra đời tới nay, trải qua trăm triệu tỷ vạn, tuyệt đối trăm triệu thế kỷ nguyên,
cho tới bây giờ không nghe nói qua. Như vậy nghịch thiên hành vi, gặp đại lộ thiên phạt, đó là nhất định. Hơn nữa, hắn trước đây không lâu bởi vì ngươi, cùng Hồng Quân lão tổ đấu pháp, tổn thương nguyên khí nặng nề, hôm nay khắp mọi mặt thế lực, cũng muốn hắn chết. Diệp thần nói, vậy Phật tổ ngươi đâu? Phật tổ lắc đầu nói, ta một lòng chỉ muốn đi tinh không bờ bên kia, cho tới bây giờ không nhúng tay vào thế gian nhân quả, nhâm phi phàm sống hay chết, ta cũng không hứng thú. Hắn từng sửa đổi đi qua, để cho mình cùng Nguyên Thiên Đế thành chi giao bạn thân, hắn thậm chí sửa đổi đến ta đầu đi lên, muốn cùng ta kết bạn. Nhưng là, ta cũng không Nguyên Thiên Đế tốt như vậy nói chuyện, ta không hề muốn liên lụy thế tục nhân quả, liền cắt đứt hắn sửa đổi, nhưng ta cũng không phải là cùng các ngươi luân hồi trận doanh đối nghịch, xin ngươi hãy thông cảm. Diệp thần ngạc nhiên, cười khổ nói, Phật tổ nói đùa, ta thay nhâm tiền bối hướng ngươi nói xin lỗi. Nhâm phi phàm ban đầu sửa đổi đi qua, đích xác là quá điên cuồng một ít. Nhưng Diệp thần biết, nhâm phi phàm điên cuồng như vậy, cũng là vì bảo vệ mình mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn tâm lý lại là cảm kích, lại lo âu hiện tại nhâm phi phàm tình cảnh. Không cần nói xin lỗi, đem ngươi tinh không đạo thư cho ta mượn là được. Phật tổ nói, hắn nhớ không quên, vẫn là tinh không bờ bên kia. Diệp thần trong lòng động một cái, cũng biết tinh không này bờ bên kia, chính là Phật tổ trong lòng lớn nhất chấp niệm. Nếu như cái này chấp niệm, không có thể giải quyết nói, Phật tổ trọn đời đều phải bị hắn khốn khổ, không cách nào siêu thoát. Nhưng cái này cuối cùng là giao dịch, hắn cần đem lợi ích tối đại hóa. Mà dưới mắt tối đại hóa, chỉ có thể vì một người. Một cái đối hắn cực kỳ người trọng yếu. Nhâm phi phàm. Phật tổ, ta có thể đeo sao không đạo thư cho ngươi mượn. Diệp thần sử dụng tinh không đạo thư, nói. Thật không? Phật tổ ánh mắt nhất thời sáng lên. Tự nhiên coi là thật, nhưng, ngươi phải đáp ứng ta, không tiếc bất cứ giá nào, trợ lực nhâm phi phàm giải thoát nguy cơ, đây là ta thỉnh cầu. Nếu như ngươi có thể giúp ta nhâm tiền bối vượt qua cửa ải khó, đừng nói là mượn, coi như tinh không này đạo thư, ta trực tiếp cho ngươi cũng không sao. Diệp thần khẳng khái nói. So với tinh không đạo thư, hắn quan tâm hơn nhâm phi phàm an nguy. Nhâm phi phàm hôm nay, đối mặt trùng trùng nguy cơ, thậm chí còn có đại lộ thiên phạt nguy hiểm, nếu như một mình tự đối phó mà nói, vậy cũng quá nguy hiểm. Diệp thần vẫn không thể đi không không lúc nào không, vậy không giúp được nhâm phi phàm. Nhưng nếu như, có thể mời Thích Già Phật Tổ xuất thủ tương trợ, vậy nhâm phi phàm liền an ổn nhiều. Người đây là kêu ta liên lụy thế tục, hơn nữa nhân quả còn trọng đại như vậy. Phật tổ ra mặt run lên, Diệp thần thỉnh cầu sự việc, nhân quả thật là quá mức to lớn. Nhâm phi phàm cái này ba chữ, gần đây ở không không lúc nào không bên trong, nhưng mà động trời lựu đạn lớn, bất kỳ cùng liên lụy nhân quả, đều là đủ để thay đổi tương lai vận mạng tồn tại. Phật tổ biết, nếu là mình đáp ứng, vậy thì khó mà thoát thân. Cho dù là ở chín thần thời đại, chín thần tranh bá loạn chiến thời điểm, Phật tổ vậy cho tới bây giờ không có đã đáp ứng ai, phải ra tay giúp ai. Hiện tại, hắn càng không muốn đáp ứng. Phật tổ, ta chỉ có điều thỉnh cầu này, xin Phật tổ tương trợ. Diệp thần vung tay lên, đem vậy một trang tinh không đạo thư, quơ ra ngoài, lại chắp tay hướng Phật tổ khẩn cầu. Phật tổ thân thể run rẩy run, tuy không muốn đáp ứng, nhưng tinh không đạo thư đang ở trước mắt, hắn há có thể thờ ơ. Vùng vẫy cân nhắc một phen sau đó, Phật tổ rốt cục thì không biết làm sao, thở dài một tiếng, nói thôi, ta giúp ngươi một lần, nhâm phi phàm có khó khăn, ta ra tay giúp hắn một lần là được. Vừa nói liền đưa tay ra, muốn đi cầm tinh không đạo thư. Diệp thần nói, không phải một lần, Phật tổ, là nhâm tiền bối có thời điểm nguy hiểm, ngươi thì phải giúp bận bịu, cho đến ta bước vào không không lúc nào không, nếu không, tinh không này đạo thư ngươi vẫn là chớ lấy. Lời nói này thật ra thì cũng không lễ phép, nhưng Diệp thần vì nhâm phi phàm an nguy, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Nhâm phi phàm giúp hắn như thế nhiều lần, hắn cũng là thời điểm báo đáp. Phật tổ ra mặt kịch liệt run rẩy run, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, nói, được, ta đáp ứng ngươi chính là, ở ngươi không bước vào không không lúc nào chưa từng có, ta Thích Già Phật Môn, cũng đứng ở các ngươi luân hồi trận doanh bên này. Dứt lời liền đeo sao không đạo thư, cầm trong tay. Rốt cuộc lấy được rồi tinh không đạo thư, Phật tổ cũng là thở phào nhẹ nhõm, như nhặt được chí bảo vậy, ánh mắt hiển hiện ra một chút mê ly say mê sắc thái,
tựa như mới vừa hứa rất nhiều lời hứa, đều có tuyệt hảo hồi báo. Diệp Thần liền thấy, tờ kia tinh không đạo thư, ở Phật Tổ trong tay, lại thật biến thành một mảnh tinh không, lộng lẫy nguy nga tới cực điểm, như mộng như ảo, trong đó lại hàm chứa vô cùng thiên tai, vô cùng vũ trụ thần phạt uy năng chập chờn. Đó là tinh không đạo thư giết hại khí tượng. Như vậy giết hại khí tượng, chỉ có chân chính đỉnh cấp thiên đế chủ thần, mới có thể thúc dục đi ra. Đó là thời khắc này Diệp Thần, tuyệt đối không thể chạm đến cảnh giới. Đa tạ Phật Tổ tương trợ. Diệp Thần cung kính hướng Phật Tổ chắp tay. Phật Tổ gật đầu một cái, tinh không đạo thư nơi tay, thần sắc cũng là hòa hoãn rất nhiều, cười nói. Người mau giết chết ma tổ vô thiên, lại giết chết thiên nữ, chém chết vũ hoàng cổ đế, thì có thể phi thăng không không. Đến lúc đó, ta cũng không thể lại ở lại luân hồi trận doanh, mọi thứ nhân quả ràng buộc, đều không thể thêm chư ta thân, chư pháp đều là không, chỉ có bờ bên kia vĩnh hằng, mới là ta đại lộ. Diệp Thần cười khổ một tí, cũng không có nói quá nhiều, chỉ gật đầu nói ừ. Cái này giả chữ vừa nói ra, hắn liền cảm thấy chung quanh hư không, một hồi vặn vẹo, đầu lại cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, không khí chung quanh từng cơn chấn động. Đợi được chấn động lắng xuống, Diệp Thần liền phát hiện, mình đã trở lại cổ Phật Thánh Địa, liền đứng ở di tích chiến trường bên trong. Mới vừa trải qua hết thảy, tựa như chỉ là mộng ảo. Trên trời Phật Tổ Pháp Tướng, đã tản đi, tất cả Phật quang khí tượng, cũng là biến mất. Rất nhiều cổ Phật Thánh Địa cao tăng cửa, đều dùng thành kính lại mang một chút ánh mắt kính sợ, ngước nhìn Diệp Thần. Chúc mừng tôn chủ, lấy được Phật Tổ ban phúc. Vũ Hoàng Nhã Phỉ đã tỉnh, đứng ở Diệp Thần bên người, chúc mừng nói. Diệp Thần đại ca, nhờ phúc của ngươi, ta và sư huynh cũng nhận được một chút Phật Tổ dư quang chúc phúc, tu vi tinh tiến không thiếu. Dạ Lan hì hì cười một tiếng, cùng Trang Hải đi tới trước, hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Si Phong thượng nhân vậy tiến lên phía trước nói, luân hồi chi chủ, ta tâm ma đã trừ, vậy may mà ngươi ân huệ. Diệp Thần nói, ta có tài đức gì, đều là Phật Tổ chiếu sáng. Dạ Lan cười nói, Diệp Thần đại ca, vậy kế tiếp, ngươi phải đi ta ngàn cỏ sơn trang sao? Tới đây ngồi một tí nha. Diệp Thần cười nói, chậm một chút rồi hãy nói, ta còn có chút chuyện. Hắn con mắt nhìn xem Si Phong thượng nhân, lại nhìn xem Nhiên Đăng tổ sư. Thái thượng Phật sẽ tranh đấu kết thúc, tiếp theo, Diệp Thần muốn biết vậy phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống. Phù sinh tuyệt mệnh, là khắc chế hoàng kim huyết mạch binh khí, nếu như có thể bắt được nói, hắn thì có thể giết chết ma tổ vô thiên. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, vậy bắt được thiên cơ, biết vậy phù sinh tuyệt mệnh, có thể cũng không tại Si Phong thượng nhân trong tay. Nhưng bất kể như thế nào, Si Phong thượng nhân nhất định là biết rơi xuống chân tướng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Diệp Thần dự định và Si Phong thượng nhân, Nhiên Đăng tổ sư, trở lại chúng sanh giới nói sau. Dạ Lan không biết làm sao nhún vai một cái, nói, được rồi, vậy ta và sư huynh ta, tùy thời ở ngàn cỏ sơn trang chờ ngươi. Liền cùng Trang Hải rời đi cổ Phật Thánh Địa. Nhiên Đăng tổ sư đi ra, hướng Độ Tâm Pháp Sư, Huyền Bi Đại Sư các người nói, chư vị Đại Sư, chúng ta vậy cần phải trở về. Độ Tâm Pháp Sư nói, tổ sư chậm đã. Ta cổ Phật Thánh Địa, còn có một chút sự việc, muốn cùng luân hồi chi chủ thương lượng một chút. Hắn nói xong, ánh mắt liền rơi vào Diệp Thần trên mình, mang vẻ chờ mong cùng khó che giấu vô cùng lo lắng. Diệp Thần thấy Độ Tâm Pháp Sư ánh mắt, bừng tỉnh hiểu ra, cũng nhớ tới liền thời không vách đá sự việc. Độ Tâm Pháp Sư từng nói qua, thời không vách đá vết rách phong ấn, xuất hiện giãn ra, cần Diệp Thần hỗ trợ củng cố. Diệp Thần thấy hắn ánh mắt, chính là rõ ràng. Gật đầu một cái, hướng Nhiên Đăng tổ sư nói, tổ sư xin chờ chốc lát, Độ Tâm Pháp Sư, mời. Hắn liền cùng Độ Tâm Pháp Sư, cùng đi ra di tích chiến trường. Luân hồi chi chủ, mời. Độ Tâm Pháp Sư mang Diệp Thần, một đường hướng thánh địa nơi nào đó đại điện đi tới. Diệp Thần có thể cảm nhận được Độ Tâm Pháp Sư giờ phút này giữa hai lông mày ngưng trọng. Chuyện này xem ra đối hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Chắc hẳn Phật Tổ đã cùng ngươi đề cập tới phong ấn giãn ra chuyện. Vừa đi, Độ Tâm Pháp Sư vừa hướng Diệp Thần nói. Không có. Diệp Thần lắc đầu một cái, Phật Tổ toàn bộ tâm tư, đều ở đây tinh không đạo thư phía trên, căn bản không đề cập tới chuyện khác. Độ Tâm Pháp Sư ngẩn ngơ, tựa hồ không dám tin tưởng cái này chuyện trọng yếu,
Phật tổ lại có thể sách đều không sách. Ho, luân hồi chi chủ, mời ngươi cùng ta tới. Độ tâm pháp sư lật đật mang Diệp Thần, đi tới một ngôi đại điện bên trong, cũng đem đại điện thờ phụng tượng Phật rời đi. Tượng Phật rời đi sau đó, liền lộ ra một cái vết nứt không gian. Độ tâm pháp sư dẫn đầu cất bước vào, Diệp Thần đi vào theo. Xuyên qua vết nứt không gian sau đó, Diệp Thần sẽ đến một phiến bí ẩn trong hư không. Cái này phiến hư không, thật giống như liền là mới vừa Phật tổ chỗ ở hư không, quy luật có chút hư không mờ mịt cảm giác, giới hổ vu chân thực cùng ảo tưởng tới giữa. Luân hồi chi chủ, đây chính là khi đó không vách đá vết rách ở địa phương đó. Độ tâm pháp sư nói, nơi nào có thời không vách đá, nơi nào có vết rách. Diệp Thần có chút mờ mịt nhìn bốn phía, nơi này chính là đơn thuần một phiến hư không, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Độ tâm pháp sư tằng hắng một cái, nói thời không không chỗ nào không có ở đây, thời không vách đá, cũng là không chỗ nào không có ở đây, khắp nơi đều có, trước mắt của ngươi, liền có một đạo thời không vách đá, đi xuyên qua, là có thể đi đến không không lúc nào không. Phật tổ mỗi lần ban phúc, hắn hình chiếu, cũng sẽ chiếu ở thời không trên vách mặt, chắc hẳn ngươi cũng đã gặp qua. Diệp Thần gật đầu một cái, nhớ tới mới vừa ở nơi này phiến trong hư không, hắn đúng là cùng Phật tổ trao đổi qua. Nhưng, khi đó không vách đá, Diệp Thần đến hiện tại, cũng còn không có thấy. Độ tâm pháp sư nói, thời không vách đá cũng gọi thứ nguyên vách đá, là nối liền hai vị trí thứ nguyên đặc thù vách ngăn, cần một chút thủ đoạn đặc biệt, mới khá thấy. Trong lúc nói chuyện, độ tâm pháp sư thấp giọng tụng niệm một đoạn thần chú, cắn bể đầu ngón tay, máu tươi nhỏ xuống ra. Tí tách, làm hắn máu tươi, nhỏ xuống ở trong hư không mặt, Diệp Thần quả nhiên liền thấy, có một đạo tinh bích hệ, từ trong hư không nổi lên, thật giống như một mặt vách tường, phía trên tiếp trời, phía dưới tiếp, không có một chút khe hở có thể tìm ra, dịch thấu trong suốt. Xuyên thấu qua tầng này tinh bích hệ, hắn mơ hồ tới giữa. Thậm chí có thể thấy một chút không không thời không quỷ bí khí tượng, tràn đầy hắc ám nổi loạn ý. Nhìn kỹ lại, ở đó tinh bích hệ bên trên, lại có một đạo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ vết rách. Ti ti lũ lũ hắc ám khí tức, đang từ trong vết rách tản ra. Ở đó vết rách phía trên, sát một đạo lá bùa, phía trên có Phật gia phủ văn. Chỉ bất quá, đạo bùa kia giấy, đã dính liền một chút hắc ám khí tức, có chút quỷ dị. Độ tâm pháp sư chỉ cái này tinh bích hệ, vừa chỉ vậy vết rách, nói, luân hồi chi chủ, đây chính là thời không vách đá, phía trên vậy đạo liệt ngân, là năm đó Phật ma đại chiến đánh vào lưu lại. Ta cổ Phật thánh địa, vẫn luôn dùng Phật gia thánh phù, phòng ấn áp chế. Nhưng hôm nay, thánh phù đã gặp phải một chút hắc ám khí tức ô nhiễm, phòng ấn lực lượng lớn giảm nhiều yếu, tiếp tục như vậy nữa, vết rách mất đi phòng ấn, thời không vách đá một đầu khác không chẳng trách Phật. Thì phải xâm nhập thực tế, ta cổ Phật thánh địa đối hắn áy náy. Diệp Thần khẽ cau mày, nói cần ta làm gì? Tu bổ thời không vách đá vết rách sao? Độ tâm pháp sư lắc lắc đầu nói, không phải, cái này thế gian, không phải tất cả vết rách, cũng có thể tu bổ. Thứ nguyên vách đá một khi bị đánh vỡ, liền không cách nào quay đầu. Cái này đạo liệt ngân, vậy cơ hồ là không thể chữa trị, chỉ có thể dùng phong ấn áp chế. Ta chỉ muốn luân hồi chi chủ, có thể hy sinh điểm luân hồi máu tươi, tẩy thánh trên phù hắc ám dơ bẩn, để cho thánh phù lần nữa khôi phục phong ấn lực lượng là được. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy, cái này đơn giản. Hắn gặp vậy thánh trên phù hắc ám ô nhiễm hơi thở, tuy khá là đậm đà, nhưng cũng không phải nói, nhất định phải dùng luân hồi máu tươi tẩy. Thần đế thiên âm, phá cho ta. Diệp Thần búng ngón tay một cái, linh khí cùng hư không chấn động. Thần kỳ một màn xuất hiện, từng đạo nốt nhạc, trên không trung nổi lên. Ở đó nốt nhạc dưới sự xung kích, vậy thánh trên phù hắc ám dơ bẩn, cũng là như nước thủy triều tan đi đi, lập tức liền bị đánh tan, lại lần nữa tách thả ra kim quang, khôi phục phong ấn năng lực. Độ tâm pháp sư thấy vậy, kinh vi thiên nhân, nói, luân hồi thần uy, quả nhiên không giống vật thường, bần tăng bội phục. Hắn không nghĩ tới mình một mực thấp thỏm tai họa ngầm, Diệp Thần tiện tay liền giải quyết. Dưới sự kích động, độ tâm pháp sư móc ra một phiến ngọc giản, cung cung kính kính đưa cho Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, đây là cho ngươi thù lao. Diệp Thần hỏi, đây là cái gì? Độ tâm pháp sư nói, là Phật tổ chân kinh tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 pháp quyết. Phật tổ chân kinh,
nhưng mà có thể khiến người tu luyện thành Phật tổ cao nhất Phật môn, ta cổ Phật Thánh Địa siêu tầm có trước tầng 6 nghĩa sâu xa bí quyết. Nhưng cuối cùng tầng 3 nói, tu được luân hồi chi chủ ngươi đi không không lúc nào không sau đó, mới khá tiếp xúc tới. Hơn nữa, ở thế giới hiện thật, bị giới hạn quy luật, vậy mà nói, luyện đến tầng thứ 6, chính là nhất đỉnh phong, rất khó luyện đến tầng thứ 7. Trừ phi, Diệp Thần nói, trừ phi gì? Độ Tâm Pháp Sư nói, trừ phi người Phật Pháp Thiên Phú, có thể xem sư huynh ta Vô Tâm Tổ Sư như vậy long trời lở đất. Trước đây ở di tích chiến trường bên trong, người cùng ma tổ vô thiên đánh nhau, bộc phát ra diệu pháp hoa sen khí tượng, chắc hẳn cũng là sư huynh ta che chở chứ. Vậy diệu pháp hoa sen, chính là Phật tổ chân kinh tầng thứ 7. Độ Tâm Pháp Sư chỉ lấy là, Diệp Thần trước đây có thể bùng nổ diệu pháp hoa sen thần uy, sau lưng là có Vô Tâm Tổ Sư che chở. Diệp Thần cười một tiếng không lên tiếng, vậy không tiết lộ pháp hoa tôn giả sự việc, hỏi. Cái này thế gian, trừ Vô Tâm Tổ Sư, liền không người có thể luyện thành diệu pháp hoa sen sao? Độ Tâm Pháp Sư trầm ngâm một hồi, nói có là có, nhưng... người kia, rất cổ quái. Hắn tên thật, đã không thể thi, chỉ biết là hắn tôn hào cách gọi hoa tôn giả, chính là bởi vì luyện thành diệu pháp hoa sen. Cái này pháp hoa tôn giả, nóng nảy đặc biệt cổ quái, hắn làm chuyện gì, cũng muốn một bước lên trời, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều bị hắn thành công. Hắn tu luyện Phật Pháp, không phải một bước một cái dấu chân, mà là hướng trời khẩn cầu Phật Tổ để cho hắn một bước lên trời, tu thành diệu pháp hoa sen, sau đó hắn thật làm được. Hắn trước mặt tầng 6 Phật Pháp, cho tới bây giờ không tu luyện qua, lại một lần nữa chứng đạo pháp hoa, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hắn tu vi, hơn phân nửa cũng không phải mình tu luyện tới, mà là lần thăm Tiên Sơn Động Phủ, tìm kiếm cổ xưa tiên Phật thần thánh lưu lại di trạch. Ăn cắp người xưa thành quả, thay đổi thành tự thân tu vi, cuối cùng lại có thể thật bị hắn tu thành tiên đế. Nói đến pháp hoa tôn giả trải qua, Độ Tâm Pháp Sư cũng là chặc chặc lấy làm kỳ. Pháp hoa tôn giả ở luân hồi mộ địa bên trong, nghe được Độ Tâm Pháp Sư bình nghị, nhất thời khí được oa oa kêu to, hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, không muốn nghe lão giả này chuyện hoang đường, ta Phật Pháp cùng tu vi, đều là vững chắc rất. Diệp Thần chỉ là cười cười, vậy từ chối cho ý kiến. Độ Tâm Pháp Sư thở dài một tiếng, nói, nghe nói hắn cuối cùng, muốn chứng đạo không không thời điểm, bị Di La Cung cung chủ, một kiếm cắt đứt, cuối cùng bỏ mình chết, thực đang đáng tiếc. Truy cứu tới cùng, đều là hắn tu vi không yên, luân hồi chi chủ, người có thể được chân đạp mặt đất, không thể quá lệ thuộc vào lực lượng của người khác. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, ừ. Pháp hoa tôn giả tức giận dị thường, ở luân hồi mộ địa bên trong mắng to. Lại hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, đều là Di La Cung cái đó lão tặc đánh lén ta, nếu không ta sẽ thất bại. Ngươi nhanh chóng giết cho ta đi Di La Cung, làm thịt vậy lão tặc. Diệp Thần nói, tiền bối mời yên tâm, ngươi ngày xưa cừu hận, ta sớm muộn sẽ giúp ngươi báo thù. Diệp Thần tạm biệt Độ Tâm Pháp Sư, lần nữa hồi đi ra bên ngoài, liền cùng Nhiên Đăng Tổ Sư, Si Phong Thượng Nhân hai người, trở lại chúng sanh giới. Còn như Vũ Hoàng Nhã Phỉ. Diệp Thần an bài nàng trở về tinh nguyệt giới, đi tìm gió tiếng nói oanh. Nàng hoàng kim huyết mạch, có to lớn giá trị nghiên cứu, gió tiếng nói oanh hẳn có thể nghiên cứu ra chút gì. Mà pháp hoa tôn giả nói Di La Cung chủ, Diệp Thần cũng không có quá gấp đi báo thù. Việc cần kíp, là trước tiên tìm phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống. Lần này Thái Thượng Phật sẽ sau khi kết thúc, Diệp Thần mơ hồ cảm thấy, ma tổ vô thiên và ma nữ, có thể sẽ tiếp tục liên hiệp. Trước cướp đi tử thần quyền bính, ngăn chặn luân hồi trận doanh ra đời tử thần hy vọng. Rồi sau đó ma tổ vô thiên và ma nữ, lại tự đi tranh đoạt, tuyệt không cho Diệp Thần nhúng tay cơ hội. Diệp Thần muốn ngăn cản, chỉ có bắt được phù sinh tuyệt mệnh, thừa dịp còn sớm giết chết ma tổ vô thiên. Trở lại chúng sanh giới sau. Diệp Thần và Si Phong Thượng Nhân, đơn độc gặp mặt, hai người ở trong phòng mật nghị. Diệp Thần bày ra trùng trùng cấm pháp. Phong tỏa thiên cơ, hơn nữa chúng sanh giới bản thân địa mạch hạn chế, người ngoài muốn theo dõi hắn và Si Phong Thượng Nhân nói chuyện, cơ hồ không thể nào. Luân hồi chi chủ, người muốn binh khí, ta chôn ở Minh cũng vực sâu. Cũng không cần Diệp Thần mở miệng, Si Phong Thượng Nhân biết Diệp Thần muốn hỏi cái gì, liền trực tiếp mở miệng nói, không có bất kỳ dấu giếm. Phù sinh tuyệt mệnh, ở một cái kêu là Minh cũng vực sâu địa phương.
Diệp Thần lẩm bẩm nói. Hắn biết Si Phong thượng nhân, tâm ma đã trừ, cho nên ở trước mặt hắn, trực tiếp sách phù sinh tuyệt mệnh bốn chữ, cũng là không ngại. Đúng vậy, năm đó ta bởi vì cái này phù sinh tuyệt mệnh, thiếu chút nữa bị Thiên Khải Chí Tôn giết chết. Vậy cầm binh khí, cũng được ta tâm ma. Ta không dám lại cầm ở trong tay, liền trực tiếp đem chôn ở Minh Cúng vực sâu. Si Phong thượng nhân nói ra tất cả bí mật đi qua, nói. Minh Cúng vực sâu, cụ thể ở gì địa phương? Thiên ngoại thiên sao? Diệp Thần cau mày hỏi, hắn mơ hồ vậy dòm ngó hôm nay cơ hội, thấy được một phiến thần bí cổ quốc đô thành, tựa hồ ngay tại thiên ngoại thiên thế giới trong một góc khác. Đúng vậy. Vậy phiến Minh Cúng, ở cực kỳ lâu trước kia, từng cung cấp phụng nham thần thiên tôn, thờ phượng thâm trầm nhất hắc ám, nhưng sau đó, bọn họ bị một cái thế lực lớn huyết tẩy. Minh Cúng hóa thành phế tích, nhưng vẫn lưu lại một chút nham thần ý chí. Phù sinh tuyệt mệnh binh khí này, mũi nhọn vô cùng là ác liệt hung hãn, ta nếu như chôn ở những địa phương khác, cũng có thể bị người phát hiện. Nhưng chôn ở Minh Cúng phế tích dưới vực sâu, vậy là ai vậy không phát hiện được? Si Phong trên người nói. Ở nhắc tới Minh đều thời điểm, Si Phong thượng nhân trong giọng nói, vậy mang vẻ tôn kính cùng thương tiếc. Hắn tôn kính, là bởi vì là Minh Cúng thờ phượng thần Minh, là nham thần thiên tôn, ngày xưa chín thần cường đại nhất tồn tại. Hắn thương tiếc, là bởi vì là vậy phiến Minh Cúng, cuối cùng là tiêu diệt. Lúc đầu vậy phiến Minh Cúng, là thờ phượng nham thần thiên tôn thế lực sao? Diệp Thần dù gì nói. Đúng vậy, luân hồi chi chủ, người gặp qua nham thần thiên tôn sao? Si Phong thượng nhân hỏi. Có duyên gặp qua một lần. Diệp Thần trước đây có ở đây không mục nát thần quốc thời điểm, vậy từng cùng nham thần thiên tôn gặp mặt qua. Si Phong thượng nhân một hồi kinh ngạc, nói, luân hồi chi chủ, người quả nhiên giao du rộng rãi, lại có thể liền nham thần thiên tôn cũng gặp qua, vậy người có thể thật tốt tốt kết giao, tốt nhất có thể đem hắn lôi kéo vào luân hồi trận doanh. Nham thần thiên tôn, là ngày xưa chín thần bên trong, cường đại nhất tồn tại. Thậm chí, liền cái gọi là tử thần, vậy chẳng qua là nham thần thiên tôn một phần chia thôi. Thật ra thì nham thần quyền bính, cũng đã bao gồm tử thần. Diệp Thần sửng sốt một tí, nói tử thần là nham thần một phần chia. Si Phong thượng nhân nói, đúng vậy, nham thần, thật ra thì chính là thế gian tối tăm nhất đại biểu. Nghe được câu này, Diệp Thần hơi ngẩn ra. Nham thần hắn hiểu rõ một chút, nhưng cùng hắc ám hai chữ cũng không có quá lớn liên lạc mới đúng. Chẳng lẽ hắn hiểu chỉ là băng sơn một góc? Chỉ gặp Si Phong thượng nhân tiếp tục nói. Có người nói, cái này thế gian, nhất đen nhánh, là dạ không. Thật ra thì không phải vậy, dạ không ít nhất có ánh sao. Cái này thế gian tối tăm nhất, nhưng thật ra là mặt đất. Mặt đất chỗ sâu nhất, nhất là hắc ám, vậy tràn đầy dơ bẩn đồ, còn có bị chôn xương trắng. Trong truyền thuyết cái gì 18 tầng địa ngục, Tu La Minh Phủ, đều ở đây dưới mặt đất. Mà nham thần thiên tôn, là đại địa nắm giữ, hắn tự nhiên nắm trong tay nhất cực hạn hắc ám. Cho nên ta nói, cái gọi là tử thần, chỉ là nham thần một phần chia, tử thần quyền bính, là từ nham thần quyền bính phân chia ra đi. Người trước kia gặp qua nham thần thiên tôn, lại không có thể lôi kéo hắn mà nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Hắn hôm nay chán nản, chính là lôi kéo thời cơ tốt nhất. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, nham thần thiên tôn, chính là chín thần mạnh nhất, hắn có hắn kiêu ngạo, muốn lôi kéo hắn, cũng không phải là chuyện dễ. Tốt lắm, không nói cái này, tiền bối, xin ngươi hãy cho biết Minh đều tọa độ. Diệp Thần tự nhiên biết nham thần thiên tôn cường hãn, nếu như có thể cùng kết Minh, tuyệt đối có thể lớn mạnh luân hồi trận doanh. Bất quá hắn cũng biết, nham thần thiên tôn ngạo cốt nghiêm nghị, không có dễ dàng như vậy lôi kéo. Hiện tại, hắn chỉ muốn mau sớm bắt được phù sinh tuyệt mệnh. Cái này là đối phó ma tổ vô thiên tuyệt binh khí tốt. Si Phong thượng nhân trầm ngâm một hồi, rồi sau đó liền đem Minh đều tọa độ, nói cho Diệp Thần, lại nói, luân hồi chi chủ, người có thể được chú ý, ta mơ hồ cảm giác được, hôm nay Minh cũng phế tích, cũng không bình tĩnh. Diệp Thần nói, ta biết, tiền bối, mời yên tâm, ta sẽ chú ý. Lấy được Minh đều tọa độ, Diệp Thần cũng không có lập tức lên đường, mà là ở lại chúng sanh giới bên trong, chỉnh đốn một ít thời gian. Trước đây Thái Thượng Phật sẽ, Diệp Thần trải qua rất nhiều trắc trở, thu hoạch lương hơn. Lớn nhất thu hoạch,
dĩ nhiên là Phật Cốt Xá Lợi và Tinh Không Đạo Thư. Tinh Không Đạo Thư, đã cho mượn liền Thích Già Phật Tổ. Vậy Phật Cốt Xá Lợi, Diệp Thần vậy thuận lợi luyện hóa. Trừ cái này khác biệt thần vật bên ngoài, Diệp Thần còn chiếm được Phật Tổ Chân Kinh tầng thứ tư đến tầng thứ sáu bí quyết. Phật Tổ Chân Kinh, tầng thứ tư Xá Lợi, tầng thứ năm Tu Di, tầng thứ sáu Giới Tử, đều là 10 phần huyền ảo tinh thâm Phật Pháp bí quyết. Ở lúc mới bắt đầu nhất, Thích Già Phật Tổ từng công khai những thứ này Phật Pháp, hy vọng mọi người có thể nhân xâm Phật đột phá, lĩnh ngộ cao thâm Phật môn đạo lý. Nhưng làm sao, cái này tầng thứ tư đến tầng thứ sáu Phật Pháp, đối người bình thường mà nói, vẫn là quá thâm ảo liền một ít, tùy tiện tìm hiểu nói, không những sẽ không có bất kỳ thu hoạch, ngược lại ảnh hưởng tự thân đạo tâm. Diệp Thần thiên phú siêu tuyệt, cái này tầng ba Phật Pháp, tự nhiên không làm khó được hắn. Hắn thừa dịp mấy ngày chỉnh đốn thời gian, liền đem cái này ba tầng Phật Pháp, ngưng thần hiểu tu luyện một lần. Đầu tiên là tầng thứ tư Phật Pháp, Xá Lợi. Cái này một tầng Phật Pháp, tu luyện sau đó, có thể hội tụ quanh thân khí huyết tinh túy tinh hoa, hóa thành Xá Lợi Tử. Diệp Thần hiểu sau đó, cũng là thuận lợi ngưng tụ ra một viên luân hồi Xá Lợi, tu vi rất có tinh tiến. Sau đó là tầng thứ năm Phật Pháp, Tu Di. Tu Di là Phật môn ý voi, ý hơi lớn, vô cùng, nguy nga, vô lượng. Phật môn có Tu Di Sơn truyền thuyết, nghe nói Tu Di Sơn là Phật môn cao nhất núi thần, nguy nga mênh mông không lường được tính, lấy hàng tỷ thời không bát ngát, cũng không cách nào đem một tòa Tu Di Sơn chứa.